Quan Lộ Thương Đồ, chương khác. Tập 41. Chương 930, áp lực từ Cẩm Hồ. Nếu chỉ tính lượng đầu tư quảng cáo đầu đĩa, Ái Đạt và Khoa Vương tương đương, nhưng năm nay Ái Đạt đưa ra 6 chiếc di động mới, chia thành 2 lần, mỗi lần đều tuyên truyền trọng điểm, lượng quảng cáo hơn xa đầu đĩa, thêm vào đầu tư quảng cáo tương quan trong hệ thống đã bỏ lại Khoa Vương phía sau. Hoa Hạ không coi trọng tạo dựng thương hiệu lắm. Tổng lượng đầu tư quảng cáo kém xa Cẩm Hồ, nét thì còn chưa tiến vào thị trường Trung Quốc với quy mô lớn nên càng không thể so sánh được. Quan hệ giữa truyền thông và xí nghiệp ảnh hưởng bởi mức độ đầu tư quảng cáo, một tờ báo mỗi năm nhận được từ Cẩm Hồ mấy triệu mấy chục triệu tiền quảng cáo, khi phòng thị trường của Ái Đạt thông báo cho họ muốn tổ chức họp báo cần bọn họ phối hợp, bọn họ đều không thể tùy tiện từ chối, hơn nữa mấy năm qua mỗi lần Ái Đạt có động tác lớn mới nhờ truyền thông đưa ra. Ở hội trường tổ chức nghi thức thành lập Tân Khoa Vương, một số phóng viên nhận được thông báo của phía Ái Đạt, nói sau khi buổi lễ phía Khoa Vương kết thúc sẽ mở cuộc họp báo, tuy thời gian không hề xung đột nhưng có phóng viên không nhẫn nại được nữa. Đương nhiên nghi thức kéo biển Tân Khoa Vương ngoại trừ Lưu Văn Đào còn có Cát Kiến Đức, Chi Tá Tú Tàng, Trung Thôn Dụ Chi, Lưu Đại Niên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thương mại tỉnh, Bá Đồng Chủ tịch Ngân hàng Tín Thông cùng một vài nhân vật có địa vị, các phóng viên vẫn kiên nhẫn đợi bên này kết thúc mới đi. Nhưng vẻ sốt ruột dần lộ ra trên mặt. Một số phóng viên ở dưới bắt đầu quay sang thì thầm với nhau. Khoa Vương sau khi được Hoa Hạ, nét đầu tư có vốn lên tới trên 1 tỷ, trong nước chẳng có mấy xí nghiệp như thế, còn cả thân phận Cát Kiến Đức và Chỉ Tá Tú Tàng rõ ràng ra đó, cho dù tỉnh trưởng Lý Viễn Hồ bận không tham gia được, thế nào cũng phải có vị phó tỉnh trưởng nào chứ. Xem ra các vị đại lão không hứng thú lắm, mà bên Hải Châu tuy có bí thư thành ủy là đủ rồi, nhưng các quan viên khác đâu. Chẳng lẽ có hoạt động quan trọng hơn à? Người anh em, cậu vừa vào nghề hả? Bên cạnh có phóng viên ngứa tai xen vào. Ân oán giữa Ái Đạt và Khoa Vương không phải là bí mật gì trong nghề, vị bí thư thành ủy này khả năng là chưa rõ nước nông sâu. Đợi phía Khoa Vương tuyên bố tới thời gian phóng viên tự do đặt câu hỏi liền có phóng viên lục tục bỏ đi, đám người ngồi trên lễ đài đưa mặt nhìn nhau, Tạ Kiếm Nam thì có kinh nghiệm rồi, Ái Đạt không chỉ một lần kéo đi lượng lớn phóng viên của Khoa Vương. Lòng tức điên, có cái trò này mà diễn đi diễn lại mãi. Trương Khắc còn nhớ lời khuyên cáo duy trì cục diện đoàn kết ổn định của Đào Tấn, nên bảo Dương Vân Sang mời Lưu Văn Đào tới dự cuộc họp báo, ít nhất phải giữ vẻ ổn định trước mặt phóng viên, thuận tiện mời cả Cát Kiến Đức và Lưu Đại Niên, xã giao bề ngoài không thể thiếu được. Còn với đám Chỉ Tá Tú Tàng, Trung Thôn Dụ Chí không thèm để ý, Tạ Kiếm Nam tất nhiên không có tâm tư tới xem náo nhiệt, những người khác như Chu Hưng Đông, Lâm Tuyết coi như không tồn tại. Bọn họ muốn tới cũng chẳng từ chối. Cát Kiến Đức, Lưu Văn Đào đoán ra được Cẩm Hồ đột nhiên tổ chức họp báo là muốn phá đám bên này, hôm nay bọn chúng làm dùm beng ầm ĩ cũng là để dằn mặt Cẩm Hồ, chúng cũng muốn xem Cẩm Hồ lần này dở trò gì, cho nên không từ chối. Trương Khác, Diệp Kiến Bân chẳng buồn giả dối nói cười với giám Cát Kiến Đức, Lưu Văn Đào, cho nên đã rời nhà máy từ trước, chỉ có Trần Tín Sinh, Thiệu Tâm Văn chủ trì cuộc họp báo công bố phương án, trăm thành trăm triệu, với đầu tư 1 tỷ. Do Thiệu Tâm Văn đã tiến hành suy tính chuyên sâu về vấn đề này trước rồi, nên phương án công bố trong cuộc họp báo không sơ sài, nhưng cái gọi là, đầu tư 1 tỷ, có ý đối đầu quá rõ ràng, Lưu Văn Đào nghe công bố không nhịn được hừa lạnh một tiếng, Cát Kiến Đức thì cảm thấy rõ ràng áp lực kế hoạch này tạo ra cho mình. Ba xí nghiệp dưới cờ Hoa Hạ thêm vào Cao Khoa KV, dựa vào mạng lưới tiêu thụ vốn có của bộ bưu điện nên tổng lượng tiêu thụ điện thoại di động luôn cao hơn của Cẩm Hồ một chút. Phương án này của Cẩm Hồ và Thịnh Hâm rõ ràng là để tăng cường năng lực tiêu thụ ở thị trường đầu cuối, nếu bị Cẩm Hồ vứt bỏ đằng sau, thể diện của Hoa Hạ sẽ rất khó coi. Buổi tối Tạ Kiếm Nam tổ chức bữa tiệc linh đình ở nhà khách Văn Sơn. Lưu Văn Đào tốt xấu gì cũng là bí thư thành ủy, nhà khách Văn Sơn an bài cho bọn họ ở Vọng Giang lâu gần hồ, Tạ Kiếm Nam có cảm xúc sâu nhất với nơi này, thời Chu Phú Minh đắc thế, Vọng Giang lâu ngang với hành cung của ông ta, Úc Bình cũng từ Vọng Giang lâu đi lên. Không ngờ giờ đã leo lên ghế giám đốc điều hành của Cao Khoa KV. Xuống xe, Chỉ Tá Tú Tàng vặn mình, đứng ở bãi cỏ trước lâu, nhìn hồ nước sương khói lượn lờ phía bắc. Không ngờ ở đây lại có chốn u tĩnh thế này. Không thể phủ nhận, nhà khách Văn Sơn là nhà khách có khung cảnh đẹp nhất Hải Châu. Cửa vào của nhà khách Văn Sơn tấp thoáng dưới rừng cây xanh mướt, đi qua bên ngoài còn tưởng đây là công viên. Chỉ Tá Tú Tàng nói bằng tiếng Nhật, những người khác không hiểu. Không ngờ giám đốc nhà khách Tiêu Triều Quý gật đầu, dùng tiếng Nhật trả lời. Cảm ơn khen ngợi. Hành động này của Tiêu Triều Quý khiến Lưu Văn Đào chú ý,
hắn đứng lại dùng tiếng Nhật hỏi. Giám đốc Tiêu biết tiếng Nhật sao? Thưa bí thư, nhà khách thường chiêu đãi khách Nhật, nên tôi cũng học một chút. Tiêu Triều Quý trả lời. Nhưng không phát âm chuẩn bằng bí thư. Tôi có qua Nhật học một năm. Lưu Văn Đào mỉm cười mời Cát Kiến Đức, chỉ tá Tú Tảng đi trước. Lưu Văn Đào không cam tâm để cho ba phó bí thư đẩy sang lề, muốn đứng vững chân ở Hải Châu thì phải động não. Ủng hộ Khoa Vương, không đơn giản là giúp đỡ cha con Tạ Kiếm Nam, đứng sau lưng tân Khoa Vương là Hoa Hạ và Nét cùng Mitsui, coi như là một trợ lực cho hắn. Quan trọng là Mitsui kinh doanh ở Trung Quốc đã 20 năm, ảnh hưởng lớn thế nào, chỉ e ngay chính hắn cũng không rõ, trước kia Lưu Đào sang Nhật học, cũng là thông qua hạng mục hợp tác với Mitsui. Lưu Văn Đào từ TW tới, đương nhiên có cảm giác ưu việt về tâm lý, song chỉ dựa vào mối quan hệ ở bộ ủy thì không đủ làm hắn đứng vững chân ở Hải Châu, lôi kéo Khoa Vương còn có một mục đích khác, tuy Khoa Vương 2 năm ở Hải Châu có quan hệ xung khắc với Đường Học Khiêm, khiến một số quan viên đứng về phía đối lập với Đường Học Khiêm, như vậy hắn có thể lợi dụng Khoa Vương để dùng những quan viên đó. Lưu Văn Đào muốn lôi kéo những quan viên bị quan viên Đường Hệ bài xích, thì phải kéo chúng về quỹ đạo nhất định. Có thể hắn cũng mới đứng chân ở Hải Châu. Đương nhiên vẫn còn nguyên nhân trọng yếu nữa, đó là Nghiêm gia đứng sau lưng hắn muốn kiếm trác từ địa ốc Cẩm Thành. Trước khi tới Hải Châu, Lưu Văn Đào có nghiên cứu nơi này, cũng biết Tiêu Triều Quý. Vào thời nhà khách Văn Sơn là hành cung của Chu Phú Minh, cũng là thời thịnh vượng nhất của Tiêu Triều Quý, hắn giỏi nịnh bợ, lại có tài cán 32 tuổi đã thành phó chủ nhiệm văn phòng thành ủy kiêm giám đốc nhà khách Văn Sơn, ở Hải Châu được coi là trẻ tuổi thành đạt rồi. Do Chu Phú Minh và Đường Học Khiêm mâu thuẫn, khi đó nhà khách chính phủ thực chất là khách sạn Tây Thành, Chu Phú Minh lui về, Đường Học Khiêm gộp tài sản quốc hữu của khách sạn Tây Thành vào công ty cổ phần Hải Châu, cùng với Thế Kỷ cầm hồ xây lên tòa khách sạn 5 sao đầu tiên của Hải Châu, các hoạt động chủ yếu của chính phủ, thành ủy Hải Châu đều tổ chức ở đó. Trừ khách sạn Tân Tây Thành ra, trong nội thành còn có hai khách sạn 4 sao mới xây, Thế Kỷ cầm hồ còn cải tạo khách sạn 4 sao cao cấp ở khu nghỉ dưỡng Tượng Sơn. Làm nhà khách Văn Sơn đạt tiêu chuẩn khách sạn 3 sao đầu tiên của Hải Châu mất hết đi hào quang. Chu Phú Minh trước kia chủ động lùi về nhường chỗ cho Tô Giật Quần, quan viên thuộc hệ của ông ta trừ những kẻ vi phạm pháp luật kỷ cương nghiêm trọng bị loại bỏ khỏi thể chế, những kẻ khác vẫn ở lại. Tiêu Triều Quý không còn là phó chủ nhiệm văn phòng thành ủy, tuy vẫn là giám đốc nhà khách Văn Sơn, nhưng phong quang kém đi nhiều rồi. Hắn cũng tốt số, Đường Học Khiêm mà đi muộn một chút. Nhà khách Văn Sơn tách khỏi biên chế đơn vị sự nghiệp, nhiều nhất hắn được về thành ủy hưởng chức nhàn. Vợ của Lưu Văn Đào không muốn tới Hải Châu, một mặt vì không muốn bỏ việc, mặt khác con trai học ở Bắc Kinh cần người chiếu cố, điều này hợp với tâm ý của Lưu Đào, hắn mới tới Hải Châu 3 ngày, không vội vào khu tập thể thành ủy, mà ở ngay trong nhà khách Văn Sơn, được Tiêu Triều Quý phục vụ chu đáo từng ly từng tí nên cực kỳ hài lòng với kẻ này. Lưu Văn Đào xưa nay cho rằng lãnh đạo một đoàn đội cần bao quát được ba loại người, một có năng lực, có thể xung phong hãm trận làm vài việc thực tế, hai là loại giỏi nịnh bợ để phục vụ mình thật dễ chịu, ba là loại vào thời khắc quan trọng có thể ném ra làm dê thế tội. Muốn làm một lãnh đạo sống thoải mái, quyết không thể thiếu một trong ba loại người này. Tiêu Triều Quý giỏi vỗ mông, có năng lực, đương nhiên được Lưu Văn Đào thích, thậm chí còn khảo sát xem có nên nạp hắn vào vòng thân tín không. Chuyện Lưu Văn Đào cần gấp nhất là thân tín, không có thân tín thì không có nhanh vuốt, không nắm được tình hình, cho dù cha hắn có là chủ tịch quân ủy chăng nữa cũng bị gạt bên lề. Với đám người Tiêu Triều Quý, trước kia không được quan viên Đường Hệ ưa, nên oán hận trong lòng không phải chỉ có một chút, quy phục tân bí thư thành ủy sẽ không tổn thất thêm được, nói không chừng lại là con đường tắt bay cao, đối với bọn chúng mà nói, liệu có lựa chọn nào hơn nữa. Tiết mục sau bữa tiệc tối không thể tiến hành tập thể. Cát Kiến Đức đánh mắt cho Lâm Tuyết rồi len lén về phòng trước, gái gọi có dung mạo được như cô ta rất ít, hơn nữa sự dâm đãng của Lâm Tuyết ở trên giường không phải là ả gái gọi nào cũng bị được. Cát Kiến Đức về phòng đợi một lúc thì có người gõ cửa, chạy vội ra mở, đưa tay ra định kéo ngay tấm thân bốc lửa kia vào lòng, tay đưa ra một nửa phát hiện ra cô gái xinh đẹp trước mắt là thư ký của chỉ tá Tú Tàng. Cô thư ký bị hành động của lão làm giật nảy mình, lùi lại đằng sau một bước. Ngài chỉ tá bảo tôi tới hỏi giám đốc Cát có rảnh không? Ồ, là cô à, ngài chỉ tá có chuyện gì muốn tìm tôi? Cát Kiến Đức tỉnh queo rụt tay lại, làm quan được cái mặt luôn dày hơn người thường, dù lão ta có nóng lòng mây mưa với Lâm Tuyết tới đâu cũng không thể gạt chỉ tá Tú Tàng sang một bên. Nhà khách Văn Sơn xây vào thập niên 60, trang thiết bị có thể thay đổi,
nhưng bố cục chật hẹp thì không thể sửa được. Gian phòng chỉ tá tú tàng ở là cái cao cấp nhất của nhà khách Văn Sơn, tuy không thể so với gian phòng xa hoa ở khách sạn sang trọng, nhưng hồ nước ban đêm có thể bù đắp phần nào. Trong phòng chỉ tá tú tàng ngoại trừ Trung Thôn Dụ Chi Tổng Giám Đốc Nét Trung Quốc, thì không còn ai khác. Cát Kiến Đức nghi hoặc hỏi. Ngài chỉ tá tìm tôi có việc gì? Giám đốc Cát có cái nhìn thế nào về Cẩm Hồ ngày nay? Chỉ tá tú tàng mời lão ta ngồi xuống rồi hỏi ngay vào chủ đề. Cát Kiến Đức không hiểu dụng ý của chỉ tá tú tàng, nhưng không thể phủ nhận, áp lực trên người lão ta rất rõ ràng. Thu nhập doanh nghiệp của Hoa Hạ trên 25 tỷ. Là người khổng lồ không thể kháng cự trong nước, độc chiếm ngôi số một của sản nghiệp điện tử là không cần phải nghi ngờ. Nhưng không chỉ Cát Kiến Đức mà toàn bộ thông tin đều rõ, thành tích của Hoa Hạ đem so với Cẩm Hồ thì kém sắc hơn nhiều. Chỉ tá tú tàng nhìn ra nghi hoặc của lão ta, thong thả nói thêm. Giám đốc Cát tựa hồ cho rằng chúng tôi quá coi trọng Cẩm Hồ, thực ra Mitsui không bao giờ xem thường một đối thủ cạnh tranh tiềm tàng nào, với Hoa Hạ cũng hết sức tôn trọng. Lời này đáng tin hay không Cát Kiến Đức hiểu rõ, thầm nghĩ tên chỉ tá này có lẽ không bao giờ ngờ được chuyện hắn và thằng nhãi kia tranh giành nữ nhân của gia tộc Lý Kiện Hy đã lọt vào mắt Lâm Tuyết. Cát Kiến Đức gặp Lý Hinh Dư hai lần, phải thừa nhận vưu vật đó đáng để tranh giành. Cát Kiến Đức mang một nỗi sợ hãi vô hình với tập đoàn Mitsui, bất kỳ sự hợp tác nào với xí nghiệp dưới ở Mitsui đều coi là thành công, lão ta chưa bao giờ nghĩ tới Mitsui cảm thụ áp lực và uy hiếm của Cẩm Hồ. Nên cho rằng chỉ tá tú tàng coi trọng Cẩm Hồ là vì ân oán cá nhân. Chỉ tá tú tàng lại hỏi. Giám đốc Cát chắc là hiểu tình trạng kinh doanh của Cẩm Hồ. Không rõ lắm. Cát Kiến Đức lắc đầu. Con số Cẩm Hồ báo lên bộ thông tin chỉ tính sản phẩm điện tử tiêu thụ ở trong nước và nước ngoài, kết cấu xí nghiệp cấp dưới của Cẩm Hồ rất phức tạp. Điều này Cẩm Hồ học của Mitsui, người ngoài không thể hiểu nổi quan hệ giữa Mitsui và các xí nghiệp thành viên. Không biết ngài chỉ tá muốn biết tình hình kinh doanh của Cẩm Hồ ở phương diện nào. Vậy tình hình phương diện linh kiện của Cẩm Hồ thì giám đốc Cát biết chứ? Tình hình cụ thể rất khó nói, nhưng có thể khẳng định đây là phương diện mà trong một năm qua có trưởng thành nhanh nhất của Cẩm Hồ. Cát Kiến Đức thầm nghĩ, cho dù thế cũng đâu đủ để Mitsui để vả trong mắt. Trung Thôn Dụ Chi từ đầu tới cuối vẫn ngồi im lặng đột nhiên nói. Giám đốc Cát! Hai lần hợp tác giữa NEC và Hoa Hạ chỉ là bước khởi đầu thôi, không giấu gì ông, trong một năm qua thị trường điện tử tiêu dùng của Trung Quốc một năm qua phát triển mạnh mẽ, nhưng một số lĩnh vực, linh kiện xí nghiệp Nhật Bản xuất khẩu sang Trung Quốc không có sự tăng trưởng rõ ràng. Trước đó Trung Thôn Dụ Chi lo tiết lộ nội tình với Cát Kiến Đức sẽ làm bọn họ rơi vào thế bị động, nhưng qua vài lần tiếp xúc, liền nhận ra lão già này chỉ quan tâm tới lợi ích cá nhân, mà bọn họ đương nhiên có khả năng thỏa mãn nhu cầu lợi ích của Cát Kiến Đức. Nên tiết lộ cũng không sao. Chẳng lẽ linh kiện của Cẩm Hồ đã phát triển tới mức áp chế linh kiện Nhật Bản vào Trung Quốc? Cát Kiến Đức do dự hỏi. Có phải là ở lĩnh vực di động không? Đúng. Trung Thôn Dụ Chi gật đầu, trao đổi ánh mắt với chỉ tá tú tàng, hỏi tới. Chắc tình hình ở Hiệp hội Xúc Tiến Kỹ thuật Di động thì giám đốc Cát nắm được rất nhiều. Không có chừng 10 năm tích lũy thì Cẩm Hồ muốn rút ngắn khoảng cách với xí nghiệp Nhật Bản chỉ là nắm mơ nói mộng. Nhưng Cẩm Hồ lựa chọn lấy một sản phẩm điện tử làm hạch tâm, đúng là khiến bọn chúng cảm thụ được chút áp lực. Cuối năm ngoái Cẩm Hồ một mình thúc đẩy thành lập Hiệp hội Xúc Tiến Kỹ thuật thì quy mô thị trường di động Trung Quốc còn chưa bằng 1/20 thị trường Nhật Bản, khiến những nhân viên phân tích thị trường bình thường đã bỏ qua nó. Lúc này Hiệp hội Xúc Tiến Kỹ thuật đã sơ bộ tạo thành một quần thể sản nghiệp ở Hải Châu và Kiến Nghiệp, hình thành một chuỗi sản nghiệp tương đối hoàn chỉnh, với hạch tâm là Cẩm Hồ. Hậu quả trực tiếp nhất của chuỗi sản nghiệp này chính là làm 2 tháng qua lượng linh kiện di động của Nhật Bản xuất khẩu sang Trung Quốc giảm mạnh, mới khiến cho các xí nghiệp Nhật Bản thực sự chú ý. Chương 931, chỉ tá tú tàng hành động. Chỉ tá tú tàng sau khi tới Trung Quốc điều chỉnh sách lược thẩm thấu của xí nghiệp thành viên, đó cũng là tính toán trường kỳ của xí nghiệp Nhật Bản với Trung Quốc gây ra, trừ trực tiếp đưa thương hiệu vào Trung Quốc thì đa phần lấy cung cấp linh kiện tầm trung và thấp thẩm thấu vào thị trường Trung Quốc. Đảm bảo lợi ích sản nghiệp điện tử trong nước của Nhật Bản. Sự tồn tại của hội xúc tiến kỹ thuật này là trở ngại cực lớn cho sách lược của chỉ tá tú tàng ở lĩnh vực di động. Căn cứ vào quan sát thời gian dài của phòng nghiên cứu kinh tế Mitsui với Cẩm Hồ bắt đầu từ lúc chỉ tá tú tàng tới Trung Quốc, do hắn đích thân thúc đẩy Cẩm Hồ thu được lợi nhuận cực lớn từ sản phẩm điện tử của Ái Đạt và hợp tác với TCQ, nhưng không hề mù quáng mở rộng đa nguyên hóa, mà tăng cường đầu tư vào nghiên cứu. Đảm bảo tiến bộ không ngừng về kỹ thuật. Nếu mặc thế cục này cứ vậy phát triển,
Sách lược thẩm thấu của Trí Tá Tú Táng ở lĩnh vực di động sẽ thất bại, tính thông dụng của kỹ thuật thông tin rất cao, nó sẽ lan dần tới lĩnh vực sản phẩm điện tử tiêu dùng khác. Còn một điều nữa khiến Trí Tá Tú Táng rất lo lắng, sau khi được Toshiba gia nhập liên minh, trận doanh của máy MP3 đã phát triển nhanh chóng. Tuy Cẩm Hồ chuyên môn đăng ký thương hiệu ePlayer, nhưng thị trường quen gọi nó là máy MP3 rồi. Giám đốc Cát chắc biết cái này. Trí Tá Tú Táng đưa ra một chiếc ePlayer mới nhất mà Toshiba sản xuất. Cẩm Hồ không tiêu thụ ePlayer ở trong nước, nhưng Cát Kiến Đức vẫn nhận ra được, lão ta nhận lấy cầm trên tay đánh giá, cười khẩy. Đương nhiên là nhận ra, nhưng giá bán quá cao, và lại nó phải dựa vào máy vi tính mới phổ biến được, hoàn toàn không thích hợp với thị trường trong nước, tôi chẳng hiểu sao Cẩm Hồ phát triển thứ sản phẩm này. Nhưng thấy sắc mặt nghiêm túc của Trí Tá Tú Táng, cẩn thận hỏi. Không biết lượng tiêu thụ ở nước ngoài ra sao? Tổng lượng tiêu thụ trên toàn cầu nửa đầu năm chưa tới 8 vạn chiếc. Trí Tá Tú Táng ưỡn thẳng lưng lên, nói. Nhưng hôm qua tôi vừa mới nhận được con số mới nhất, riêng trong tháng 9 lượng ePlayer bán ra đã hơn 20 vạn chiếc rồi. Ồ, Cát Kiến Đức giật mình, giờ mới hiểu vì sao Trí Tá Tú Táng lại trịnh trọng nhắc tới Cẩm Hồ như thế, lão ta cũng không phải hạng không có học vấn. Biết em đi được các cự đầu điện tử Nhật Bản đưa ra có lượng tiêu thụ toàn cầu mỗi tháng là 60 vạn chiếc. Quan trọng là em đi đã có từ năm 92, mà ePlayer mới được Cẩm Hồ sản xuất thương nghiệp hóa vào đầu năm, tuy nói nhân tố quan trọng là do kỹ thuật sản phẩm em đi được xí nghiệp Nhật Bản giữ kín không lộ ra ngoài, còn Cẩm Hồ ngay từ đầu đã cấp quyền sản xuất ePlayer rộng rãi trên toàn thế giới, nhưng không thể phủ nhận ePlayer có tiềm lực lớn thành sản phẩm chủ đạo của thị trường máy nghe nhạc cầm tay. Cát Kiến Đức cũng biết Toshiba đưa ra ePlayer của mình vào tháng 8, nhưng không ngờ sự gia nhập của Toshiba lại có tác dụng lớn như thế. Trừ Toshiba lấy kỹ thuật lưu trữ bán dẫn ra đổi lấy kỹ thuật hoàn chỉnh của DMP, thì chỉ có Cẩm Hồ là nắm kỹ thuật hạch tâm của nó, có nghĩa là Cẩm Hồ đang sở hữu một sản phẩm hạch tâm của thị trường toàn cầu. Không cần hỏi trong 20 vạn chiếc máy bán ra kia có bao nhiêu cái của Cẩm Hồ, điều đó là vô nghĩa, vì có thể khẳng định trừ Toshiba. Không một xí nghiệp nào cạnh tranh được với Cẩm Hồ, mà trước khi thị trường bão hòa Toshiba có cạnh tranh với Cẩm Hồ không? Đáp án tất nhiên là không, có nghĩa là Cẩm Hồ có thể lấy ePlayer dựng lên hình tượng thương hiệu tính chất toàn cầu. Nhưng Cát Kiến Đức chẳng hề vì thế có chút tự hào thương hiệu trong nước vươn ra thế giới, ngược lại sống lưng còn có luồng hơi lạnh chạy thẳng lên đầu. Trí Tá Tú Táng nhìn phản ứng của lão ta, khẽ mỉm cười, lại lấy một chiếc USB mới nhất của Toshiba ra đặt lên bàn. Đây là thiết bị lưu trữ tức thời, Cẩm Hồ đưa ra vào tháng 6, Toshiba có sản phẩm vào tháng 8, hiện trong nghề đánh giá rất cao về nó, đều đánh giá nó sẽ thay thế đĩa mềm trong máy tính. Đúng là sự thực làm người ta khó tiếp nhận, xí nghiệp chế tạo MVT dưới cờ của Hoa Hạ chỉ xếp sau Liên Tưởng, Thanh Hoa và Phương Chính ở trong nước, nên Cát Kiến Đức hiểu rõ thị trường đĩa mềm lớn thế nào, như thế chiếc USB mà Cẩm Hồ đưa ra này có tiềm lực thế nào không khó tưởng tượng. Cát Kiến Đức lúc này còn hoài nghi Trí Tá Tú Táng gọi mình tới là để đùa bớn đả kích, cắn chặt răng nhìn chiếc USB chỉ bằng ngón tay giữa của người trưởng thành, không nói lời nào. Trí Tá Tú Táng làm bộ làm tịch thở dài hỏi. Có chuyện này tôi muốn thỉnh giáo giám đốc Cát. Cát Kiến Đức trả lời theo bản năng. Mời nói. Vì sao Cẩm Hồ lại có quan hệ mật thiết như thế với Trần Gia, Mã Gia, Cát Gia của Indo? Trí Tá Tú Táng nhìn Cát Kiến Đức chăm chú. À. Cát Kiến Đức không biết chút nào về nội tình chuyện này, nếu không lão ta tuyệt đối chẳng giữ bí mật cho Cẩm Hồ, dù việc này tổn hại thể diện quốc gia. Tôi không rõ lắm, Cẩm Hồ có tiếp xúc với Quách gia của Malaysia có lẽ là thông qua họ có được sự tín nhiệm của ba gia tộc kia. Trí Tá Tú Táng hơi thất vọng. Tôi và Ngài Trung Thôn có kế hoạch hợp tác chiến lược toàn diện với Hoa Hạ, mức độ vượt qua bất kỳ tiền lệ nào trong việc hợp tác giữa xí nghiệp Trung Nhật trước kia. Chúng tôi sẽ thúc đẩy thành viên dưới cờ Mitsui chuyển nhượng kỹ thuật cho Hoa Hạ để Hoa Hạ có khả năng vượt qua Cẩm Hồ một cách toàn diện, Hoa Hạ cần gì cứ đưa ra danh sách. Lời này làm Cát Kiến Đức hưng phấn vô cùng, không ngờ đêm khuya còn nghe được tin tức làm người ta kích động như thế, thầm nghĩ, tên Trí Tá Tú Táng này bị nữ sắc che mờ mắt rồi. Nhớ tới dung nhan tuyệt thế của Lý Hinh Dư, đúng là có thể khiến hắn thù Trương Khác tới tận xương tủy. Lại trò chuyện thêm chốc lát, Cát Kiến Đức cáo từ rời đi. Thư ký của Trí Tá Tú Táng đi tới, vứt cốc trà của Cát Kiến Đức đi. Trung Thôn Dụ Chi cứ chăm chú pha trà, nhấm nháp, lúc sau mới nói. Ông ta không biết gì cả, ở Nhật Bản,
kẻ như thế không đủ tư cách quản lý sĩ nghiệp lớn như thế này. Ngài ở đây bao năm còn không hiểu ở Trung Quốc biết làm người còn quan trọng hơn biết làm việc. Chỉ tá Tú tàng miệng tuy cười, nhưng lo lắng trên mặt chưa tiêu tan. Người trong nước cũng không tin mảnh đất Trung Quốc lại có thể sản sinh ra xí nghiệp lớn như thế phải không? Trung Thôn Dụ Chi cười xấu hổ, tháng trước chỉ tá Tú tàng tới tìm ông ta trao đổi việc đầu tư vào Khoa Vương, ông ta còn nghi vấn, giờ mới phát hiện ra chỉ đầu tư nâng đỡ Khoa Vương với quy mô này là chưa đủ. Đầu tháng 9, chỉ tá Tú tàng nhìn thấy Trương Khác và Lý Hinh Dư nửa khỏa thân ở cùng một phòng, khi đó hắn chỉ hận không thể bóp chết Trương Khác ngay tại chỗ, chính vì phải chôn sâu oán hận trong tim, hắn mới chính thức coi trọng Cẩm Hồ, điều động ban tình báo của Mitsui tìm kiếm tất cả mọi thứ liên quan tới Cẩm Hồ, đồng thời thành lập cơ cấu chuyên theo dõi Cẩm Hồ. Càng nghiên cứu sâu, chỉ tá Tú tàng càng nhận ra Cẩm Hồ không đơn giản, khi hắn có được tư liệu cực kỳ hữu hạn về thương vụ Cẩm Hồ, biết được việc Cẩm Hồ chủ đạo việc xây cảng đảo Đông Sơn, cùng năm 12% khoảng nghiệp Hoa Hy đang chỉnh hợp tài nguyên đất hiếm tản mát ở Trung Quốc, hắn nhận ra đó chỉ là bước đầu tiên cho dã tâm cực lớn của Cẩm Hồ. Cẩm Hồ cứ phát triển theo cách cục này dứt khoát sẽ gây tổn hại cho lợi ích của Mitsui. Đứng sau dã tâm của Cẩm Hồ là sự ủng hộ kiên định của tư bản người Hoa Đông Nam Á, cũng là điều chỉ tá Tú tàng nghĩ mãi không ra, nhưng hắn biết Mitsui cần có càng nhiều bố cục nhắm vào Cẩm Hồ hơn nữa, đây không còn chỉ là ân oán cá nhân, Khoa Vương tất nhiên là một mắt xích trong kế hoạch của hắn. Chương 932, Quý Nhân tới. Chương Khác chẳng bận tâm tới chi tiết của kế hoạch, trăm thành trăm hiệu, buổi tối y cùng Diệp Kiến Bân ăn cơm với đám Tống Bồi Minh, Lục Giật Quang, ăn tối xong cùng tới công trường xem kiến thiết khu thành phố mới, không hề biết rằng lúc này chỉ tá Tú tàng đang nghiêm túc hành động nhắm vào Cẩm Hồ. Lục Giật Quang có thể gọi là nguyên lão ba triều của Hải Châu rồi, từ khi Đinh Hướng Sơn làm bí thư thành ủy thì ông ta đã là phó bí thư thành ủy, rồi tiếp đó Chu Phú Minh, Đường Học Khiêm nối nhau lên làm bí thư thành ủy. Ông ta không có cơ hội chấp chính, nói ra ông ta bị liên lụy từ vụ án của Đinh Hướng Sơn. Trương Khác không rõ trong lòng Lục Giật Quang có oán hận hay không, nhưng y tin Lục Giật Quang nhìn rõ được tình thế, mà chú y lại có quan hệ không tệ với Lục Giật Quang, nên có cơ hội cũng nên thân cận thêm, xa lánh dễ gây oán giận. Tống Bồi Minh hỏi Trương Khác. Đêm cậu không ở lại Hải Châu à? Tôi và anh Diệp đều là người có thể thức đêm không thể dậy sớm được. Trương Khác lắc đầu. So với việc sáng sớm mai dậy đi Tân Đình, chẳng bằng đi ban đêm, sáng thong thả bàn việc, không cần cả ngày ngủ gà ngủ gật. Vậy bí thư Lục về nghỉ trước đi, tôi tiễn các cậu ấy ra phà. Tôi cũng là người thức đêm được, chúng ta cùng ra phà. Lục Giật Quang tính ra ngang bối phận với Đường Học Khiêm, Trương Chi Hành không cần đi đưa chân Trương Khác, nhưng hiện Cẩm Hồ hiện phải ngẩng đầu nhìn rồi, tiến chân ra phà có là gì đâu. Bến phà phía Nam Trần Ích Long ban đêm vẫn hoạt động như thường. Người qua sông không nhiều, chẳng cần phải xếp hàng, chỉ đi 20 phút là đã tới huyện Bắc Hà phía Bắc Tân Đình, Đậu Duy Đào, Đào Thư Nghệ đã ở bến phà bên kia đón tiếp đám Trương Khác. Trương Chi Phi và Lương Quân cũng ở Tân Đình, vốn họ không cần đón Trương Khác, nhưng Đậu Duy Đào đã tới, bọn họ không thể không theo. Kiếp trước do công việc, Trương Khác tới Tân Đình không phải là ít, người khác thì nghĩ y lần đầu tiên tới đây. Trương Chi Phi không ngờ phải bồi tiếp Đậu Duy Đào ra bến phà uống gió lạnh. Y phục mỏng manh, đứng trên bến phà trống trải, bị gió thổi run cầm cập, thấy Trương Khác và Diệp Kiến Bân xuống phà, đi tới xoa tay hỏi. Sao đêm không ở lại Hải Châu? Hai ngày vừa rồi Hứa Tư có việc rời Hải Châu, Trương Khác không thể để Diệp Kiến Bân biết ban đêm y mò tới nhà Tạ Vãn Tình, cho nên chẳng thà đi ngay trong đêm, tất cả mọi lời giải thích đều là, bố láo, hết. Hình trình eo hẹp quá, cháu chỉ có thể ở lại Tân Đình hai ngày nên cháu tới sớm để nắm bắt thêm tình hình. Rồi tới bắt tay những người khác. Bí thư Đậu, thị trường Đào, biết thế tôi không ở bên kia nói chuyện nhiều như thế, hại hai vị lãnh đạo phải đợi lâu. Khác thiếu gia và giám đốc Diệp là khách quý mà, thị trưởng Diêu hôm nay lên tỉnh, nếu không cũng tới đón mọi người. Đậu Duy Đào mời đám Trương Khác lên bờ, đội xe nghênh tiếp của thành phố xếp hàng trên đó. Điều kiện của Tân Đình không bằng Hải Châu, chúng tôi chỉ có biểu lộ thành ý thế này thôi. Ban đêm gió sông hơi lạnh. Trương Mai mặc chiếc áo gió mỏng, dưới ánh đèn phong thư tha thướt, lông mi trang điểm tỉ mỉ môi tô son đỏ chót, mặc một chiếc áo bó sát, trước ngực lộ ra một vùng lớn da thịt tuyết trắng, chiếc áo gió chỉ che tới gối, chiếc tất màu đen nối liền chiếc giày cao gót khiến cặp chân càng thêm thon thả, tràn ngập vẻ hấp dẫn thần bí. Cô gái tên Cao Đình xuất hiện hai lần thì lần này lại không xuất hiện, còn có cả hai khuôn mặt lạ,
Đậu Duy Đào không có ý giới thiệu, chắc là nhân viên công tác. Lên bờ rồi mới biết phía Tân Đình vì đón tiếp bọn họ đã đóng cửa bến phà, cả đoàn người muốn qua sông ban đêm phải đợi bên ngoài, hơn 10 ảnh sát duy trì trật tự, còn có một đám quan viên y phục đường hoàng xếp hàng đứng chờ. Trương Khắc không ngờ Đậu Duy Đào làm ra thế trận lớn như thế, may là ông ta còn biết thói quen của y, không kéo cả đại đội phóng viên tới, Trương Khắc dám chắc ông ta muốn thế lắm. Uy phong thật, Trương Khắc thản nhiên thừa nhận, nhưng y biết những người lỡ phà qua sông trong bụng hoàn toàn không dành cho bọn họ lời nào tốt đẹp. Đào Thư Nghệ thấy Trương Khắc và Diệp Kiến Bân nhìn đám quan viên trên bờ, giải thích. Bí thư Đậu tới bến phà đón mọi người, chẳng hiểu sao phía huyện Bắc Hà biết được, nên họ kéo tới góp vui. Trương Khắc khẽ gật đầu, y cũng chẳng cảm thấy gì. Đậu Duy Đào ra chỉ thị. Thị trưởng Đào, bảo đồng chí Điền Mưu Đông đi cùng chúng ta, không còn sớm nữa, để các đồng chí khác giải tán đi, có chuyện gì mai hằng nói. Điền Mưu Đông là bí thư huyện ủy Bắc Hà, Diệp Kiến Bân đã gặp rồi, Trương Khắc thì chưa nhưng cũng biết. Cho dù không có kinh nghiệm kiếp trước, Trương Khắc sao có thể không nghiên cứu nhân sự huyện Bắc Hà cho được. Trương Mai nghe vậy chạy đi trước truyền đạt chỉ thị. Trương Khắc và Đậu Duy Đào đứng trước xe trò chuyện, một lúc sau một nam tử chừng 38 tuổi da đen đúa theo Trương Mai đi tới, hắn ta cao bằng Trương Mai có đi giày cao gót, vóc dáng chắc khỏe, mang tới cho người ta cảm giác trầm ổn, chưa tới 40 tuổi đã thành người đứng đầu một huyện có thể coi là thành công trên quan trường rồi. Trong tay Trương Khắc sớm có tư liệu về hắn, Diệp Kiến Bân và chú y đều tiếp xúc qua, đánh giá cơ bản là khẳng định. Diệp Kiến Bân gật đầu chào. Bí thư Điền. Tôi lại tới làm phiền rồi. Giám đốc Diệp nói gì thế, tôi chỉ sợ các anh không tới. Điền Mưu Đông cười ha hả, ánh mắt nhiệt tình nhìn sang phía Trương Khắc, nhưng không ai giới thiệu nên không dám tùy tiện đưa tay ra. Trương Khắc không cần người khác giới thiệu, chủ động đưa tay ra nói. Làm phiền bí thư Điền phải đợi lâu rồi, sau này còn làm phiền bí thư nhiều hơn, mong bí thư không thoái thác. Điền Mưu Đông chỉ sợ không có việc gì phiền tới hắn. Nghe Trương Khắc nói vậy trong lòng rất cao hứng, lại lo Trương Khắc chỉ nói lời khách sáo. Đám Trương Khắc có 3 chiếc xe theo qua sông, vì biểu thị tôn trọng, y và Diệp Kiến Bân ngồi vào chiếc Audi cũ của Đậu Duy Đào, y chẳng còn nhận ra được là xe sản xuất năm nào, nhìn qua gương chiếu hậu thấy Lương Quân vào chiếc Mercedes của hắn. Xe đi tới thẳng nhà chiêu đãi chính phủ trấn Đông Sơn, đám Đậu Duy Đào không thể về khuya thế này, đêm cũng ở lại nhà khách luôn, tuy không hề có báo trước. Nhưng phía bên Tân Đình đều chuẩn bị chu toàn cả rồi. Xe tới nhà khách Đông Sơn, trừ Triệu Bằng, Đàm Thiên Gia ở cổng còn có cả một đống người nghênh tiếp, trong đó có mấy người xuất hiện ở bến phà, Đậu Duy Đào bảo bọn họ giải tán, nhưng bọn họ không về nhà. Trong đám đông đó Trương Khắc nhìn thấy một người quen, còn định mai kiếm cơ hội tìm ông ta, không ngờ tối nay đã gặp được rồi. Phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ Mông Học Khánh có ở đây không? Trương Khắc quay đầu lại hỏi Điền Mưu Đông. Mông Học Khánh là một nhân vật nhỏ không đáng nhắc tới ở huyện Bắc Hà, Điền Mưu Đông có biết nhưng không thân thuộc, đó là thư ký của huyện trưởng tiền nhiệm, trước khi huyện trưởng đó điều đi được nâng lên cấp phó khoa, nhưng huyện trưởng hiện giờ có mâu thuẫn rất sâu với huyện trưởng tiền nhiệm, nên Mông Học Khánh được cho an nhàn tới tận bây giờ, không còn làm phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ nữa, tới nhà khách Đông Sơn làm phó giám đốc. Điền Mưu Đông hơi nghi hoặc, nếu Trương Khắc biết Mông Học Khánh thì phải biết tình cảnh của ông ta lúc này chứ. Nhưng Điền Mưu Đông chưa ngủ tới mức đi hỏi câu này, vẫy tay gọi Mông Học Khánh tới. Chương 933, Mông Học Khánh. Mông Học Khánh thấy Điền Mưu Đông vây tay gọi mình, trước tiên ông ta nhìn ngó xung quanh, thấy người bên cạnh cũng không hiểu ra sao, mới đoán là gọi mình, còn chưa nhúc nhích thì Trương Hán Tuyền đã tinh mắt đã giành nói trước. Giám đốc Mông, đi kiểm tra xem phòng ốc an bài cho khách còn vấn đề gì không, bí thư Điền có sai bảo gì để tôi làm là được. À. Mông Học Khánh chỉ nghĩ Điền Mưu Đông có việc sai bảo mình, tuy là cơ hội hiếm có, thậm chí có thể lộ diện trước mặt bí thư thành ủy, nhưng Trương Hán Tuyền muốn tranh, ông ta chẳng thể làm gì, đành lùi lại đi về đằng sau. Chú Mông! Nghe thấy có người gọi, Mông Học Khánh quay đầu nhìn, thấy 3 người Đậu Duy Đào, Đào Thư Nghệ, Điền Trung Mưu vây quanh một thanh niên đó đang vẫy tay gọi mình lấy đâu ra một đứa cháu như thế? Không phải là nhầm lẫn chứ? Nhưng trong chớp đó tất cả ánh mắt những người đứng ở cổng nhà khách đều đổ dồn vào mình, nhất là ánh mắt kinh hãi của Trương Hán Tuyền làm ông ta cảm thấy hết sức dễ chịu. Trương Khắc mỉm cười nhìn Mông Học Khánh hoang mang đi tới. Trương Chi Phi cũng rất ngạc nhiên, ông ta chưa bao giờ nghe cháu mình nói tới có người quen ở Tân Đình, 2 tháng qua ông ta ở nhà khách Đông Sơn mấy lần,
cũng có gặp Mông Học Khánh, nhưng chưa nói chuyện bao giờ. Sao cháu có người quen ở đây? Sao cháu lại không thể có người quen ở đây? Trương Khắc lắc đầu hỏi lại. Mông Nhạc là người Tân Đình, anh hỏi xem ông ấy có quen Mông Nhạc không? Diệp Kiến Bân chưa hỏi, Triệu Bằng đứng bên cạnh đã hỏi trước. Mông Nhạc và Đỗ Phi Lập nên sáng vực đã được hơn một năm rồi, Diệp Kiến Bân và Trương Chi Phi đều biết Mông Nhạc, còn Triệu Bằng trước kia làm giám đốc phòng hành chính vườn sồi, không khác gì tổng quản hậu cần của Trương Khắc, đương nhiên biết Trương Khắc lúc rảnh rồi đều chơi cùng đám Đỗ Phi, Mông Nhạc. Với thân phận của Trương Khắc hiện nay, có được hai người bạn thân thiết như vậy rất hiếm có, và lại Mông Nhạc cũng đáng để người ta tán thưởng. Nhìn kỹ thì Mông Học Khánh tuổi trung niên, mặt gầy gò anh tuấn, khóe mắt, giữa mày đều có nếp nhăn dày, Triệu Bằng hỏi. Giám đốc Mông có biết Mông Nhạc không? À, Mông Học Khánh hơi sửng sốt, thầm nghĩ thì ra là người quen của thằng bé Mông Nhạc, không biết cậu thanh niên có thân phận gì, Triệu Bằng thì mượn nhà khác Đông Sơn để làm việc một thời gian rồi, coi như là quen biết, đứng lại hỏi. Mông Nhạc là con trai tôi, sao giám đốc Triệu quen thằng bé đó? Triệu Bằng mỉm cười hỏi. Mông Nhạc có kể với giám đốc Mông chuyện ở Đại học Đông Hải không? Mông Học Khánh cẩn thận nhìn quanh, tuy đám Đậu Duy Đào mặt có vẻ kinh ngạc, nhưng mặt đầu mang nụ cười, nghĩ chắc không phải chuyện xấu. Thằng bé đó cho rằng cánh cứng rồi, muốn bay một mình, sau khi lên đại học có chuyện gì cũng chẳng trao đổi với tôi. Lúc chồng quá con côi mà chẳng nương tựa vào nhau. Triệu Bằng không biết mẹ Mông Nhạc đã mất, lúc này không tiện hỏi kỹ, quay đầu lại nhìn Trương Khắc, chuyện để y xử lý thì hơn. Trương Khắc đi tới cười nói. Chú Mông, cháu là Trương Khắc, không biết Mông Nhạc có nhắc tới với chú không, chú gọi điện bảo anh ấy về một chuyến đi, anh ấy luôn nói đồ biển Hải Châu không ngon bằng Tân Đình, lần này cháu đặc biệt tới Tân Đình đợi anh ấy mời. Rồi quay sang giải thích với đám Đậu Duy Đào. Chú Mông là cha một người bạn tốt của tôi. Mông Học Khánh nheo mắt nhìn y, khi xe đỗ trước cổng nhà khách, nếu thanh niên này xuống xe chậm thêm mấy giây, cảm giác Đào Thư Nghệ sẽ mở cửa xe giúp y, như vậy thân phận của y không đơn giản, cho dù công tử của bí thư tỉnh ủy cũng đâu thể làm Đào Thư Nghệ hạ mình làm việc đó. Thương vụ Cẩm Hồ đặt văn phòng liên lạc ở trong nhà khách Đông Sơn, phương diện huyện Bắc Hà đều do đích thân bí thư huyện ủy, huyện trưởng tiếp đãi, Mông Học Khánh không tham dự được. Nhưng là phó giám đốc nhà khách ông ta cũng biết Cẩm Hồ là người khởi xướng xây cảng ở Đông Sơn, thầm nghĩ chẳng lẽ cậu thanh niên này là thái tử gia của tập đoàn đó. Thì ra Khác thiếu gia có người quen ở Tân Đình, vậy mà trước kia không thấy cậu nhắc tới. Đào Thư Nghệ thân thiết vỗ vai Mông Học Khánh. Lão Mông, Khác thiếu gia là khách quý của Tân Đình, lại là bạn tốt của con trai anh có thể đại biểu cho Tân Đình chiêu đãi khách quý. Nào, chúng ta không đứng đây uống gió lạnh nữa. Vào trong rồi hãy nói chứ hả? Trương Khắc giơ di động lên. Cháu gọi điện cho Mông Nhạc, chú nói chuyện với anh ấy nhé. Vừa bấm điện thoại vừa cùng mọi người đi vào nhà khách. Không biết đám Mông Nhạc ban đêm làm gì, Trương Khắc gọi hai lần mới được, không tiện trêu hắn có phải đang điên đảo loan phượng với Tịch Nhược Lâm trên núi Hợp Hoan không, bảo thẳng hắn. Tôi đang ở Tân Đình này, tối nay ở lại nhà khách Đông Sơn, có nói chuyện với ba anh không? Mông Nhạc không tin. Trương Khắc xuất quỷ nhập thần cũng không thể chạy tới nhà khách Đông Sơn, Trương Khắc đưa di động cho Mông Học Khánh, để cha con bọn họ nói chuyện. Sự trưởng thành của mỗi người đều khó tránh khỏi ảnh hưởng của người khác, tính suốt quá quá trình trưởng thành của Trương Khắc, Mông Học Khánh là một trong số những người ảnh hưởng tới y. Kiếp trước sau khi tốt nghiệp Trương Khắc chỉ công tác ở Kiến Nghiệp một năm rồi về Hải Châu vào tập đoàn Long Dụ, Mông Nhạc không về Tân Đình mấy, còn Trương Khắc thì chạy sang Tân Đình liên tục. Rất thân với Mông Học Khánh, cũng học được từ ông ta không ít. Tính cách của Mông Nhạc tất nhiên ảnh hưởng rất sâu của cha. Quan trường Trung Quốc có rất nhiều người chẳng có bối cảnh gì cũng leo lên được chức vị cao, nhưng đa phần là đá lót đường cho người ta leo lên, chẳng có liên quan mấy tới học thức và năng lực, Mông Học Khánh là một trong số đó. Đương nhiên ông ta thất bại trên quan trường còn có nguyên nhân khách quan khác. Mông Học Khánh nhận lấy di động của Trương Khắc. Tất nhiên không thể hỏi con trai tỉ mỉ chuyện thế nào để đám Đậu Duy Đào phải chờ đợi, chỉ nói qua loa vài câu bảo con trai khách tới nhà rồi, mai mau về một chuyến, rồi trả điện thoại cho Trương Khắc. Thằng bé ấy nói về ngay trong đêm, ai, giờ làm gì còn xe, thế nào cũng phải tới trưa mai mới về tới nơi mời mọi người thử hải sản của Tân Đình. Trương Khắc biết Mông Nhạc muốn về nhà ban đêm thì không thiếu cách, có điều đường cao tốc thông với Tân Đình thì chỉ có từ Huệ Sơn, thế nào thì cũng phải sáng mai mới tới nơi được. Cả Tân Đình chỉ có một khách sạn miễn cưỡng được tính 3 sao ở trong thành phố, nhưng cũng không cần lo,
vì nhà chiêu đãi chính phủ không tệ được, trừ phòng hơi hẹp một chút, nhưng trang thiết bị đều đủ, nhân viên thì có tố chất và ý thức phục vụ lãnh đạo. Từ nhà chính cao 8 tầng sau cổng vào, tinh hoa nhà khách Đông Sơn đều nằm ở mấy căn nhà hiện đại kiểu viên lâm đằng sau, căn nhà 2 tầng an bài cho Trương Khác và Diệp Kiến Bân tất nhiên là cái tốt nhất. Đám đậu Duy Đào đưa Trương Khác, Diệp Kiến Bân vào nhà, Mông Học Khánh vẫn còn chần chừ, đi theo sau Điền Mưu Đông, những người khác phải đợi ở đằng sau nữa, không được vào, Điền Mưu Đông sắp đi qua cửa thì Đào Thư Nghệ quay lại bảo. Mưu Đông vào đi, bên nhà khách để lão Mông an bài, còn những người khác về nghỉ ngơi trước. Đào Thư Nghệ tuy còn trẻ, nhưng là lãnh đạo cũ của huyện Bắc Hà, hắn nói thế cả huyện trưởng Lâu Kim Quý cũng không dám oán trách gì, nên cố chen vào để đậu Duy Đào không vui càng rắc rối. Đào Thư Nghệ thân thiết nói với Mông Học Khánh. Chuyện chiêu đãi anh và sử trưởng Trương phụ trách nhé, Mưu Đông, tôi an bài thế anh không ý kiến gì chứ hả? Chương 934, chuyện nhà Mông Nhạc. Tôi sao dám có ý kiến gì chứ ạ? Điền Mưu Đông và Đào Thư Nghệ làm việc với nhau thời gian dài, khá thân thiết, để Mông Học Khánh phụ trách chiêu đãi hắn càng an tâm, ít nhất không phải nơm nấp sợ có chỗ nào chiêu đãi thiếu chu đáo. Trương Khác đợi Mông Học Khánh đi vào giới thiệu. Chú Mông, để cháu giới thiệu cho chú, đây là chú cháu Trương Chi Phi, chỗ này có rất nhiều người quen Mông Nhạc, đây là Diệp Kiến Bân, Triệu Bằng, Lương Quân, Đàm Thiên. À Đàm Thiên không biết Mông Nhạc. Biết chứ, đầu tháng 9 tôi còn cùng ăn cơm với Mông Nhạc, Đỗ Phi đấy. Đàm Thiên chính chính. Ồ, tôi lại không biết chuyện đó. Trương Khác quay sang bên cạnh. Bí thư Đậu, người bạn kia của tôi chỉ e ngay ba anh ấy cũng không biết anh ấy làm gì. Thị trường Đào là tiền bối của chúng tôi ở Đại học Đông Hải, có lẽ đã nghe qua công ty sáng vực chính là do người bạn đó của tôi cùng người bạn khác sáng lập nên. Ngày mai tôi sẽ giới thiệu người bạn này cho mọi người làm quen. Nhắc tới sáng vực thì Đậu Duy Đào biết, ông ta có hoài báo chính trị rất lớn, chẳng quan tâm tới Mông Nhạc, nhưng quan tâm tới Đỗ Phi con trai Đỗ Tiểu Sơn, lại cùng trưởng thành với Trương Khác. Mông Nhạc có thể cùng Đỗ Phi sáng nghiệp, tất nhiên là nhân vật hiếm có. Nghe Trương Khác nói thế ấn tượng với Mông Học Khánh tốt lên vài phần, thân thiết nói. Tân Đình có nhân tài xuất sắc như thế mà lão Mông làm cha lại chẳng biết gì, hai cha con sau này phải giao lưu nhiều vào. Mông Học Khánh dạy con trai tinh thần độc lập từ nhỏ, thi thoảng quan tâm một chút, tình hình tỉ mỉ đúng là không hay biết gì, cười ngượng nói. Thật là hổ thẹn. Đêm đã khuya, hàn huyên qua qua rồi đám đậu Duy Đào cáo từ, Trương Khác cũng không giữ Mông Học Khánh vẫn còn chưa hiểu chuyện gì lại. Diệp Kiên Bân cười hỏi. Mông Nhạc chẳng nói cho cha cậu ta điều gì thì phải. Mẹ cậu ta mất sớm à? Ừm, khá sớm, tầm thời sơ chung của Mông Nhạc. Trương Khác nhớ lại. Mông Học Khánh đợi tới khi anh ấy học cao trung mới tái hôn. Chuyện bình thường thôi, có điều hình như quan hệ Mông Nhạc với cha hình như hơi lãnh đạm. Cũng không thể nói là lãnh đạm, mà nên nói là không được tự nhiên. Trương Khác nghĩ Mông Nhạc si tình hiếm có trên đời. Về sau còn nếm đủ đau khổ trên tình trường mới biết tình cảm là thứ không đơn thuần. Ba Mông Nhạc tái hôn với dì của anh ấy, dì anh ấy tới hơn 30 tuổi còn chưa lấy chồng, tựa hồ là vì đợi ba Mông Nhạc, tình cảm hai người nảy sinh khi dì Mông Nhạc chăm sóc chị gái mình bị bệnh, tuy trì hoãn mấy năm sau mới kết hôn, nhưng anh biết đấy chuyện này có vướng mắc người ngoài không bình luận được. Ba Mông Nhạc vốn có cơ phát triển ở Bắc Hà, cũng vì những chuyện này làm lỡ. Cháu không nói quá chứ? Trương Chi Phi không tin lắm. Diệp Kiến Bân thì lại cười lớn. Thú vị đấy, có thời gian tôi phải tới bái phòng ông ta. Thấy tầng dưới có tiếng người, Trương Khác đang mơ ngủ mở mắt ra, cửa kính hơi mờ, ánh sáng trong phòng không đủ nhìn rõ đồng hồ treo trên vách tường đối diện, nghe có cả giọng Đỗ Phi, thì ra đêm qua hắn đi cùng Mông Nhạc, cầm đồng hồ đeo tay ở đầu giường lên xem, mới có 4 giờ sáng. Sáng cuối thu trời hơi lạnh, Trương Khác chui trong chăn ấm ra. Không thấy lạnh chỉ thấy buồn ngủ díp mắt lại, y ngủ chưa đẫy giấc, nếu chỉ có Đỗ Phi và Mông Nhạc thì y mặc xác, nhưng có cả tiếng Mông Học Khánh, mới vật lộn bò dậy rửa mặt xuống lầu. Tịch Nhược Lâm cũng ở dưới lầu, mặc quần bò, áo dài tay, xinh đẹp dịu dàng, nhưng trước mặt Mông Học Khánh có chút gò bó. Trương Khác vừa đi xuống vừa nói. Sao tới cả thế, rảnh lắm à? Hôm nay là thứ bảy, Tịch sư tỷ tới được, vì sao tao không tới được? Đỗ Phi không quên trêu ghẹo Tịch Nhược Lâm. Đây là lần đầu theo Mông Nhạc về quê gặp trưởng bối, Tịch Nhược Lâm mặc kệ Đỗ Phi, ngoan ngoãn giúp phục vụ trực đêm pha trà nước. Mông Nhạc hỏi, chắc buổi sáng cậu có an bài, buổi trưa mời cậu thử hải sản Tân Đình nhé.
Chưa ngủ đủ thì cứ lên ngủ đi, tới chưa tôi gọi. Bị mọi người đánh thức rồi, còn ngủ sao được nữa. Trương Khác lại nhìn đồng hồ theo thói quen. Giờ chắc là còn kịp lúc thuyền cá ra biển hả, chúng ta ra biển chơi đi. Mông Nhạc không rõ chuyện này, quay sang nhìn cha, dù sao thì cũng cần cha hắn an bài. Lúc này Phó Tuấn cũng tới, Trương Khác bảo hắn. Anh đi hỏi anh Diệp, chúng tôi theo thuyền cá ra biển, anh ấy có muốn đi cùng không? Phó Tuấn nhắc, Bí Thư Đậu hôm qua ở trong nhà khách, còn chưa đi. Trương Khác sáng sớm theo thuyền cá ra biển, có thể về trước trưa hay không rất khó nói, bỏ Đậu Duy đào qua một bên tựa hồ không thích hợp lắm. Trương Khác lắc đầu nói, trước khi tôi tới vốn không định kinh động nhiều người như vậy rồi, trước khi đi anh gọi điện báo với Bí Thư Đậu một tiếng là được, nói chúng ta ra biển đánh cá mời họ. Và lại anh Diệp chắc gì đã bò được khỏi giường theo chúng ta. Mông Học Khánh gật đầu. Để tôi đi hỏi, thuyền cá giờ này gần như ra biển hết rồi, tôi không dám đảm bảo. Không nói gì thêm, gọi Mông Nhạc theo cùng. Đi ra ngoài, Mông Học Khánh không đi tới cổng mà rẽ sang phía bắc. Ba không đi liên hệ với thuyền cá à, sao lại rẽ vào đây? Mông Nhạc hỏi. Con coi ba là bí thư huyện ủy hay sao mà muốn thuyền có thuyền? Mông Học Khánh không dừng bước. Cậu bạn đó thân phận ra sao? Cậu ta không giới thiệu tên à? Trương Chi Phi và Diệp Kiến Bân thì ba biết, trong huyện đang đồn đại thương vụ Cẩm Hồ muốn mua nhà máy đóng thuyền và nhà máy sắt thép, chuyện cụ thể thế nào ba làm sao biết được? Con cũng không biết, nếu ba tò mò thì con hỏi cho. Mông Học Khánh nhìn con trai, từ kỳ nghỉ hè năm ngoái tới giờ Mông Nhạc không về nhà, đã hơn một năm cha con không gặp nhau rồi, không cao lên, nhưng trông chững chạc hơn nhiều, chắc một năm qua xảy ra nhiều chuyện không ngờ, ông ta chỉ lắc đầu, muốn biết cũng không cần vội. Mông Học Khánh đi tới một tòa tiểu lâu phía bắc nhà khác, tìm phục vụ trực đêm hỏi. Bí thư Điền ở phòng nào? Học Khánh, sớm thế này đã có chuyện gì vậy? Cha con Mông Học Khánh theo phục vụ còn chưa tới trước phòng Điền Mưu Đông thì thấy Điền Mưu Đông mở cửa phòng mặc áo ngủ đi ra. Bí thư Điền, đây là con tôi Mông Nhạc, nó từ Kiến Nghiệp về đêm qua. Ồ, đúng là tuổi trẻ tài cao, Bí thư Đậu còn nói muốn gặp cậu đấy. Điền Mưu Đông liếc nhìn Mông Nhạc, cười ôn hòa, hắn biết Mông Học Khánh sáng sớm tới đây chẳng phải giới thiệu con trai mình. Đám Trương Khác muốn ra biển chơi, sợ không thể về trước buổi trưa được. Mông Học Khánh cẩn thận nói. Đề xuất yêu cầu này là hơi chút thất lễ, dù sao đám Đậu Duy Đào tới đây là vì Y và Diệp Kiến Bân, Y lại muốn ra biển chơi, không coi Đậu Duy Đào ra gì sao. Trương Khác lại còn như vô ý kéo cả ông ta vào, Mông Học Khánh không dám tự quyết, không dám phán đoán, nên mới tới xem phản ứng của Điền Mưu Đông. Điền Mưu Đông nhíu mày suy nghĩ một lúc, nói. Thuyền cá lúc này chắc đang ra biển, anh lấy danh nghĩa của tôi liên hệ với công ty ngư nghiệp huyện. Bảo bọn họ để lại chiếc thuyền cá tốt nhất ở cửa cảng đợi lệnh, cho dù có ra biển rồi cũng phải gọi lại cho tôi. Điều kiện trên thuyền cá rất kém, nhà khách phải chuẩn bị thêm, chuyện an toàn, bảo công ty ngư nghiệp phải đặc biệt chú ý. Tôi đi tìm Bí thư Đậu đây. Mông Học Khánh ra phòng trực gọi thông báo cho công ty ngư nghiệp, lúc này Điền Mưu Đông thay y phục xong đi, nhận lấy điện thoại nói. Tôi là Điền Mưu Đông, đồng chí là, phải, phía đồng chí phải làm gì đều sẽ do giám đốc Mông an bài. Rồi trả điện thoại cho Mông Học Khánh, đi tìm Đậu Duy Đào. Chương 935, ra khơi. Có câu này của Điền Mưu Đông, Mông Học Khánh làm việc tiện hơn nhiều, không cần lãng phí thời gian giải thích. Mông Học Khánh không vội đi, mà đứng đợi xin chỉ thị tiếp theo của Điền Mưu Đông, chống cằm suy nghĩ xem nhà khác phải chuẩn bị gì, dù sao điều kiện trên thuyền rất kém, cuối thu gió biển lại to. Mông Nhạc thấy thế bật cười. Cần gì bày ra vẻ nghiêm túc thế ạ? Thấy xung quanh không có ai, Mông Học Khánh bợp tai con trai, áp giọng xuống nói. Không phải vấn đề Trương Khác có so đo không, mà một số chuyện phải để Điền Mưu Đông nhìn thấy, con tưởng ba con sống dễ dàng lắm à. Rồi thở dài. Đứa bạn này của con không đơn giản. Mông Nhạc đùa. Ba có muốn, cha sang nhờ con, không? Con chừng này tuổi, nếu học thói A Dua Su Nịnh thì sao kết bạn được với thứ ra gì? Mông Học Khánh lại bợp tai con một phát nữa. Làm việc phải biết nặng nhẹ, làm bạn, càng phải biết chừng mực, cha sang nhờ con, cái gì, con tưởng ba chưa nhìn thấu à? Mông Nhạc gãi đầu. Đỗ Phi đi theo chơi, còn Trương Khác lần này tới Tân Đình không đơn giản, trò này chắc cũng nằm trong dụng ý của cậu ta, ba không muốn biết thì thôi vậy. Ba có biết hay không cũng không sao, ba cần làm tốt việc của ba là được rồi.
Mông Học Khánh cười hăng hắc. Cô bé Tịch Nhược Lâm kia là sao, cái này thì ba muốn biết đấy. Một lúc sau Điền Ngưu Đông quay lại nói. Học Khánh, anh đi cùng bọn họ ra biển đi, mọi việc anh phụ trách, nhớ mang di động, có việc gì liên hệ ngay với tôi. Anh biết số di động của tôi rồi chứ? Vâng, tôi biết. Mông Học Khánh đáp lời rồi cùng con trai ra ngoài, ông ta không có di động, có điều giám đốc nhà khách Trương Hán Tuyển có một cái, còn có một cái nữa do mấy phó giám đốc dùng chung, lúc này cho Trương Hán Tuyển hai lá gan cũng không dám ngăn ông ta dùng chiếc di động kia. Điền Ngưu Đông dặn Mông Học Khánh một câu rồi quay lại phòng Đậu Duy Đào, lúc vào phòng thấy Đậu Duy Đào đang nhìn hai cha con Mông Học Khánh rời đi. Thư Nghệ, anh từng ở Bắc Hà công tác, ấn tượng về Mông Học Khánh ra sao? Ông ta 50 chưa? Chắc chỉ là cấp phó khoa. Mông Học Khánh nhìn có vẻ già, thực ra mới 44. Điền Ngưu Đông trả lời, hôm qua hắn còn chuyên môn sai người tìm hiểu về Mông Học Khánh, sợ Đào Thư Nghệ không biết, trả lời thay. Đã lên cấp phó 10 năm, đây là do sơ suất của tôi, không ý thức được năng lực của đồng chí ấy. Điền Ngưu Đông năm ngoái mới lên làm bí thư huyện ủy, còn Mông Học Khánh bị đá sang bên lề đã 10 năm rồi, Đậu Duy Đào đương nhiên không có ý trách hắn, cũng chẳng có ý đòi lại công bằng cho Mông Học Khánh. Các thành phố ven biển đều muốn phát triển sản nghiệp cửa cảng, nhưng tài lực cùng kinh tế Tân Đỉnh chỉ có thể dựa vào cảng Lữ Dương, song cảng Lữ Dương không ở đường biển nước sâu, không có chỗ neo đậu cho thuyền trên vạn tấn. Đám Trương Khác lái xe tới cảng Lữ Dương lên thuyền cá thì bầu trời mới hửng sáng, nơi trời đất nối liền vẫn còn mảng mây đen kịt. Chiếc thuyền, tinh không, không hề nồng nặc mùi cá tính như trong tưởng tượng, chắc là đã tẩy rửa khẩn cấp trước khi bọn họ tới, Trương Khác cũng chẳng có sở thích quái gì muốn lên thuyền cá ra biển thật. Trên thuyền có chuẩn bị mấy bộ cần câu cho bọn họ giải trí, mặc dù không có kinh nghiệm câu cá biển, nhưng có thủy thủ trên thuyền giúp đỡ, kiếm được ít hải sản không thành vấn đề. Trương Khác đương nhiên không thuần túy ra biển để chơi, thuyền vừa xuất phát là hướng thẳng tới đảo Đông Sơn. Đảo Đông Sơn là chỉ một quần đảo ở vùng biển Đông Hải, có hai hòn đảo chủ yếu là đảo Đại Đông Sơn và đảo Tiểu Đông Sơn, cách bờ biển 5 km. Trương Khác đứng ở mạn thuyền dõi mắt nhìn ra xa, trên tay còn có một tấm bản đồ, Mông Học Khánh chuẩn bị đồ ăn sáng xong, đi tới mới Trương Khác và nhóm Phó Tuấn ăn sáng, thấy tấm bản đồ trong tay Trương Khác là một cửa cảng hiện đại hóa. Lại nhìn quần đảo Đông Sơn trước mắt, trừ cây cối xanh gì thì không có gì, tặc lưỡi nói. Đây chính là dáng vẻ tương lai của cảng Đông Sơn sao? Vâng. Trương Khác đưa tấm bản đồ màu cho Mông Học Khánh, cười chỉ bản đồ. Đây là vùng biển giữa Tiểu Đông Sơn và Đại Đông Sơn, bến tàu sẽ chính đặt ở đây. Nghe nói trước kia chú Mông làm phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy còn có một thời làm chủ nhiệm văn phòng xây cảng đảo. Đó là chuyện năm 93 rồi. Khi ấy Phó Thủ tướng Uông Tĩnh Hàm tới Đông Sơn thị sát, rất có hứng thú với chuyện xây cảng ở đảo Đông Sơn, tích cực thúc đẩy việc này, lúc ấy mọi người đều cho rằng chuyến này chuyện sẽ thành, ai nấy đều hưng phấn, không ngờ gặp đúng lúc TW thu hẹp ngân sách, giảm nhiệt kinh tế, thế là công trình này bị chặt, kéo dài tới tận ngày nay. Mông Học Khánh lắc đầu cười. Hiện văn phòng xây cảng đảo chỉ là nơi thanh nhàn. Chuyện xây cảng hiện lại nóng lên, nơi thanh nhàn trước kia hiện trở nên quan trọng. Mông Học Khanh nói thế chỉ là nhắc nhân viên nhàn nhã trong đó không dùng được, chẳng qua một số lớn không tiện nói mà thôi. Trương Khác và Mông Học Khánh ra bong tàu đằng sau ăn sáng, tới gần nghe thấy Mông Nhạc đang ba hoa lịch sử của đảo Đông Sơn với Tịch Nhược Lâm. Diệp Kiến Bân thì ngồi trên ghế, một tay cầm bánh mì, một tay cầm cần câu, tuy không có kinh nghiệm gì, nhưng tỏ ra rất hưởng thụ lạc thú câu cá, còn không ngừng giải vụn bánh mì xuống biển, thấy Trương Khác đi tới, vênh mặt hất hàm bảo y nhìn xô cá bên cạnh. Trương Khác thò đầu nhìn, thấy mấy con cá kỳ lạ không rõ tên mang đốm đen bơi đi bơi lại, đều cùng một loại cá, nói không chừng thuyền đỗ ở phạm vi đàn cá rồi, lo lắng hỏi. Loại cá này ăn vào không sao chứ? Đến lúc hấp lên cậu đừng đụng đũa vào là được, giám đốc City ngư nghiệp vừa nói loại cá này hấp là ngon nhất đấy. Diệp Kiến Bân đắc ý nói, chỉ đỗ phi ở xa. Thằng nhóc đó ngồi chỗ này với tối nửa ngày không câu được con nào nên tự ti trốn ra đó. Chưa định thế nào, về cảng Lữ Dương hay ở lại đây? Chú Mông, chú quyết định đi. Trương Khác quay đầu sang, gió biển man mát thổi qua hết sức dễ chịu. Lúc này ở trên biển thật là thích. Đợi xây cảng xong, tôi sẽ thành lập một CLB du thuyền, tôi khảo sát rồi, đặt ở Đông Sa, nơi đó cả cát lẫn chất nước đều rất tốt, còn tránh được tuyến đường biển tấp nập sau này, chúng ta qua đó xem không? Diệp Kiến Bân nhiệt tình nói. Trương Khác hỏi. Thế này liệu có phải thiếu trách nhiệm?
Người chăm chỉ ở trên bờ cả rồi, chúng ra biển là để chơi. Diệp Kiến Bân cười ha hả, chỉ Mông Nhạc, Đỗ Phi. Cậu hỏi xem bọn họ có muốn đi không? Công ty du lịch huyện có đặt một chỗ trú chân ở Đông Sa, tuy chẳng ai tới nhưng trang thiết bị đủ cả, chỉ cần thông báo bọn họ chuẩn bị thì vẫn kịp bữa trưa. Mông Học Khánh cẩn thận hỏi. Có cần thông báo với bí thư Đậu một tiếng không? Công ty du lịch có chỗ trú chân ở đó à? Vậy mà tôi không biết, xem ra phải mau chóng đăng ký một công ty du lịch mua lấy công ty này. Diệp Kiến Bân chỉ quan tâm tới cái thế ngoại đào viên của mình. Cùng đi nào, cứ lấy cá hôm nay tôi câu được ra mời các lãnh đạo Tân Đình. Thôi đi ạ, cái thuyền này đỗ ở đây phải tổn thất bao nhiêu tiền. Anh có câu cá gãy tay cũng không bù lại nổi đâu. Trương Khác cầm lấy cái bánh mì đã khô cứng, ngồi nhìn Diệp Kiến Bân câu cá. Mông Học Khánh qua một bên gọi điện cho Điền Mưu Đông, đồng thời an bài cơm trưa ở Đông Sa. Chương 936, quan viên uống xuân dược. Đông Sa là hòn đảo nhỏ nằm phía đông nam tiểu Đông Sơn, phía bắc đảo có một mảng liễu đỏ sinh trưởng, bế tàu du thuyền rất nhỏ, nước nông, thuyền cá không vào được, phải do trên đảo phái thuyền ra đó. Đậu Duy Đào, Đào Thư Nghệ cùng Phó Tổng Giám đốc Hải vận Nam Dương là Hướng Hoa Đào mới từ Kim Sơn tới cùng lãnh đạo huyện ủy đều ở bến tàu đợi bọn họ. Cô gái tên Cao Tình hôm qua không xuất hiện lúc này cũng mặc áo gió đứng trên bến tàu. Trương Khác lên tàu, bắt tay Hướng Hoa Đào. Anh vừa từ Kim Sơn qua lại phải chạy lên đảo, vất vả quá. Được ăn cá do Khác thiếu ra câu là xứng đáng rồi. Hướng Hoa Đào cười vui vẻ. Tôi à, tôi chỉ ngồi trên thuyền đọc sách, cá do anh Diệp câu đấy. Trương Khác quay đầu nhìn Diệp Kiến Bân không ngại vất vả đích thân xách xô cá xuống thuyền, đùa. Có thể làm anh ấy vất vả thế này, mọi người một chuyến cũng đáng. Trên đảo cũng có phòng ăn đơn giản, có điều bàn ăn, dụng cụ đều từ trên bờ đưa tới, chắc đầu bếp và nguyên liệu nấu ăn cũng chẳng phải ở trên đảo, Trương Mai đúng là người phụ nữ tỉ mỉ. Lúc ăn cơm, Trương Khác đá Mông Nhạc, Đỗ Phi, Tịch Nhược Lâm sang bàn khác, mời Mông Học Khánh ngồi bàn chính, cùng Đậu Duy Đào, Đào Thư Nghệ, Điều Mưu Đông. Lần này Trương Khác tới đây, một trên danh nghĩa y chưa bao giờ tới Tân Đình. Thế nào cũng phải đi vài chuyến trước hành động trọng đại, hai là cuộc đàm phán Cẩm Hồ đầu tư vào nhà máy sắt thép Đông Sơn và nhà máy đóng thuyền Đông Sơn sắp đi vào hồi kết, có thể ký hiệp nghị đợi ban ngành liên quan trên tỉnh phê duyệt, Trương Khác tới để tham dự nghi thức ký kết này. Ăn trưa xong ngồi thuyền về bờ, Trương Khác mời cha con Mông Học Khánh ngồi cùng xe, tới nhà máy sắt thép Đông Sơn, tham dự nghi thức ký kết. Thương vụ Cẩm Hồ đầu tư vào nhà máy sắt thép Đông Sơn. Còn liên hợp với Hải vận Nam Dương đầu tư vào nhà máy đóng thuyền Đông Sơn, cháu tới là để tham dự nghi thức ký kết. Ngồi vào xe, Trương Khác chính thức nói với Mông Học Khánh mục đích chuyến đi này. Nhà máy sắt thép và đóng thuyền có thể nói là hai trụ cột lớn của kinh tế huyện Bắc Hà. Mông Học Khánh rất rõ tình hình huyện Bắc Hà. Vâng, cháu biết. Trương Khác gật đầu. Thương vụ Cẩm Hồ đầu tư 120 triệu đô la Mỹ vào nhà máy sắt thép Đông Sơn, nắm 70% cổ phần. Còn cùng Hải vận Nam Dương liên hợp đầu tư vào nhà máy đóng thuyền 100 triệu đô la Mỹ cùng trang thiết bị đóng thuyền, chiếm 80% cổ phần. Đương nhiên đây mới chỉ là bước đầu. Đổi ra nhân dân tệ là gần 2 tỷ rồi, tuyệt đối có thể coi là cơ mật thương nghiệp. Mông Học Khánh hiểu ý đồ của Trương Khác nói những lời này, kiên nhẫn lắng nghe, chỉ có điều trong lòng rất lạ, cậu ta tín nhiệm mình chỉ vì thằng con mình sao? Trương Khác tiếp tục nói. Công trình xây cảng đảo Đông Sơn mãi chưa được thực thi, vấn đề căn bản là tình trạng kinh tế hiện giờ của tỉnh Giang Nam, căn bản không cần xây cảng nước sâu lớn, xây cảng cũng ảnh hưởng trực tiếp tới kinh tế tỉnh Đông Hải. Lấy một ví dụ đơn giản nhất, tập đoàn sắt thép Liên hợp Đông Hải quy hoạch trong 10 năm phát triển thành cơ sở mỗi năm sản xuất trên 10 triệu tấn sắt thép, tất cả khoáng thạch đều phải trung chuyển từ các nước sâu khác tới, so với việc trực tiếp nhờ vào cảng nước sâu Tân Đình. Mỗi tấn sẽ giảm được 300, 500 đồng. Chênh lệch giá này đủ thúc đẩy xây dựng cảng đảo Đông Sơn rồi. Mông Học Khánh không ngờ đằng sau việc xây dựng cảng đảo Đông Sơn có kế hoạch lớn như thế, với kế hoạch mỗi năm 10 triệu tấn sắt, chỉ riêng giá thành vận chuyển đã trực tiếp giảm được 3, 5 tỷ, đúng là con số khủng bố. Quan trọng là đứng sau thúc đẩy hạng mục này thực thi cần sức mạnh lớn thế nào. Mông Học Khánh có nghiên cứu nhất định về kinh tế, thầm nghĩ cơ sở sản xuất sắt thép sản lượng 10 triệu tấn ít nhất phải đầu tư 3, 4 tỷ đô la Mỹ. Thảo nào đám quan viên Đậu Duy Đào, Đào Thư Nghệ cứ như uống phải xuân dược. Quan hệ giữa Lưu Văn Đào và Nghiêm Gia đã được Trương Khác nhờ Diệp Kiến Bân thăm dò rõ ràng trước tháng 10.
Bất kể là việc Lưu Văn Đào tới Hải Châu làm bí thư thành ủy hay việc chỉnh hợp Tân Khoa Vương đều thấp thoáng có bóng dáng Nghiêm Văn Giới đằng sau, Trương Khác đương nhiên đoán ra mưu đồ Nghiêm Văn Giới bước chân vào Hải Châu vì cái gì. Không có lợi không dậy sớm, Nghiêm Văn Giới lăn lộn thương trường bao năm, không thể vô duyên vô cơ đi khiêu chiến với Cẩm Hồ, hẳn hắn nhìn chúng vào khu thương nghiệp rộng hơn 20 vạn mét vuông của Cẩm Thành. Lúc này quyền khống chế địa ốc Cẩm Thành nắm trong tay cha con Tạ Hán Minh, địa ốc Tinh Điển, địa ốc Gia Tín. Nghiêm Văn Giới hẳn đã giải quyết được hai nhà, chỉ còn lại rắc rối từ địa ốc Gia Tín, mà trong việc chỉnh hợp Tân Khoa Vương, và con Cát Minh Tín tỏ ra yếu mềm như vậy, nhượng bộ ở lợi ích tại địa ốc Cẩm Thành là tất yếu. Hoành Tín sẽ có lợi ích lớn cỡ nào từ Cẩm Thành? Điều này không khó tính, trước đó ba nhà kia chiếm địa ốc Cẩm Thành từ trong tay Triệu Cẩm Vinh tốn có 600 triệu, thêm vào tổng đầu tư 2 năm qua tuyệt không quá 800 triệu, nhưng mảnh đất thương nghiệp đó giá trị ít nhất trên 1.8 tỷ, mà tương lai còn có không gian tăng trưởng lớn, dù sao nó cũng nằm ở trung tâm khu thương nghiệp Hải Châu, mà mức độ phát triển kinh tế hiện nay của Hải Châu là hiếm có trong nước. Thời buổi này vì chục triệu người ta dám cướp cả xe chở tiền ngân hàng, 1 tỷ đủ khiến người ta điên cuồng. Mấy năm qua Cẩm Hồ kiếm tiền dễ dàng, có tiền lưng nó cũng thẳng lên, chẳng muốn xen vào vũng nước đục địa ốc làm gì. Đem so với lợi ích cực lớn sinh ra từ cảng đảo Đông Sơn trong tương lai thì địa ốc Cẩm Thành chẳng đủ lọt vào mắt, có điều ở nơi nào có lợi ích là có tranh đoạt, lợi ích càng lớn, tranh đoạt càng dữ dội. Thời kỳ xây dựng sẽ khá dài, riêng kỳ một công trình ít nhất phải tốn 3 tới 5 năm, tiếp đó là cơ sở sản nghiệp sắt thép, đóng tàu, sẽ có dính líu cực kỳ phức tạp tới lợi ích địa phương. Ngày mai Đường Học Khiêm sẽ từ Bắc Kinh tới Kim Sơn, ngày kia chính thức nhậm chức, sau khi tới Giang Nam, ông sẽ chính thức đại biểu cho tỉnh phụ trách quản lý thống nhất và điều phối công trình xây cảng đảo, đảm bảo nối tiếp mạng lưới đường bộ, đường sắt, cùng đường biển trong nước với cảng Đông Sơn, còn đầu tư xây dựng sân bay Tân Đình, có thể nói là gánh vác trọng trách lớn, cần một người hiểu Tân Đình tới tận gốc rễ có thể tin cậy được. Không phải không thể tin vào Đào Thư Nghệ, nhưng trên quan trường không thể có sự tín nhiệm hoàn toàn được. Ở trên xe Trương Khác đem một số tình hình giải thích qua cho Mông Học Khánh nghe. Tới nơi tổ chức lễ ký kết, Mông Học Khánh tự biết thân phận đi giúp đỡ, đám Trương Khác đủng đỉnh theo sau, lộ mặt trên đài chủ tịch là Diệp Kiến Bân. Ở Tân Đình ba tôi chỉ là con cá nhỏ tới mức không thể nhỏ hơn, có thể giúp được gì cho Cẩm Hồ. Mông Nhạc thấy bên cạnh không có ai, hỏi. Nhiều người vật lộn quan trường cả đời trước khi nghỉ hưu mới kiếm được đãi ngộ cấp chính khoa, tôi nghi ba tôi thuộc loại nhân vật nhỏ này. Nhân vật lớn đều dùng làm ra vẻ. Trương Khác cười. Anh nói xem, tôi tới Tân Đình có làm được gì ngoài ra vẻ không? Phải tin vào năng lực lĩnh ngộ của lãnh đạo Tân Đình. Cao Tình chạy tới nói với Trương Khác an bài nghi thức ký kết, hỏi y có cần điều chỉnh gì không? Thế là được rồi, tôi thích ngồi dưới làm người xem, nếu nói cần điều chỉnh gì, vậy tốt nhất an bài cô và sử trưởng Trương Mai ngồi trên đài chủ tịch, như thế tôi làm người xem càng vui vẻ hơn. Trương Khác hỏm hình nói. Cao Tình và Trương Mai đều mặc áo gió tới gối, che đi váy ngắn bên trong, Cao Tình đi tất dài màu da, giày cao gót đỏ, Trương Mai thì tất lụa càng thêm gợi cảm, rất nhiều ánh mắt nam nhân liên tục liếc qua đôi chân gợi cảm của họ. Nếu bọn họ ngồi trên đài chủ tịch, khách mời phía dưới đúng là rất hưởng thụ, Cao Tình không nói gì, đỏ mặt rời đi. Chương 937, tiệc tối dưới cây quế hoa. Nhìn Cao Tình bị Trương Khác trêu ghẹo xấu hổ đi mất, Tịch Nhược Lâm cười mắng. Đúng là miệng cho không mọc được ngà voi, mà sao chị địch không tới Tân Đình? Đúng, mày nói cảnh giới đắc ý nhất cuộc đời chỉ có thể thể hiện phần nào qua mức độ xinh đẹp lả lơi của thư ký bên người, sao mày không đem cô thư ký mê người của mày theo? Đỗ Phi cũng lấy làm lạ. Lời này cẩn thận truyền tới tai Đan Thanh là tao nếm đủ đó. Trương Khác không thể nói địch Đan Thanh đang né tránh mình, qua đêm cuồng si đó. Địch Đan Thanh đã đào lên một cái hố sâu giữa hai người, cố ý tránh trường hợp ở một mình bên Trương Khác, Trương Khác nghĩ mà tức, giải thích với đám Đỗ Phi. Văn phòng bên Kiến Nghiệp vừa thành lập, tuy nói nhân viên công tác đều dày công chọn lựa, nhưng cần cả quá trình chỉnh hợp, Đan Thanh phải ở Kiến Nghiệp. Vậy được coi là cơ cấu quyết sách tối cao của Cẩm Hồ rồi à? Đỗ Phi hỏi, là cơ cấu phục vụ tầng quyết sách tối cao, trước đó Ái Đạt có phòng hạng mục lớn. Hiện sự phát triển của Cẩm Hồ đã vượt tầng cấp đó, hiện nói tới cơ chế quyết sách còn hơi sớm, nhưng cần hình thức cố định để các nhân viên cao tầng tiến hành trao đổi với nhau, thành lập văn phòng độc lập là vì mục đích này. Trương Khác giải thích, Đỗ Phi ôm tay sau gáy cười nói. Cơ cấu phía dưới Cẩm Hồ rất phức tạp, nếu không có hình thức cố định,
nói không chừng giám đốc cao cấp của Hương Tuyết Hải và Tân Quang chẳng có cơ hội gặp nhau, nếu không may tới cùng một chỗ uống rượu, nhìn chúng cùng cô em tiếp viên, ra tay đánh nhau thì bẽ mặt cầm hồ. Phi, phi, đúng là không khác gì nhau. Tịch Nhược Lâm mắng, vốn là đề tài nghiêm túc, nhưng bị Đỗ Phi vòng vèo sang chuyện không chịu nổi, cô đưa tay nhéo Mông Nhạc, làm Mông Nhạc thành thực đứng bên nghe Trương Khác và Đỗ Phi tán phét bậy bạ bị liên lụy. Nhéo xong Tịch Nhược Lâm bỏ đi, Trương Khác cười bảo Mông Nhạc. Nữ nhân đúng là vô lý, tối nay mấy người chúng ta tới nhà anh ăn cơm đi, phải cho Tịch sư tỷ có cơ hội chính thức ra mắt nhà anh chứ. Mông Nhạc tuy rất không muốn về nhà, nhưng Trương Khác lên tiếng, hắn đành gật đầu. Kết thúc nghi thức ký kết đơn giản mà long trọng, biết tin đám Trương Khác buổi tối muốn tới nhà ăn cơm, Mông Học Khánh nói với Điền Mưu Đông, Điền Mưu Đông đi báo cáo với Đậu Thư Đào, một lúc sau quay lại nói. Mấy ngày tới anh chuẩn bị một chút, bí thư Đậu sẽ bỏ thời gian nói chuyện với anh, chuẩn bị nhận cương vị công tác quan trọng hơn. Mông Học Khánh không ngờ mọi việc tới nhanh như thế, dù nhìn thấu trước rồi, cũng sửng sốt, vâng một tiếng rồi đi làm việc khác, gặp được Mông Nhạc đem chuyện vừa rồi nói ra, Mông Nhạc cũng ngớ người. Còn tưởng ba cùng lắm ngoi lên được cấp chính khoa, mấy người làm lãnh đạo này ngộ tính đúng là hơn người thường, Đậu Duy Đào muốn nói chuyện với ba, vậy chẳng không chỉ là cấp chính khoa được, có khi trực tiếp để ba làm phó huyện trưởng luôn ấy chứ. Trực tiếp với không trực tiếp cái gì? Mông Học Khánh khôi phục bình tĩnh. Ở đây ba còn việc chưa đi được, gọi điện báo cho dì con, nói tối nay nhà ta có khách tới ăn cơm. Nhà Mông Nhạc cách nhà khác Đông Sơn không xa, đám Trương Khác theo Mông Nhạc đi bộ về nhà hắn, đó là khu nhà dân san sát xây dựng từ những năm 80, nhà Mông Nhạc cũng thế, tường bao bong chóc trông có vẻ cũ kỹ, sân không rộng nhưng gọn gàng sạch sẽ, giữa sân là cây quế che kín vườn. Đẩy cửa đi vào thấy phụ nữ chừng 35, 36 tuổi, đeo tạp dề nhìn bọn họ đi vào, khóe mắt có chút nếp nhăn, cuộc sống người bình dân là thế, lo lắng nhiều dễ sinh nếp nhăn, nhưng dung mạo đoan trang tú lệ, cười hiền lành nói. Dẫn bạn về đấy à? Đó chính là Trương Văn Lâm là em vợ Mông Học Khánh, về sau làm vợ ông ta. Vâng. Mông Nhạc ậm ừ đáp, quay sang nói với đám Trương Khác. Đây là gì tôi? Trương Khác và Đỗ Phi gật đầu chào. Tịch Nhược Lâm thì ngoan ngoãn đi tới. Chào dì, cháu là Tịch Nhược Lâm, lần trước dì gọi điện cho Mông Nhạc là cháu nhận. Tiểu Tuệ đâu ạ? Mông Tuệ là con gái của Mông Học Khánh và Trương Văn Lâm. Tịch Nhược Lâm vừa dứt lời một cô bé 5-6 tuổi mặt hoa da phấn, bện hai bím tóc thắt nờ bướm chạy ra sân, thấy đột nhiên có nhiều người như vậy, nắm tay mẹ hỏi. Sao con nghe thấy tiếng Mông Nhạc? À, Mông Nhạc. Rồi chạy tới ôm lấy đùi Mông Nhạc, reo hò. Mông Nhạc. Anh đi xa học cơ mà, sao đột nhiên lại về thế? Tiểu Tuệ, em nhầm người rồi, em đang ôm anh Trương Khác đẹp trai đấy. Trương Khác ngồi xuống, béo má cô bé xinh xắn, dùng giọng tân đình nói chuyện, ôm lấy cô bé bế lên. Anh mới là anh trai em. Cô bé nghi hoặc nhìn Trương Khác một lúc mới lắc đầu. Anh không phải là Mông Nhạc, em nhận ra được giọng Mông Nhạc mà. Nắm lấy ngón tay Mông Nhạc không buông. Đúng là mất mặt. Tới em gái mình thiếu chút nữa không nhận ra. Trương Khác trêu Mông Nhạc. Anh bao lâu chưa về nhà rồi? Mông Nhạc hơn một năm chưa về, đúng tuổi trẻ con hay quên. May là Mông Nhạc thường gọi điện về, nếu không để Trương Khác giả mạo thành công rồi. Trương Văn Lâm mỉm cười. Mông Nhạc đưa bạn con vào nhà ngồi đi, dì làm vài món ăn. Để cháu giúp dì. Tịch Nhược Lâm vào bếp theo. Trương Khác lắc đầu. Đúng là giả dối. Bữa cơm này nếu do Tịch sư tỷ làm, tôi và Đỗ Phi thả nhịn đói. Mông Nhạc chẳng dám chê bai Tịch Nhược Lâm, thắc mắc. Sao cậu biết nói giọng Tân Đình? Giọng Tân Đình không khác mấy giọng Đông xã quê tôi, anh tới Hải Châu cũng có thể giả mạo người Đông xã. Tiếng địa phương Hải Châu cực kỳ phức tạp, có câu cách ba dặm một thứ tiếng, không như Tân Đình thậm chí tới cả vùng Kim Sơn đều nói giống nhau, thiên phú ngoại ngữ của Trương Khác chính là nhờ ngôn ngữ phức tạp ở Hải Châu. Nhà Mông Nhạc bề ngoài giống ngôi nhà bình thường, nhưng Mông Học Khánh có mời công nhân sửa chữa, sửa đông tây xương phòng thành nhà bếp, nhà vệ sinh, nhà khách, tuy gian phòng nhỏ hẹp, nhưng hợp lý hơn, còn dưa ra một gian thư phòng, có thể qua đó thấy được tâm tư tỉ mỉ của Mông Học Khánh. Thư phòng rất nhiều sách, giá sách ba mặt tường cao tới tận trần nhà, còn cả một đống sách phải xếp trên sàn nhà, sách có cũ có mới, nhưng đa phần là sách cũ. Đám Trương Khác ngồi trong thư phòng nói chuyện. Đến tối Mông Học Khánh mới về. Sau khi đám Trương Khác về, Diệp Kiến Bân có chuyện đột xuất phải tới nhà khách Đông Sơn,
Đậu Duy Đào rảnh rồi tìm Mông Học Khánh tới trò chuyện gần nửa tiếng. Trừ nguyên nhân thái độ rõ ràng của Trương Khắc ra, ông ta nhìn chúng kinh nghiệm từng làm chủ nhiệm văn phòng công trình cảng đảo của Mông Học Khánh. Mặc dù Đậu Duy Đào không hứa hẹn gì, nhưng qua cuộc trò chuyện ngắn, Mông Học Khánh nhìn ra Đậu Duy Đào rất hài lòng. Phòng bếp cùng phòng ăn hơi nhỏ, ngoài sân tuy hơi lạnh, nhưng không có gió, liền kê bàn ra sân, đặt dưới gốc cây quế hoa, ngửi mùi thơm quế hoa uống rượu, đúng là rất thích. Mông Nhạc tự xưng là Đại Hán Sơn Đông, nhưng tựu lượng rất kém, người khác uống bia, hắn thì cùng Trương Văn Lâm, Tịch Nhược Lâm và cô bé Mông Tuệ uống nước ngọt, mất hết thể diện người Sơn Đông. Mông Học Khánh là người vận thành Sơn Đông, trong cuộc vận động thanh niên trí thức về nông thôn, tới nông trường quốc doanh Tân Đình, quen với mẹ Mông Nhạc là Trương Văn Tuệ, từ đấy không về Sơn Đông nữa. Mông Tuệ rất đáng yêu, cô bé 5 tuổi nói rất nhiều, cứ díu ra rít rít mãi không thôi, còn quan tâm hỏi Trương Khắc có bạn gái chưa, còn định giới thiệu bạn ở nhà trẻ cho Trương Khắc quen. Trương Khắc béo má cô bé lắc. Trước kia anh thấy chị Đồng nói nhiều lắm rồi, không ngờ em mới là yêu tinh lắm chuyện, hôm khác anh giới thiệu chị Tiểu Đồng cho em. Rồi giải thích với vợ chồng Mông Học Khánh. Chị Đồng là cháu nội bí thư từ Học Bình, lần này cô bé đòi theo tới Tân Đình chơi, nhưng vì bỏ học nhiều rồi, nên bị mẹ giữ lại Hải Châu. Chương 938, thời thế thay đổi. Trương Văn Lâm đang gắp thức ăn vào bát Tịch Nhược Lâm, nghe thế đũa khựng lại, ngạc nhiên hỏi. Cháu nói Tân bí thư tỉnh ủy à? Mông Học Khánh khẽ đẩy vợ một cái. Cẩn thận thức ăn dính vào áo Nhược Lâm. Á! Trương Văn Lâm tay run một cái miếng thịt rơi ngay lên áo Tịch Nhược Lâm, vội vàng lấy giấy ra lau, xấu hổ nói. Tôi là phụ nữ ít kiến thức, nghe mọi người quen bí thư tỉnh ủy, đúng là giật mình. Ngược lại Mông Học Khánh vẫn bình tĩnh như không, lấy chai bia rót cho Trương Khắc, Đỗ Phi, buổi trưa trên đường đi tới nhà máy sắt thép Trương Khắc tiết lộ khá nhiều tin tức rồi, có thể thúc đẩy hạng mục lớn như thế, quen bí thư tỉnh ủy chẳng có gì là lạ. Trương Khắc uống cốc bia lạnh, nói. Phó tỉnh trưởng Đường Học Khiêm là thế giao với ba cháu và ba Đỗ Phi, mai bác ấy tới Kim Sơn, mai là cuối tuần, chú Mông có thể đi với bọn cháu không? Nhà khách không có đầu tuần hay cuối tuần, tôi phải xin nghỉ phép. Mông Học Khánh có biết chút ít về Đường Học Khiêm, rất nhiều người kỳ vọng rất cao việc ông tới tỉnh Giang Nam nhậm chức, mấy năm qua kinh tế Giang Nam bị tỉnh Đông Hải bỏ lại quá xa. Ăn cơm xong, Tịch Nhược Lâm giúp Trương Văn Lâm thu dọn bát đũa, đám Trương khác dẫn cô bé Tiểu Tuệ ngồi ở sân trò chuyện, Mông Nhạc nghe cha kể chuyện Đậu Duy Đào tìm mình, trêu. Xem ra ba lấy chắc cái chức cấp phó huyện rồi. Cấp bậc không quan trọng, quan trọng là làm được việc, qua một thời gian nữa thăng cấp. Chú Mông không chỉ cấp phó huyện đâu. Trương Khắc mỉm cười nói. Mông Học Khánh hiểu ý, hỏi. Huyện Bắc Hà giải tỏa thành lập tân khu cấp phó thì sao? Theo tin tức mới nhất thì quốc vụ viên cũng vừa mới đưa ra tư tưởng chỉ đạo, cấp bậc hành chính sẽ là cấp phó thị, nhưng không biết có tin tức xác thực truyền về Tân Đình chưa? Trương Khắc gật đầu khẳng định suy đoán của Mông Học Khánh. Đỗ Phi cũng tham gia. Riêng đầu tư cảng Đông Sơn. Cơ sở sắt thép đã không dưới 30 tỷ, có thể nói là trọng tâm kinh tế tỉnh Giang Nam, nếu chỉ là khu vực hành chính cấp huyện thì đúng là ủy khuất quá. Tới đêm Trương Khắc, Đỗ Phi, Tịch Nhược Lâm về nhà khách, Mông Nhạc ở nhà, hắn còn nhiều chi tiết phải giải thích cho cha mình. Trưa ngày hôm sau, Trương Khắc và Diệp Kiến Bân ăn cơm xong cùng quan viên Tân Đình tới Kim Sơn đón tiếp Đường Học Khiêm, Mông Học Khánh đưa cả vợ con theo cùng. Đám Trương Khắc tới Kim Sơn. Hay tin khu công nghiệp điện tử Kim Sơn hoạt động trở lại, đám chỉ tá Tú Tàng, Cát Kiến Đức, Tạ Kiếm Nam đều tới Kim Sơn, chỉ có điều nơi này hiện trở thành cơ sở sản xuất của Tân Khoa Vương, so với sự vắng vẻ ở Hải Châu, bên phía Kim Sơn náo nhiệt hơn một chút, không ít quan viên tỉnh ra mặt, tất cả đều do Từ Học Bình đích thân an bài. Từ Học Bình cũng rất khổ tâm, so với ân oán cá nhân, thì việc để kinh tế Kim Sơn nhanh chóng khôi phục càng quan trọng hơn, đó mới là thái độ có trách nhiệm với người dân tỉnh Giang Nam. Thậm chí ông còn yêu cầu chính phủ tỉnh thành phải cố gắng cấp cho Tân Khoa Vương ưu đãi chính sách có thể, không được thừa cơ làm khó dễ. Người chết rồi mới biết vạn sự không, ý nói con người trước khi chết mới thấu triệt tất cả, có lẽ trải qua nhiều thăng trầm cuộc đời, Từ Học Bình đã nhìn thấu ân oán rồi. Bọn chúng hành động nhanh thật. Diệp Kiến Bân cười. Xem bọn chúng có thể làm tới mức nào, chơi chúng vào lúc này chẳng có hứng thú gì. Nói thế chẳng phải thừa à, chúng ta cũng chỉ nhìn trước vậy. Trương Khắc cũng cười, so với ân oán cá nhân thì y tôn trọng ý nguyện của Từ Học Bình, ông là một trong số ít người mà Trương Khắc tôn trọng, chỉ cần Tân Khoa Vương tuân theo quy tắc cuộc chơi,
Cẩm Hồ cũng tiết kiệm được sức lực, dù sao đấu tranh trong nước sẽ hạn chế bước tiến bên ngoài của Cẩm Hồ, Misui ở đằng sau mới là đối tượng Cẩm Hồ cần cảnh giác, Tân Khoa Vương chẳng qua là món đồ chơi trong tay Misui mà thôi. Đường Học Khiêm tới Kim Sơn tạm thời cũng ở trong nhà chiêu đãi tỉnh ủy, làm hàng xóm với Từ Học Bình, Cố Kiến Bình cũng tới Kim Sơn, công tác của bà đã điều tới đây trước rồi, Đường Thanh cũng xin nghỉ học một ngày tới chúc mừng cha cô nhậm chức. Buổi tối Mông Học Khánh cùng ăn cơm với nhà Từ Học Bình, Đường Học Khiêm xong rồi vội trở về Tân Đình, hôm nay là cuối tuần nói với Điền Mưu Đông một tiếng nghỉ phép không sao, mai nếu không xuất hiện ở nhà khách Đông Sơn, thế nào cũng làm người ta hồ nghi suy đoán. Chu Thục Huệ ngày mai muốn qua Tân Đình về Hải Châu thăm Chỉ Đồng, liền giữ Trương Văn Lâm và Mông Tuệ ở lại, từ Kim Sơn tới Tân Đình đi đêm mất 4,5 tiếng, cô bé buổi sáng đi một chuyến rồi, không thể chịu khổ chuyến nữa. Tối trời đổ mưa, làm xe đi càng chậm, tới trấn Đông Sơn thì đã tờ mờ sáng, trong xe chợp mắt một lúc, xuống xe không thấy mệt mỏi lắm. Mông Học Khánh về nhà, sắp xếp lại những chuyện xảy ra hai ngày qua. Không thể hiểu nổi vì sao chỉ gặp mặt một lần mà Trương Khác tín nhiệm như thế, nghĩ nhiều vô ích, chuyện nó tới thì chấp nhận vậy. Tới khi trời sáng nhận được điện thoại của vợ nói bọn họ sắp xuất phát từ Kim Sơn, Mông Học Khánh ra phố mua đồ ăn sáng rồi đi làm. Vừa tới nhà khách Đông Sơn thì gặp Trương Chi Phi đi xe tới, mở cửa kính xuống nói. Giám đốc Mông hôm nay chắc là bận, thế này vậy, buổi tối nếu rảnh thì gọi điện cho tôi, nếu không thì thôi. Mông Học Khánh vừa mới tới văn phòng thì phó bí thư huyện ủy, giám đốc nhà khách Trương Hán Tuyền tới tìm, nói. Cái di động kia phải để anh dùng thôi, sao hôm qua không về? Bí thư Điền vừa có chuyện gấp tìm anh, nhưng không liên hệ được, không có di động làm lỡ hết cả việc. Hôm qua tôi có chút chuyện riêng phải làm, sự lão Lý có chuyện gấp dùng tới di động, nên không mang đi. Mông Học Khánh chẳng so đo ân oán hiếm khích cũ với Trương Hán Tuyền, quan trường là như thế, người đạp người. Người nâng người, chẳng nói là bao dung rộng lượng mà nhìn nhiều rồi chẳng còn mấy cảm xúc nữa, hỏi. Bí thư Điền có nói là chuyện gì không? Bảo tôi thông báo với anh lên thành phố tham gia cuộc họp. Bí thư Điền, huyện trưởng Lâu có khi đã đi rồi, để tôi bảo tiểu lý lái xe đưa anh đi, anh tới thành phố tìm cán sự cao của văn phòng thành ủy nhé, là tiểu cô nương hôm qua ấy. Trương Hán Tuyền chu đáo nói. Vâng, vậy tôi lên thành phố ngay, chuyện nhà khách làm phiền thư ký trưởng và lão Lý. Mông Học Khánh cũng không hỏi cuộc họp gì, chỉ sợ Trương Hán Tuyền cũng không biết, hỏi nhiều có khi làm hắn không hài lòng. Anh đợi chút đã. Trương Hán Tuyền đi nhanh về văn phòng, lấy một chiếc di động mới tinh đưa cho Mông Học Khánh. Trong các phó giám đốc thì lão Mông anh gánh nghiệp vụ nhiều nhất, tôi sớm đã muốn phân phối di động cho anh rồi, chiếc di động này mới mua tuần trước, tôi còn tính mở cuộc họp nhỏ thảo luận, giờ không cần nữa, không thể để bí thư Điền thêm lần nữa không tìm được anh. 10 năm trước Trương Hán Tuyền điều tới huyện ủy, làm cấp phó cho Mông Học Khánh ở phòng nghiên cứu, về sau hắn tìm được đường chạy ra nhà khách Đông Sơn làm phó giám đốc, rồi giám đốc, phó thư ký trưởng huyện ủy. Lúc ấy Mông Học Khánh bị đá tới nhà khách làm phó giám đốc, làm trong lòng Trương Hán Tuyền cực kỳ hả hê, mấy năm qua sai bảo Mông Học Khánh như con ở. Thời vận xoay chuyển đúng là buồn cười, Trương Hán Tuyền giờ có mù cũng biết tình thế hiện tại đang ngả về phía nào. Chương 939 Giết địch 10.000. Chiếc di động này vốn là Trương Hán Tuyền mua cho mình dùng, số máy chỉ có tình nhân Trương Mẫn của hắn biết, chỉ cần bảo Trương Mẫn một tiếng không gọi tới số này nữa là được, chẳng có gì phải luyến tiếc. Trương Hán Tuyền còn lo Mông Học Khánh không nhận chiếc di động này hơn. Cảm ơn thư ký trưởng quan tâm, vậy tôi cầm dùng tạm đã. Mông Học Khánh hàn huyên vài câu rồi tới thành phố, vừa vặn Điền Mưu Đông vừa tới nơi. Quốc vụ viện phê duyệt quy hoạch cảng sẽ rất tốn thời gian. Chúng ta phải tranh thủ làm trước khi hết năm. Điền Mưu Đông đợi Mông Học Khánh tới, đi ngang vai với ông ta. Có điều công tác chuẩn bị ở thành phố, ở huyện không thể chỉ quanh quẩn ở trong văn phòng mãi được. Hôm nay chúng ta chủ yếu sẽ thảo luận vấn đề này. Quy hoạch đường thông ra đảo do anh hoàn thành trước tiên, anh phải chuẩn bị sẵn sàng phát biểu đấy. Đường thông đảo là con đường thông từ nội thành Tân Đình tới Lâm Tước bờ đối diện với đảo Đông Sơn, là công trình phụ trợ chủ yếu trước khi xây cảng. Năm 93 công tác giải tỏa đã làm xong, nhưng do TW đột nhiên thu hẹp ngân sách, con đường này tất nhiên cũng chết hiểu, vì không có tiền trả cho nông dân bị giải tỏa nên xảy ra chuyện người dân tấn công huyện ủy, Mông Học Khánh là một trong số quan viên bị chuyện đó làm liên lụy. Nói tới công tác tiền kỳ, trừ đường thông đảo ra thì còn phải xây hải đăng, công trình cung cấp điện, nước, thông tin v.v.v. Đại khái là cần 400,500 triệu.
Mông Học Khánh chẳng nói thừa, mấy chuyện này chắc đám Đậu Duy Đào thuộc lòng trong bụng. Hôm qua Từ Học Bình, Đường Học Khiêm cũng đã tiết lộ, tỉnh tuy tài chính eo hẹp, nhưng vẫn trích ra một phần tài chính hỗ trợ Tân Đình chuẩn bị trước, công trình xây đảo Đông Sơn đã như tên lên dây cung rồi. Cuộc họp buổi sáng được tổ chức đột xuất, ngoài thông qua phương án làm đường thông đảo, còn quyết định bổ nhiệm Mông Học Thành làm phó chủ nhiệm văn phòng tiểu tổ lãnh đạo công tác chủ bị, chủ nhiệm của văn phòng này là do thư ký trưởng thành ủy kiêm nhiệm. Buổi chiều Mông Học Khánh theo Điền Mưu Đông về huyện, Điền Mưu Đông triệu tập thành viên thường ủy huyện, quyết định bổ nhiệm Mông Học Khánh làm phó thư ký trưởng huyện ủy phụ trách công tác điều phối sự vụ xây dựng đảo. Đây là lệnh bổ nhiệm quá bất ngờ, nhưng cũng chỉ tạo ra xôn xao trong cơ quan huyện ủy mà thôi, tuy không ít kẻ ghen tị, nhưng chẳng ai có thể nói ra nói vào được, dù sao Mông Học Khánh từ năm 93 đã là phó chủ nhiệm tư cách cao từ năm 93 rồi. Xây dựng cảng nước sâu cỡ lớn là quá trình dài dằng dặc, trong khi ai nấy bận tối mặt thì Trương Khác sau khi về kiến nghiệp lại chẳng có gì để làm. Ngày mùng 6 tháng 11, Hoành Tín và Địa ốc Gia Tín ký hiệp nghị chuyển nhượng cổ phần ở Địa ốc Cẩm Thành, đi bước thực chất đầu tiên trong việc nuốt chửng Địa ốc Cẩm Thành. Trước kia Địa ốc Gia Tín cùng Chính Thái, Tinh Điển lấy hình thức quyền chủ nợ đổi lấy quyền nắm cổ phiếu tuyệt đối của Địa ốc Cẩm Thành, trong thời gian sau đó lại liên tục đầu tư khai phát, khi trái quả sắp chín phải nhường cho người khác, cha con Cát Minh tin đau thế nào khỏi phải nói. Tuy chuyển nhượng cổ phần ở Cẩm Thành đi đổi lấy được gần 100 triệu đầu tư, nhưng đem so với giá trị tiềm tàng của Địa ốc Cẩm Thành thì ít tới mức đáng thương. Cơn bão tài chính châu Á vẫn tiếp tục làm liên lụy, kinh tế Đông Nam Á vẫn chưa nhìn thấy hy vọng hồi sinh, điện tử, Địa ốc Gia Tín cần cắt giảm nghiệp vụ để duy trì sinh tồn, với cha con Cát Minh Tín mà nói, cơn ác mộng chưa dễ dàng chấp dứt như thế. Việt Tú, Ái Đạt liên hợp với những cổ đông chung nhỏ khác của điện tử Gia Tín chính thức đề xuất tố cáo lên Ủy ban Chứng khoán Hong Kong, nói điện tử Gia Tín cuối năm ngoái mua công ty Hải Ngoại Khoa Vương có hành vi phạm luật nghiêm trọng. Công ty Hải Ngoại Khoa Vương là công ty tư do Cát Ấm Quân thành viên BQT điện tử Gia Tín đăng ký tại Hong Kong, khi khai thác thị trường Đông Nam Á gặp cơn bão tài chính bị thiệt hại lớn, Cát Ấm Quân thông qua mua lại công ty này, đem thiệt hại đẩy lên công ty chứng khoán, hơn nữa sau khi mua lại, CT Hải Ngoại Khoa Vương tiếp tục thua lỗ ở nghiệp vụ Đông Nam Á, gây thiệt hại gần 100 triệu cho công ty chứng khoán. Hành vi này tổn hại nghiêm trọng cho các cổ đông chung và nhỏ. Tố cáo còn nêu rõ, điện tử Gia Tín khi quyết định đầu tư vào khu công nghiệp điện tử Kim Sơn đã thổi phồng quá nhiều trong báo cáo, có hiểm nghi lừa dối đại hội cổ đông, khiến cho điện tử Gia Tín bị trọng thương không thể bù đắp, trong quá trình Khoa Vương xây dựng lại, cũng tồn tại hiểm nghi chuyển rời lợi ích. Ủy ban chứng giám Hong Kong ngày mùng 8 chính thức đưa ra quyết định điều tra điện tử Gia Tín, giáng một đòn chí mạng vào cổ phiếu điện tử Gia Tín vốn rất bấp bênh. Giá cổ phiếu tụt như nhảy lầu tới 40%. Điện tử Gia Tín vào thời đỉnh thịnh chí giá tới 18 tỷ, tới ngày mùng 8 tháng 11 đóng cửa giao dịch đã tụt xuống 2.4 tỷ. Bị điện tử Gia Tín làm liên lụy, giá cổ phiếu Địa ốc Gia Tín trượt mạnh, chỉ bằng 20% lúc đỉnh cao, chuyện chuyển nhượng cổ phần Địa ốc Cẩm Thành cho Hoành Tín cũng bị các cổ đông nhỏ chất vấn, Ủy ban Chứng khoán Hong Kong liên tục nhận được khiếu nại về Địa ốc Gia Tín. Tới chập tối Trương Khác kết thúc một ngày học tập ở thư viện về chung cư, nhận được báo cáo tình hình thị trường chứng khoán Hong Kong từ Địch Đan Thanh, mỉm cười nói. Giết địch 1 vạn, tự tổn thất 3.000, lời này không sai chút nào. Bắt đầu từ tai nạn xe hơi từ trung tuần tháng 2, Trương Khác luôn bám sát cha con Cát Minh Tín, tới tháng 5, dùng khoản tiền lớn mua cổ phiếu điện tử Gia Tín và Địa ốc Gia Tín, ép cha con chúng vì giữ quyền khống chế hai công ty này mà bỏ tiền tăng cổ phần. Khiến tiền mặt tập đoàn Gia Tín tiêu hao mạnh, làm cho nguy cơ tài chính sau đó không còn đủ tài chính cầm cự, rơi vào khốn cảnh. Nếu được, Trương Khác tuyệt đối không muốn thấy cảnh Đê Kim Sơn vỡ tạo thành thảm kịch hơn 1.000 người tử thương, nhưng phải thừa nhận đó là đòn chí mạng giáng vào điện tử Gia Tín. Đồng thời các cự đầu công nghiệp điện tử Đài Loan nhân nguy cơ tài chính ra sức mở rộng, đàn áp đối thủ cạnh tranh, khiến nghiệp vụ gia công của điện tử Gia Tín càng bị thu hẹp, thịt chặt thêm sợi thòng lọng ở cổ Gia Tín. Làm Gia Tín liên tục mất máu mà không còn năng lực cứu bản thân. Cổ phiếu điện tử Gia Tín đã xa lầy từ trung tuần tháng 6, Cẩm Hồ lấy danh nghĩa Việt Tú mua cổ phần của điện tử Gia Tín tất nhiên là bị tổn thất lớn, cho nên nhìn báo cáo Địch Đan Thanh đưa cho, Trương Khác mới cảm khái như thế. Cổ phiếu điện tử Gia Tín mà Cẩm Hồ nắm trong tay có thể nói đã thành rác rưởi không đáng một xu rồi. Đương nhiên, ngoại trừ Trương Khác ra thì Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh càng quyết tâm đả kích cha con Cát Minh Tín. Chút tổ thất này không tổn thương tới gân cốt Việt Tú có tài sản chất lượng tới chục tỷ được. Trương Khác kẹp báo cáo vào nách, nói.
Tĩnh Mông nhất định sẽ rất vui khi thấy tin này, cùng tôi tới quán ba nhé. Địch Đan Thanh do dự một lúc mới nói. Cũng được, lâu lắm rồi chưa tới 1978, mặc dù lúc này hơi sớm một chút. Chương 940, JAV. Quán ba thuộc về thế giới đêm tối, có điều quán ba ngõ học phủ bị ảnh hưởng bởi sinh viên các trường xung quanh, nên buổi chiều đã lục tục mở cửa, chỉ có 1978 hơi lạc loài một chút. Trương Khác và Địch Đan Thanh vào 1978, Tôn Tĩnh Mông còn chưa từ học viện âm nhạc tới, đang giờ cơm, trong quán ba không có mấy người. Lý Hinh Dư đang nghiêm túc ngồi sau quầy ba luyện tập tiếng Hán với Hà Huyền, còn Hà Huyền thì nhân cơ hội học tiếng Hàn, không lâu sau Vệ Lan và Tôn Tĩnh Mông cùng đi vào, không biết hai cô gái sao lại gặp nhau. Vệ Lan đã quen với cuộc sống trong trường đại học, lúc Quân Huấn cắt tóc ngắn, chỉ che tới mang tai, buộc một chiếc kẹp tóc hình bướm xanh trên đầu. Dung nhan thuần khiến lay động lòng người. Trương Khác nhìn Vệ Lan tặc lưỡi nói. Chị mà mặc thêm đồng phục váy ngắn của học sinh cao trung thì hoàn mỹ. Ở kiến nghiệp có nữ sinh trường nào mặc đồng phục váy ngắn, không phải là anh lại tiếp tục lén lút xem JAV đấy chứ hả? Tôn Tĩnh Mông ngoẹo đầu nhìn Trương Khác. Các cô gái cười rộ lên chả có chút ngại ngùng nào, Trương Khác phát hiện ra ở đây mình thuộc về, phái yếu, rồi. Bức ảnh khỏa thân mạnh bạo đầu tiên của Madoka Ozawa được chụp vào năm 1997, nhưng tới năm nay mới có băng xuất bản. Tôn Tĩnh Mông không hiểu được Trương Khác giữ ảnh, phim của Madoka Ozawa trong máy tính đa phần là giữ hồi ức về chuyện trước kia. Tôn Tĩnh Mông vô tình nhìn thấy phim sex trong máy tính của Trương Khác, vẻ kinh ngạc lẫn khinh bỉ lúc đó quả thực phức tạp tới đỉnh điểm. Đương nhiên cô chẳng định giữ bí mật cho Trương Khác, rất nhanh Vệ Lan, Địch Đan Thanh đều biết, lúc này tới lượt Lý Hinh Dư và Hà Huyền. Nhưng nhìn nụ cười của Hà Huyền chắc là biết việc này trước rồi. Trương Khác nhét báo cáo vào trong tay Tôn Tĩnh Mông, suy nghĩ đầu tiên là kiếm cơ chuồn khỏi cái nơi có thể thành trò đùa cho mấy cô gái, lại không muốn chạy như thế quá mất phong độ, thấy quán ba không có ai, ba hoa. Nếu nói trong nhân vật công chúng có cô gái nào làm tôi tán thưởng thì Ozawa khẳng định xếp vị trí số 1, tâm tình khi tôi xem ảnh cô ấy hoàn toàn không giống như các cô nghĩ. Các cô có biết thân thế của Ozawa không? Anh cứ ba hoa đi, xem phim sex còn nâng cao trình độ thưởng thức được tới mức nào. Tôn Tĩnh Mông cười mê người như vầng trăng, cô đi tới quầy ba, chống tay lên quầy ba làm dáng vẻ dựa tai lắng nghe. Xem anh có thể ba hoa tới đâu. Trong ấn tượng của người bình thường, cô gái dấn thân vào giới AV đều bị ép buộc vì kế sinh nhai, nhưng Ozawa là thiên kim nhà giàu có cuộc sống không lo lắng nghĩ suy gì, chưa nói tới tướng mạo thanh thuần ngọt ngào. Cô ấy còn giỏi diễn tấu piano, thích chơi bóng chuyền. Chỉ có điều chán làm mỹ nữ áo tắm quảng cáo rồi, hy vọng trải nghiệm một chút mới mẻ, cho nên với tham gia vào giới AV. Suy nghĩ và sở thích của cô ấy khác người, phong cách làm việc độc lập, tư tưởng đi trước thời đại. Các cô cũng biết đấy, thường thì tâm lý của thanh thiếu niên Đông Á luôn vô cùng kìm nén, hành vi của Ozawa trở thành người dẫn dắt tinh thần lẫn sinh lý cho bọn họ. Hành vi cao đẹp ấy không ngờ bị cô nhìn nhận thành tồi tệ. Trương Khác chép miệng, nhìn Tôn Tĩnh Mông với vẻ khinh thường, giải thích cho bọn thân. Một cô gái như thế chẳng lẽ không đáng tôn kính, ảnh cô ấy chẳng lẽ không đáng lưu trữ thưởng thức. Thậm chí tôi còn tính để đại sứ hình ảnh của Ái Đạt có nên đổi từ Masu Takako sang Ozawa hay không. Tôn Tĩnh Mông mắt trợn tròn. Lời này mà anh cũng có dũng khí bịa ra, tôi chẳng tin anh muốn đổi đại sứ hình ảnh của Ái Đạt. Ai, chuyện này không phải do một mình tôi quyết định được. Và lại hợp đồng của công ty với Masu Takako tới tận năm 2000 mới kết thúc, nên tôi chưa thể chứng minh cho cô xem. Trương Khác vô lại nói. À phải rồi, nhân viên công ty Nhật Bản tiến cứ tên Tiêu Nhạn Ninh nghe nói cậu quen ở Tokyo năm ngoái. Địch Đan Thanh mãi không nói gì đột nhiên xen vào một câu. Tôi nhìn ảnh cô ấy có vài phần giống Ozawa, cô ấy được tiến cử không phải do cậu ám thị với công ty Nhật Bản chứ hả? Hả? Trương Khác ngớ ra. Sao cô biết Ozawa trông như thế nào? Y vĩnh viễn không nhìn được sơ hở nào trên mặt Địch Đan Thanh, liền quay sang tấn công Vệ Lan. Vệ Lan ra mặt mỏng, bị Trương Khác nhìn cho đỏ mặt, chột dạ tiết lộ. Tôi không muốn xem đâu, Tĩnh Mông kéo tôi đi tìm chị Địch lấy mật mã máy vi tính của cậu. Nên nhìn qua vài cái. Máy vi tính của Trương Khác ngoài y ra chỉ có Địch Đan Thanh mở được. Tôn Tĩnh Mông lúc này vội giải thích cho mình. Tôi cũng chỉ muốn biết sốt cuộc nam nhân các anh nghĩ gì, chẳng thèm hứng thú với thứ đó. Nhưng Ozawa đẹp thật đấy. Xoay người đi ra sau quầy ba, Vệ Lan đỏ mặt chạy mất,
chỉ có Địch Đan Thanh mặt thản nhiên ngồi bên cạnh Trương Khác. Trương Khác nghe mà tiếc vô cùng, nếu đích thân bắt được ba cô gái này trốn trong phòng xem JAV thì... Chậc chậc chậc. Lý Hinh Dư hỏi. Cô Tiêu là cô gái anh quen ở Tokyo à, cô ấy cũng tới kiến nghiệp rồi sao? Ừ, cô ấy kết thúc du học ở Chiba, qua được cuộc tuyển chọn của Ái Đạt. Trương Khác mỉm cười nói. Người quen của cô ở kiến nghiệp ngày một nhiều, hãy xem đây là quê hương thứ hai của cô đi. Tiêu Nhạn Ninh là cô gái tiếp rượu Trương Khác quen khi tới giới thiệu e-player của Tokyo, nhờ Tiêu Nhạn Ninh mà Trương Khác và Lý Hinh Dư mới có chuyến lữ hành xa quê đáng nhớ. Mặc dù Tiêu Nhạn Ninh chưa bị kéo xuống bùn, nhưng dù sao có một quá khứ không hay, cảm thấy cuộc sống ở Nhật Bản làm tinh thần áp lực, liền kết thúc du học về nước. Văn phòng độc lập Trương Khác lập nên, là cơ cấu thư ký cho cơ cấu quyết sách tối cao của Cẩm Hồ, cần nhân viên có tố chất cao, trong 9 nhân viên, 4 du học ở nước ngoài. Tiêu Nhạn Ninh không phải nhân viên cũ của Cẩm Hồ, nhưng được coi là người quen cũ của Trương Khác, cho nên được phá lệ tiến cử. Có điều Tiêu Nhạn Ninh có bạn trai ở Nhật Bản rồi, là nhân viên Ái Đạt Nhật Bản, chấp nhận quá khứ của cô. Địch Đan Thanh nhắc tới chẳng qua muốn trêu Trương Khác, không ngờ bị y tóm được thóp. Lý Hinh Dư xem đồng hồ. À, tới giờ ăn cơm rồi, tôi phải đi trước đây. Rồi cười tinh nghịch. Không cản trở mọi người thảo luận đề tài nghệ thuật nghiêm túc nữa. Ôm chồng sách trên quầy ba đi ra ngoài, gặp đúng Lệnh Tiểu Yến đi vào. Á, đánh chết tôi cũng không vào đâu. Lệnh Tiểu Yến nhìn các cô gái trong quán ba, mặt hầm hầm nói. Nhìn các cô ở một chỗ làm người ta phát điên mất. Cô bé Phi Dung sao không tới, để làm tôi sụp đổ luôn cho rồi. Lý Hinh Dư, Hà Huyền, Tôn Tĩnh Mông, Địch Đan Thanh, Vệ Lan, Trần Phi Dung, tùy tiện chọn ra một cô gái, có ai là không đẹp tới ngây ngất. Các cô gái bình thường nhìn thấy đều chịu áp lực tâm lý lớn, Lệnh Tiểu Yến thì chịu đả kích quen rồi, năm xưa cô cũng làm nền cho Giang Đại Nhi suốt, nói thế nhưng vẫn cứ đi vào. Lý Hinh Dư mỉm môi cười rời đi. Trừ Hà Huyền vẫn ở đây theo quỹ tích kiếp trước, còn các cô gái còn lại, hoặc ít hoặc nhiều vì Trương Khác mới tụ tập ở nơi đây, tuy học viện âm nhạc là nơi sản sinh mỹ nữ, nhưng những mầm họa cấp yêu nghiệt thế này chỉ có thể gặp không thể cầu. Nếu mỗi người đều tuân theo quỹ tích cũ, có lẽ Tôn Tĩnh Mông sang năm thứ hai ra nước ngoài du học, Địch Đan Thanh và Vệ Lan sẽ có vận mệnh lay lắt trong hoàn cảnh sống đặc thù kia, Trần Phi Dung thì bỏ học từ thời cao trung, còn Lý Hinh Dư. Nên Trương Khác rất thích 1978 lúc này. Chương 941, tứ cự đầu lĩnh vực mới. Tôn Tĩnh Mông đi tới quầy ba, rót một cốc nước khoáng bắt đầu đọc báo cáo cho Trương Khác đưa cho, đặt mấy tờ giấy lên quầy ba, vẫy tay gọi Trương Khác tới, Trương Khác ngả người tới. Nhưng quầy ba rất rộng, Tôn Tĩnh Mông muốn nói thầm với Trương Khác không tiện, liền nhoài người lên hẳn quầy ba, đưa tay kéo tai Trương Khác, lôi đầu y tới gần mình, nói. Cái loại người không ra người này phải cho bọn chúng biết tư vị hai bàn tay trắng mới được. Tâm địa mỹ nữ thật độc ác. Trương Khác cười khổ. Tài sản cát gia từng đứng thứ tư trong giới thương nhân người Hoa, có câu lạc đà chết xương còn to ngựa, Cẩm Hồ lúc này còn kém tài sản khổng lồ tập đoàn Gia Tín từng nắm giữ. Nếu không có nguy cơ kinh tế kéo dài đã chẳng làm gì được chúng, muốn chúng mất đi tất cả hơi khó. Nếu Ủy ban chứng giám Hồng Kông điều tra ra vấn đề mang tính thực chất thì dễ hơn một chút, còn thú lâm vào đường cùng càng dễ đạp phải bẫy. Tôn Tĩnh Mông chớp mắt. Anh sẽ làm mà, đúng không? Mặt hai người kề sát nhau, cặp môi mỏng ướt của Tôn Tĩnh Mông cực kỳ cám dỗ, nếu chẳng phải bên cạnh có người, Trương Khác sẽ ngấu nghiến cặp môi đó. Dáng vẻ thân mật của họ bị Địch Đan Thanh thấy hết. Nhưng cô không nói gì. Buổi tối Tô Tân Đông tới kiến nghiệp, đưa cho Trương Khác mấy chiếc e-player mới sản xuất xong. Chẳng phải là kỹ thuật mới mẻ gì, khác với sản phẩm cũ là nó bao gồm kỹ thuật Cẩm Hồ thông qua phương thức giao hoán đổi lấy kỹ thuật bản thân trước kia không có. Trong các sản phẩm điện tử của Cẩm Hồ, mấy chiếc e-player này chỉ có thể tính vào hàng tầm trung thấp, khi vặn âm thanh lớn lên có tiếng xè xè, cho thấy chất lượng sản phẩm còn phải nâng cao rất nhiều. Trong máy truyền ra giọng ca của Giang Đại Nhi làm Trương Khác nghe như mê như say, nghe hết 12 bài hát lưu trữ trong e-player, Trương Khác phản âm thanh nhỏ lại nói. Người khác sẽ không ý thức được những chiếc máy này có ý nghĩa thế nào với Cẩm Hồ, như 4 năm trước anh tới Hải Châu gặp tôi chắc không ngờ chúng ta đi tới bước này. Nằm mơ cũng không thấy được, dù trong mơ cũng không thể có ảo tưởng không ngờ tới này. Tô Tân Đông lắc đầu. Trương Khác cầm một chiếc e-player xem kỹ dưới ánh đèn. Mặc dù không phải là sản phẩm cao cấp của Cẩm Hồ, nhưng y nhìn nó như nhìn tác phẩm nghệ thuật.
Tô Tần Đông hưng phấn kiến nghị. Có cần triệu tập các giám đốc của Ái Đà tới mở bữa tiệc chúc mừng không? Đừng, không nên để người dưới hiểu lầm là chúng ta đã thỏa mãn với nó rồi. Tô Tần Đông chỉ biết lắc đầu, nhìn nụ cười bên khóe môi Trương Khác, đâu phải bộ dạng không thỏa mãn. Có thể sản xuất nội địa hóa hoàn toàn một chiếc e-player tầm trung thấp, tuyệt đối là dấu hiệu thành công làm người ta kích động. Trước đó giá e-player có dung lượng 32M ở thị trường quốc tế là $300, cao như vậy chủ yếu do áp lực giá thành chip flash memory, điều này gây trở ngại cho việc phổ biến e-player. Tới tháng 5 năm nay, Cẩm Hồ có được kỹ thuật flash memory hoàn chính từ Toshiba, một chiếc flash memory 32M trước kia Toshiba bán với giá $100, hiện Cẩm Hồ sản xuất với giá chừng $10, thêm vào việc tự sản xuất được chip hạch tâm xử lý âm thanh khác. Có nghĩa là một chiếc e-player 32M giá $300 có thể giảm xuống $200, Cẩm Hồ vẫn giữ được đủ không gian lợi nhuận. Đương nhiên Cẩm Hồ hạ giá e-player, Toshiba cũng sẽ giảm giá bản chip flash memory cho tất cả doanh nghiệp sản xuất e-player. Đây không phải là cạnh tranh giá cả không lành mạnh, chỉ có nghĩa là e-player sẽ có ưu thế giá cả với sản phẩm cạnh tranh trực tiếp như AMD. Ở thị trường máy nghe nhạc toàn cầu, thời đại của e-player sắp tới rồi. Trước khi Toshiba gia nhập trận doanh DMP, số doanh nghiệp được cấp Cẩm Hồ chuyển nhượng kỹ thuật e-player gần 30, nhưng tới tháng 8, lượng e-player bán ra trên toàn cầu không được 10 vạn chiếc. Cuối tháng 8, Toshiba chính thức đưa ra chiếc e-player của mình. Tháng 9, một mình Toshiba đã bán được 8 vạn chiếc e-player. Dưới sự ảnh hưởng đó, lượng tiêu thụ của Cẩm Hồ và các doanh nghiệp khác có tăng trưởng rõ rệt, lượng tiêu thụ tháng 9 đạt tới 12 vạn. Tới tháng 10, một mình Toshiba bán được 10 vạn chiếc, các doanh nghiệp khác chia sẻ 14 vạn chiếc còn lại. Cẩm Hồ là doanh nghiệp phát minh kỹ thuật đồng thời đưa ra sản phẩm e-player sớm nhất, tới tháng 10 chỉ bán được 4 vạn chiếc, nhưng làm Trương Khác hài lòng là Cẩm Hồ xem như sơ bộ đứng vững được ở Nhật Bản. Mặc dù lượng tiêu thụ này còn chưa bằng 1/3 của Toshiba, nhưng so với Toshiba có dễ ăn tới tận xương người Nhật, thành tích này còn gì không hài lòng. Là đối tác chiến lược sớm nhất của Cẩm Hồ, C. Kiêu hưởng lợi lớn nhất, C, Kiêu chuyên tâm khai thác thị trường Bắc Mỹ, tháng 10 lượng tiêu thụ cũng được 4 vạn chiếc. Nhưng lợi nhuận của Cẩm Hồ không phải chỉ giới hạn ở tiêu thụ e-player. Trừ Toshiba dùng hình thức giao hoán kỹ thuật có toàn bộ kỹ thuật e-player, thì các doanh nghiệp được cấp quyền khác như C, Kiêu mỗi chiếc e-player phải trả cho Cẩm Hồ 1,3% phí bản quyền, vì phổ biến kỹ thuật này ra toàn cầu, nên số tiền này rất ít, nhưng riêng khoản này vào tháng 10. Cẩm Hồ đã đút túi thêm gần 40 vạn USD. Đợi tới khi Cẩm Hồ hấp thụ toàn bộ kỹ thuật của Toshiba, đến lúc đó ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng ở thị trường e-player đang phát triển này mới có thể thấy được. Tất cả mới chỉ là bắt đầu. Từ ngày 11 tới ngày 13 tháng 11 ở Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hong Kong tổ chức triển lãm điện tử tiêu dùng lớn nhất châu Á, mức độ được doanh nghiệp điện tử toàn cầu hoan nghênh còn hơn cả triển lãm điện tử Tokyo. Các doanh nghiệp điện tử lớn toàn cầu đều không bỏ qua ngày hội lớn này, Cẩm Hồ, C, Kiêu, Toshiba cũng không phải ngoại lệ. Có thành tích tiêu thụ tháng 10 làm cơ sở, trưởng phòng sự vụ Toshiba là Cương Thôn Mộc cùng giám đốc chấp hành C, Kiêu là Ngải Mặc cùng Trần Tín Sinh, Tô Tân Đông của Cẩm Hồ tụ họp với nhau trước đó 2 ngày ở Hong Kong. Tiếp theo là thảo luận liên quan tới làm sao khiêu chiến được địa vị thị trường của AMD trên thị trường điện tử nghe nhìn toàn cầu. Hiệp đàm cũng liên quan tới điều chỉnh hợp tác lợi ích kỹ thuật sâu rộng hơn về e-player. Là một trong hai doanh nghiệp tạo ra e-player sớm nhất, IT phái phó tổng giám đốc cao cấp Dell Fetsi cùng Chu Chính Thanh tổng giám đốc Ti Trung Quốc tham dự. Trương Khác tới ngày 10 tháng 11 mới tới Hong Kong, ở trong khách sạn vạn lệ của Trung tâm Triển lãm Quốc tế. Vừa tới khách sạn thì Cương Thôn Mộc và trợ lý Sâm Sơn Giã tới thăm. Toshiba lúc này mặc dù là người chiến thắng lớn nhất ở thị trường e-player, nhưng thu nhập từ sản phẩm này còn chưa bằng 1% tổng thu nhập của cả tập đoàn, có điều tiềm lực tương lai của e-player cùng tác dụng xúc tiến kỹ thuật flash memory, Cương Thôn Mộc đích thân tới Hong Kong không phải là chuyện bất ngờ. Trước mặt Toshiba và Ti, Cẩm Hồ chỉ là chú lùn không đáng nói, cho nên Cẩm Hồ từ Trần Tín Sinh và Tô Tân Đông, còn có Đinh Hòe, Đàm Vân Tùng cùng tới Hong Kong tụ hội. Thế là Ngải Mặc ở vào vị trí tương đối xấu hổ. Trong 4 công ty này thì địa vị và sức ảnh hưởng của C, Q là kém nhất. Trương Khai sai nhân viên công tác đi đón Cương Thôn Mộc, tranh thủ chút ít thời gian tìm hiểu thành quả cuộc hội đàm buổi sáng. Bất kể là C,
Kyu hay Toshiba đều rất bất mãn với việc Cẩm Hồ độc chiếm quyền lợi âm nhạc trực tuyến, Ti thì không có tâm tư gì khác về việc này. Trần Tính Sinh trình bày. Tôi đã trao đổi với Tân Đông và Tấn Thành, cảm thấy nên chia một phần quyền lợi âm nhạc trực tuyến, xét khả năng phát triển của mạng Internet, lúc này chỉ nên chuyển nhượng không quá 30%, đương nhiên phải xem CQ và Toshiba ra giá ra sao. Chương 942, mạng âm nhạc trực tuyến. Đây coi như cũng là huy động vốn phát triển mạng âm nhạc trực tuyến, Côn Đằng Online cũng đang muốn đưa lên kế hoạch huy động vốn lần thứ ba. Trương Khắc gật gù. Ý Lão Đinh thế nào? Chỉ cần ra giá hợp lý thì cho họ hưởng quyền lợi cũng là nên làm. Cẩm Hồ còn chưa có tư cách lũng đoạn bất kỳ một thị trường nào, cũng không cần thiết. Trương Khắc suy nghĩ nói. Quan trọng là phải nỗ lực gây dựng lên thị trường hải ngoại đã rồi mới có lợi ích lớn hơn được. Thương vụ Cẩm Hồ cũng không thể thiếu sự hỗ trợ của nghiệp vụ hải ngoại. Vì đảm bảo thương vụ Cẩm Hồ có thể đứng chân ở nước ngoài, sau khi thành lập thương vụ Cẩm Hồ, Trương Khắc đã đem nghiệp vụ hải ngoại của tập đoàn Ái Đạt chuyện vào đó. Không có tập đoàn Ái Đạt cấp máu, vốn huy động cả tỷ từ thương nhân người Hoa Indo, mỗi năm phải trả khoản lợi tức cho họ đã đủ kéo sập thương vụ Cẩm Hồ rồi, vì thương vụ Cẩm Hồ tiến hành đầu tư dài hạn, trong thời gian ngắn không thu được nhiều lợi nhuận lắm. E-Player cùng USB còn đang ở giai đoạn bồi dưỡng thị trường, mặc dù tiêu thụ sản phẩm cùng phí bản quyền thu lợi không ít, nhưng đầu tư thị trường cũng cực cao, lúc này còn chưa thu được lợi nhuận. Muốn giảm bớt áp lực tài chính, phân chia một phần quyền lợi mạng âm nhạc trực tuyến cho CQ và Toshiba là thích hợp nhất, nếu không về lâu dài ắt khiến hai công ty kia sinh ra oán giận lớn. Được nhân viên công tác dẫn đường, Cương Thôn Mộc vào gian phòng xa hoa của Trương Khắc trên tầng thượng khách sạn Vạn Lệ. Theo cùng bọn họ còn có nhân viên phòng ban bán dẫn, tăng cường hợp tác phát triển Flash Memory với Cẩm Hồ, cũng là đề tài trọng yếu của cuộc hội diện này. Nhìn chung Cương Thôn Mộc và Sâm Sơn Giã cũng không gặp phải trải nghiệm không vui nào, thỉnh cầu bọn họ đề xuất đều được Trương Khắc trả lời tích cực. Hai bên trò chuyện rất lâu, Trương Khắc đứng dậy nhìn ánh tịch dương chiếu lên mặt biển bên ngoài cửa sổ. Cương Thôn Mộc năm nay mới trên 40 được coi là đại biểu phái trẻ trong nội bộ Toshiba. Nhưng so với Trương Khắc có thể gọi là ông già rồi, chẳng biết y làm sao ước thúc được đám tinh anh Trần Tín Sinh, Tô Tân Đông. Thấy Trương Khắc đứng dậy, ông ta cho rằng cũng tới lúc cáo từ rồi, cùng Sâm Sơn Giã đứng lên, định nói lời tạm biệt thì Trương Khắc quay lại nói. Tôi nghe nói chỉ tá Tú Tàng muốn tổ chức các xí nghiệp thành viên của Mitsui triển khai hợp tác chiến lược quy mô lớn với điện tử Hoa Hạ, không biết Toshiba có nằm trong kế hoạch của hắn không? Câu hỏi thẳng thừng này làm Cương Thôn Mộc do dự mất một lúc mới nói. Toshiba không thể tính là xí nghiệp của Mitsui nữa, nhưng nếu kế hoạch của chỉ tá Tú Tàng nếu có lợi cho sự phát triển của Toshiba thì chúng tôi không từ chối. Có điều chuyện có lợi, chỉ NX, Sony, SAP đã tranh hết rồi. Ý tứ của Cương Thôn Mộc rất rõ ràng, Trương Khắc chỉ cười, không hoàn toàn coi là thật được, mặc dù Toshiba bị bài xích ra khỏi xí nghiệp hạch tâm của Mitsui. Nhưng sự liên kết mật thiết giữa các xí nghiệp Nhật với nhau là điều người ngoài khó có thể tưởng tượng được. Tiễn đoàn người Cương Thôn Mộc đi, đám Trương Khắc quay về phòng khách tiếp tục thảo luận. Trần Tín Sinh hỏi, lấy 30% cổ phần mạng âm nhạc trực tuyến đổi lấy 60 triệu đô la Mỹ, liệu Toshiba có đồng ý điều kiện này không? Viện nghiên cứu có đánh giá lạc quan về xu thế phát triển mạng Internet trong 2 năm tới. Trương Khắc mỉm cười, ban đầu bọn họ không chấp nhận đâu. Nhưng càng trì hoãn càng có lợi cho chúng ta, áp lực với họ càng lớn. Hơn nữa Toshiba không chịu còn có CQ nữa mà. Đổi 60 triệu đô la Mỹ lấy 30% cổ phần, có nghĩa là 70% trong tay Cẩm Hồ có giá trị 140 triệu đô la Mỹ. Năm ngoái Cẩm Hồ đầu tư vào mạng âm nhạc trực tuyến còn chưa tới 30 triệu đô la Mỹ, nếu Cương Thôn Mộc mà tùy tiện đồng ý điều kiện này mới là lạ. Trương Khắc tới Hồng Kông là chắc chắn không được yên thân rồi. Vừa mới tiễn Cương Thôn Mộc đi thì điện thoại của ngài Mặc đã gọi tới, Trương Khắc cười. Đấy mọi người xem, CQ cũng không chậm hơn bao nhiêu đâu. Lúc này Phó Tuấn đi tới nói xe đón Đường Thanh đã tới khách sạn rồi. Bỏ đi chuyện thương nghiệp, ngài Mặc tính tình ôn hòa khôi hài là người bạn đáng qua lại, Trương Khắc không để tùy tiện người nào trong nhóm Trần Tín Sinh, Tô Tân Đông đi ứng phó, mà đích thân mời ông ta cùng ăn cơm tối. Ở phòng ăn tầng thượng của khách sạn Vạn Lệ toàn là nhân vật y phục sang trọng, rất nhiều người là đại nhân vật ném xuống lầu là có thể làm gây sóng gió trong ngành nghề. Đám Trương Khắc chọn một trí ngồi gần cửa sổ, ngài Mặc rất nhiệt tình chỉ cho Trương Khắc thấy những đại nhân vật mà ông ta biết.
Trương Khác cũng nhận ra một số người quen Lý Tại Thù đang cùng độ biên kính nhất của Sony trò chuyện với nhau. Qua, toàn là những nhân vật lớn. Đường Thanh tay chống tay lên cằm hứng thú quan sát những nhân vật lớn. Nhìn bọn họ cũng chẳng khác bạn mấy, có người trông thật xấu xí. Trương Khác đưa tay vuốt gò má sáng bóng của cô. Người bình thường cũng đều như nhau mà, chỉ có hai mắt một mũi, nếu nói họ khác gì người bình thường thì chỉ có nội tâm xấu xa người thường không bì kịp. Vậy bạn thì sao? Đường Thanh cười danh mãnh hỏi lại. Cũng gần như thế, ông ấy cũng vậy. Trương Khác chỉ ngải mặc ngồi phía đối diện. Mình là bạn bè thân thiết mời ông ấy ăn cơm, vậy mà bạn nhìn xem từ đầu bữa ăn tới giờ mắt ông ấy thì cứ đảo qua đảo lại, nói không chừng đầu óc đang toan tính làm sao lừa Cẩm Hồ kiếm thêm lợi ích cho C, Q. Khụ. Ngải mặc đang uống canh, nghe Trương Khác nói thế thiếu chút nữa chết sặc, dở khóc dở cười oán trách. Tôi đang suy nghĩ xem làm sao để con đường hợp tác giữa chúng ta càng đi càng dài đấy. Được vậy tôi nghe đây. Trương Khác nắm lấy bàn tay mịn màng của Đường Thanh đặt trong lòng bàn tay mình vuốt ve, dựa lưng vào ghế nghe Ngải Mặc giải thích. Thị trường vài năm tới của ePlayer là ở châu Âu, Bắc Mỹ, mạng âm nhạc trực tuyến chủ yếu cũng triển khai nghiệp vụ ở những nơi này, cậu không thấy để CQ tham gia có lợi cho phát triển nghiệp vụ à? Ngải Mặc không hề che giấu khao khát của CQ với mạng âm nhạc trực tuyến. Chúng ta là bạn bè nên tôi không giấu gì. Trương Khác cười hăng hắc. Toshiba cũng rất xem trọng tương lai nghiệp vụ âm nhạc trực tuyến. Trước đó Trương Khác lo CQ và Toshiba thông đồng gây áp lực với Cẩm Hồ, như vậy mặc cả với nhau sẽ rất rắc rối, còn phải nắm đúng chừng mực để khỏi chọc giận quá mức chọc giận Toshiba. Toshiba vì vội ra ePlayer vào tháng 8 cho nên không dựa vào tài nguyên âm nhạc chính bản mà mạng âm nhạc trực tuyến cung cấp, hình thức hợp tác giữa Toshiba và Ái Đạt là trao đổi kỹ thuật. Cẩm Hồ không có tư cách buộc Toshiba vào mạng âm nhạc trực tuyến, Toshiba có thể tự lập mạng âm nhạc của riêng mình. C, Q và những doanh nghiệp được Cẩm Hồ cấp quyền khác thì lệ thuộc vào mạng âm nhạc trực tuyến, vì thế mà Cẩm Hồ giảm phí bản quyền kỹ thuật với họ. Tuy lượng tiêu thụ ePlayer của Toshiba và Cẩm Hồ ở châu Á tạm được, nhưng mạng âm nhạc trực tuyến thì phát triển nhất ở Bắc Mỹ, vì thế hiện có thể nói C, Q giúp mở rộng hộ dùng âm nhạc trực tuyến lớn nhất. C, Q làm nhỏ ăn nhỏ. Không có thân lớn tán rộng như Toshiba, cậu phải nới lỏng cửa cho CQ một chút chứ. Ngải Mặc ngả người tới, mặc rất là khổ ải. Đường Thanh mím môi cười, cô thích ngồi yên tĩnh bên cạnh Trương Khác như vậy, nhìn cái mặt của Trương Khác và Ngải Mặc lúc này chẳng khác gì mấy bà nội trợ ra đi chợ mặc cả mớ rau, hết sức thú vị. Chương 943, Dã Tâm Ngôi Vương. Trương Khác chấm nước viết một con số, Ngải Mặc nhìn xong kích động đứng bật dậy, gân xanh trên trán nổi hết lên. Như khó khăn lắm mới áp chế được lửa giận vậy. Cậu đừng có lấn tới nước, ở Bắc Mỹ lập một trang web như vậy không tốn tới 20 triệu đô la Mỹ. Ông học tiếng phổ thông ở đâu thế, đây là được nước lấn tới, không phải lấn tới nước, khi nói câu này còn phải nhấn mạnh trọng âm. Trương Khác cười tít mắt nhìn Ngải Mặc. Đường Thanh nghe vậy phì cười, cô được chứng kiến kỹ thuật đàm phán kiểu hư tương thanh thế này của Ngải Mặc, nếu không đã sợ hết hồn. Trương Khác đưa tay lên áp xuống. Nào nào, nổi xuống nói chuyện, C, Q bỏ tiền ra đầu tư vào mạng âm nhạc trực tuyến lấy 10%, chứ không phải là Cẩm Hồ đem 10% bán cho C, Q. Như vậy cũng là được nước lần tới. Ngải Mặc nhấn mạnh hai chữ, được nước. Uổng cho tôi đảm bảo với BQT, nói với nhân phẩm khác thiếu gia nhất định sẽ cho chúng ta một cái giá hợp lý. Cẩm Hồ cấp quyền kỹ thuật ePlayer cho C, Q với giá quá thấp, nên phải bù vào ở phương diện khác. Và lại mạng Internet hiện nay không lo không kiếm được vốn đầu tư. Thời gian qua các quỹ đầu tư tiếp xúc với chúng tôi ra giá còn cao hơn. Trương Khác gõ tay lên mặt bàn. Lần này ông đích thân tới Hong Kong chắc không phải chỉ vì mạng âm nhạc này chứ hả? Nghe thế Ngải Mặc yên tĩnh lại. Chắc ông hiểu ý tôi sao để ông mất mặt trước BQT được, hơn nữa C, Q hợp tác với Cẩm Hồ nhiều năm qua đã bao giờ bị thiệt thòi chưa? Ồ, Ngải Mặc vỡ lẽ. Ghé đầu tới háy mắt nói nhỏ. Nhát đao này chém lên người đám tiểu quỷ Đông Dương chứ gì, có điều cậu chắc là sẽ không làm tôi phải mất mặt chứ. Với người Trung Quốc Đông Dương là chỉ Nhật, Đông Nam Á là Nam Dương. Vẻ mặt Ngải Mặc khoa trương tới mức nếu không có Đường Thanh thân mật ngồi bên Trương Khác, người bên cạnh nhìn thấy nhất định cho rằng hai nam nhân này có vấn đề. Chỉ cần C, Q chấp nhận cái giá Cẩm Hồ đưa ra, không gian để Toshiba đàm phán rất hữu hạn. Trước mặt Toshiba to lớn,
Trước khác thà tuyển chọn đứng cùng một chiến tuyến với C, Q, y nghĩ nếu BQTC, Q đầu óc bình thường chắc cũng suy nghĩ như mình, mỉm cười nói. Ông phải tin tôi chứ? Ngài Mặc quả nhiên bỏ đề tài này đi không nói tới nữa, chỉ cần bù đắp lại được ở phương diện khác, cái giá Cẩm Hồ đưa ra có thể chấp nhận được. Chúng tôi dán mác tiêu thụ USB, mặc dù lượng bán ra không như ý muốn, nhưng kỹ thuật USB vẫn làm chúng tôi động lòng, đây cũng là mục đích chuyến đi của tôi. USB được chính thức xuất hiện ở triển lãm điện tử Nga vào tháng 6, tháng 7 Cẩm Hồ đưa sản phẩm ra thị trường, chủ yếu vẫn là tại các khu kinh tế phát triển như Nhật Hàn, Singapore. USB chính thức được người trong nghề coi trọng vào tháng 8 khi Toshiba đưa ra sản phẩm vào tháng 8, sức ảnh hưởng của Toshiba trên thị trường điện tử tiêu dùng thế giới thì Cẩm Hồ sách dép cho cũng không xứng. Toshiba là một trong cự đầu điện tử toàn cầu, sớm có thương hiệu toàn cầu rồi, năm 98 giá trị thương hiệu của Toshiba hơn 20 tỷ đô la Mỹ, có thể nói nghiệp vụ hải ngoại của Cẩm Hồ tăng mạnh trong tháng 9, 10 chủ yếu được lợi từ Toshiba. Đem so với công năng lưu trữ của ePlayer thì kết cấu của USB đơn giản hơn nhiều, trừ mấy kỹ thuật phần mềm ra, chip điều khiển cùng kỹ thuật cổng giao tiếp đều thể hiện trên ePlayer hết rồi, nhưng không có nghĩa được cấp quyền sản xuất ePlayer là có thể sản xuất USB, vấn đề cấp quyền kỹ thuật USB phải đàm phán tiếp. Điều này tôi nhận lời với ông, cụ thể cứ tìm lão Trần đàm phán. Trương Khắc sảng khoái đồng ý. Tôi còn mang cho ông một món quà đây. Lấy trong túi ra một chiếc ePlayer đặt lên bàn. Tôi cần cậu tặng cái này à? Ngài Mặc nghi hoặc nhìn Trương Khắc, đưa tay cầm lấy chiếc ePlayer nhìn, lấy một hộp công cụ bằng hộp thuốc lá trong túi ra, cầm tô vít tháo chiếc ePlayer ngay trước mặt mọi người. Khách khứa ăn cơm ở đây đa phần là khách tham gia triển lãm điện tử ngày mai, hành vi của Ngài Mặc trong mắt bọn họ cũng không có gì là quái dị. Ngài Mặc mở chiếc ePlayer ra, kinh ngạc thốt lên. Nhà máy tinh viên dùng một năm mà có sản phẩm rồi. Kỷ lục này chỉ có Intel và Ti sáng tạo ra được, chẳng trách buổi sáng gặp Del Fessy, sắc mặt hắn rất quái dị. Ti là một trong số cổ đông chủ yếu của Trung Tinh Vi Tâm, Del Fessy đương nhiên sớm biết tin tức nhà máy thuận lợi đi vào sản xuất và Cẩm Hồ hấp thụ kỹ thuật Flash Memory một cách thuận lợi. Quan trọng nhất vẫn là Cẩm Hồ hấp thụ được kỹ thuật Flash Memory, điều đó có nghĩa là chip lưu trữ chiếm hơn nửa giá thành sản xuất ePlayer có khả năng giảm mạnh. Ngài Mặc hết sức thần bí ghé đầu tới hỏi. Cẩm Hồ sẽ không thành lập đồng minh giá với Toshiba và Samsung chứ? Ông ta đương nhiên không thể không nhớ C, Q, T, Ái Đạt vẫn đang phân chia lợi nhuận lũng đoạn chip giải mã SVCD, tuy nói năm 98 thị trường đầu đĩa tăng trưởng chậm lại, bọn họ chủ động giảm giá chip giải mã, để nhà sản xuất đầu đĩa thêm đất sống, nhưng C, Q vẫn kiếm được hơn 160 triệu đô la Mỹ, Cẩm Hồ cũng kiếm được không ít hơn 80 triệu đô la Mỹ. Trương Khắc lắc đầu. Không đâu. Ngài Mặc thực sự sợ Trương Khắc gật đầu nói, tất nhiên, như thế nói không chừng C, Q là xí nghiệp đầu tiên đứng ra nộp đơn tố cáo. Như vậy xem ra chúng tôi phải chuyển đơn đặt hàng từ Toshiba sang Cẩm Hồ rồi. Ngài Mặc cầm bảng điện lên nhìn thật kỹ. Chỉ có 32M thôi à? Trương Khắc mỉm cười. Cơm phải ăn từng miếng, tôi cũng biết bộ nhớ 64M được khu vực Bắc Mỹ hoan nghênh hơn. Nếu như không chú trọng tới ngoại hình thì C, Q thử lắp hai thẻ nhớ vào ePlayer xem. Tôi đâu có dễ bị lừa như thế. Ngài Mặc cười hăng hắc. Không biết tôi chơi với cậu bao nhiêu năm rồi à? Cẩm Hồ lấy kỹ thuật di động hạng 2 của Ti thu được thành công trong nước, nói cho cùng là chú trọng chất lượng sản phẩm và công nghệ thiết kế, chuyện này Ngài Mặc biết rõ. Tuy bị Ngài Mặc vạch trần, Mặc Trương Khác cũng chẳng đỏ lên, y không thực sự hy vọng C, Q làm như thế. Dù vậy cũng đủ làm người ta hưng phấn rồi. Ngài Mặc hào hứng nói. Đợi qua triển lãm điện tử, tôi theo cậu về kiến nghiệp, được không? Tuy Trung Tinh Vi Tâm đã có thể làm ra sản phẩm, nhưng tỷ lệ sản phẩm chất lượng tốt rất thấp, muốn có được sản lượng ổn định, cần 3,5 tháng quá độ. Trương Khắc mặt tỉnh queo nói. Mấy tháng nữa ông hãy đặt hàng cũng chưa muộn. Ngài Mặc thực sự muốn cắn Trương Khắc một cái, ông ta biết y có ý đồ gì. Trương Khắc muốn trì hoãn thêm 3,5 tháng tất nhiên là không muốn hạ giá quá nhiều để còn kiếm một mớ nữa. Với lượng tiêu thụ 4 vạn chiếc mỗi tháng như hiện nay, trì hoãn thêm 5 tháng, Cẩm Hồ kiếm thêm được 10 triệu đô la Mỹ mà thôi, nhưng Cẩm Hồ nhường không gian lợi nhuận cho các nhà sản xuất ePlayer khác, để bọn họ ra sức khai thác thị trường sản phẩm cho Cẩm Hồ. 3, 5 tháng là đủ để nghiệp vụ hải ngoại của Cẩm Hồ thăng liền 2 cấp, Ngài Mặc đã nhìn thấu,
lần này Cẩm Hồ tham gia triển lãm điện tử là nhắm vào các đại lý tiêu thụ điện tử châu Âu, Bắc Mỹ. Toshiba đưa ra ePlayer được 2 tháng đã chiếm 40% thị trường toàn cầu, nhưng không gian thị trường của Cẩm Hồ và CQ không hề bị chèn ép, ngược lại sự tham gia của Toshiba khiến phe DMP tiến bộ mạnh, lượng tiêu thụ của Cẩm Hồ tăng lên rõ rệt là nhờ Toshiba thúc đẩy. Giống như thế, nếu sản phẩm của Cẩm Hồ thành công tiến vào thị trường châu Âu và Bắc Mỹ, cũng có tác dụng xúc tiến với Toshiba và CQ. Ngài Mặc đoán ra kế hoạch ác độc của Cẩm Hồ, nghiến răng nghiến lợi biểu thị bất bình, nhưng cái bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi của Trương Khác làm ông ta chịu thua, chỉ biết nói. Cậu không lo Toshiba có ý kiến à? Toshiba có ý kiến gì được, chẳng lẽ bọn họ hy vọng ePlayer của bọn họ mới bán chưa được 3 tháng cho người dùng đã giảm mất 1/3 giá à? Trương Khác cười gian manh. Tôi nghĩ Toshiba càng cần thời gian này hơn chúng tôi, tất nhiên chúng tôi sẽ trao đổi với họ. CQ kiên nhẫn đợi thêm vài tháng nữa đâu có muộn, chúng ta có cùng đối diện với một cường địch là Sony, trao đổi kỹ càng với nhau là cần thiết mà. Chương 944, mộng tưởng của anh là gì? Ngài Mặc lắc đầu cười, CQ không nắm quyền chủ động trong tay, ngoài theo sát bước tiến của Cẩm Hồ và Toshiba thì không còn cách nào khác, Toshiba phải xét tới danh dự thương hiệu. Không thể để giá sản phẩm giảm mạnh trong thời gian ngắn được. Lúc này Toshiba, Cẩm Hồ và CQ không tồn tại quan hệ cạnh tranh, trong thời gian khá dài tiếp theo còn phải liên hợp đối đầu với mặt trận MD do Sony cầm đầu. Ngài Mặc quay đầu nhìn Độ Biên Kính Nhất đang ăn cơm cùng Lý Tại Thù, vừa đúng lúc Độ Biên Kính Nhất cũng quay sang, đại khái đang bàn luận về bọn họ. Ngài Mặc học cách ngồi của người Nhật Bản, đặt hai tay lên gối, nói đầy hào khí. Vậy chúng ta hãy cùng liên hợp kéo Sony khỏi ngôi báu. Trong thị trường máy nghe nhạc cầm tay toàn cầu, Sony mới là bậc vương giả chân chính, đem âm nhạc bỏ vào túi, đó là quan niệm thương nghiệp cực kỳ sáng tạo của Sony. Mặc dù năm 98 bị cơn bão tài chính liên lụy, nhưng lượng tiêu thụ máy nghe nhạc cầm tay của Sony dự kiến vẫn không ít hơn 140 triệu chiếc, mang lại cho Sony thu nhập không ít hơn 5 tỷ đô la Mỹ. Nhưng tương lai ai mới là chúa tể của máy nghe nhạc cầm tay? Là MD hay ePlayer? Đây là tiêu điểm Toshiba, Q và Cẩm Hồ chú ý. Sony chuyến này hẳn cũng sẽ có hành động nhắm vào chúng ta. Ngài Mặc không chắc lắm. Chúng ta liên hợp lại bừng bừng dã tâm muốn lật bộ ngôi báu của họ, tất nhiên bọn họ không thể xem thường. Là phó tổng giám đốc phát triển sản phẩm của Sony, Độ Biên Kính Nhất lần này tới tham gia triển lãm điện tử Hong Kong cũng là muốn tiếp xúc gần hơn với Cẩm Hồ, nói ra thực buồn cười. Sony có tiếp xúc với Cẩm Hồ từ 3 năm trước, nhưng nếu không phải có Lý Tại Thù chỉ cho thì ông ta không biết người thanh niên ngồi đối diện với Ngải Mặc là linh hồn của Cẩm Hồ. Thấy Ngải Mặc quay đầu nhìn sang phía này, Lý Tại Thù nói. Có lẽ bọn chúng đang vọng tưởng khiêu chiến thị trường mày nghe nhạc cầm tay của Sony. Độ Biên Kính Nhất mỉm cười không đáp lại câu nói của Lý Tại Thù, ông ta có đánh giá thị trường của riêng mình. Trong lòng ông ta đang tính toán trong cuộc trao đổi kỹ thuật vào tháng 6, rút cuộc Cẩm Hồ hay Toshiba có lợi hơn. Ăn cơm xong, Lý Tại Thù thấy Trương Khác và Ngải Mặc vẫn bàn bạc say sưa, hắn và Kim Nam Dũng cáo từ với Độ Biên Kính Nhất rời phòng ăn, trong cầu thang không có người khác, Lý Tại Thù hỏi. Lúc này tôi kiến nghị tổng bộ mua điện tử Vũ Thế có thích hợp không? Điện tử Vũ Thế là xí nghiệp Hàn Quốc vô danh, nhưng nó được Cẩm Hồ cấp quyền kỹ thuật sản phẩm ePlayer. Samsung muốn có được kỹ thuật sản phẩm ePlayer hoặc đàm phán với Cẩm Hồ, hoặc mua lại công ty được Cẩm Hồ cấp quyền. Kim Nam Dung thì nghĩ, hai cách này có gì khác nhau, chẳng qua thể diện không cần lo Cẩm Hồ nói Samsung cũng khuất phục kỹ thuật DMP mà thôi, gật đầu nói. Tôi thấy càng sớm càng tốt, gia nhập trận doanh DMP phù hợp với lợi ích của Samsung, nếu không lợi ích flash memory của Samsung tương lai bị Cẩm Hồ và Toshiba liên hợp chèn ép. Tôi quyết định rồi. Anh soạn cho tôi một báo cáo chính thức, tôi sẽ gửi thẳng cho hội trường. Tuy xí nghiệp điện tử phía dưới Samsung cũng sản xuất MD, nhưng kỹ thuật hạch tâm MD luôn nắm trong tay xí nghiệp của Nhật. Samsung tham gia trận doanh DMP mặc dù vẫn phải nộp phí bản quyền cho Cẩm Hồ, nhưng lợi ích tương lai của thị trường flash memory không cho phép Samsung không coi trọng. Ngài Mặc cũng cáo từ rời đi, Trương Khác cùng Đường Thanh uống cà phê, ngắm cảnh biển vịnh Victoria vào ban đêm. Hoàn toàn không biết Samsung cũng sắp trở giáo quay sang phe DMP. Cùng giai nhân uống cà phê ngắm cảnh đẹp dễ chịu biết nhường nào, nhưng chiếc di động không thức thời lại reo lên phá đám. Trương Khác cầm di động lên nhìn số, nói. Điện thoại của Tô Tân Đông.
thật đau đầu, mặc xác anh ta nhé. Thực ra mình rất thích nhìn bạn lúc bàn bạc công việc, tuy có hơi vô lại, nhưng rất có vị nam nhân. Đường Thanh tay chống cằm, tay đẩy tay cầm di động của Trương Khác lên tai y. Người khác không hiểu được cảm giác này của mình đâu. Trương Khác yêu thương khẽ vuốt chóp mũi của cô, có người vợ thế này, với một nam nhân mà nói còn sự hậu thuẫn nào hơn được. Y nhận điện thoại hơi muộn, Địch Đan Thanh đã vào phòng ăn đón bọn họ. Giám đốc Tô gặp được Trương Á Bình của Philip, giám đốc Đinh cũng ở đó, hy vọng cậu bỏ thời gian qua một chút. Trần Tín Sinh đâu? Trương Khác đứng dậy, trước mặt Địch Đan Thanh, y không thân mật ôm vai Đường Thanh. Giám đốc Trần tham dự tiệc của bên ti, tới giờ cũng chưa về. Đứng trước Trương Khác và Đường Thanh, trái tim Địch Đan Thanh có kiên cường đến mấy cũng không khỏi có cảm giác run rẩy hoang mang. Chỉ có điều công việc vẫn phải làm, cô không kiếm được cớ gì không tới Hong Kong. Ừ, vậy chúng ta đi thôi. Trương Khác nhận lấy áo khoác của Đường Thanh từ phục vụ, mặc giúp cô. Tổng giám đốc Trương Á Bình của Philip Trung Quốc là bạn cũ của Trương Khác rồi, năm 96 khi mắt đọc đầu đĩa thiếu hụt nhất, chỉ có Cẩm Hồ có đủ lượng mắt đọc từ nhà máy của Philip, đó là nhân tố quan trọng lập nên địa vị bá chủ thị trường đầu đĩa của Cẩm Hồ. Trương Á Bình lần đầu tiên gặp Trương Khác vào năm 95. Khi đó Cẩm Hồ giới thiệu chiếc đầu đĩa VCD đầu tiên ở Kiến Nghiệp, ngay từ khi đó hắn đã nhìn ra thế nào gọi là mị lực và thiên phú thương nghiệp trên người thiếu niên thư sinh gầy gò ấy. Nhìn thấy Trương Khác đi vào, Trương Á Bình cùng Tô Tân Đông, Đinh Hòe, Tiêu Tấn Thành cùng đứng dậy nói. Tôi chỉ tùy ý tới đây chơi, không ngờ quấy nhiễu thời gian của Khác thiếu gia bên giai nhân. Không sao, tôi là người chỉ có rảnh rỗi là nhiều, ngồi trò chuyện với bạn cũng là điều thích nhất. Trương Khác cười. Kéo ghế cho Đường Thanh và Địch Đan Thanh ngồi xuống trước. Được một lúc thì Trần Tín Sinh cũng về, vậy là nửa nhân vật quản lý hạch tâm của Cẩm Hồ đã có mặt ở đây rồi. Triển lãm lần này Cẩm Hồ sẽ đưa ra sản phẩm mới làm mọi người tiếp tục kinh ngạc chứ. Trương Á Bình hào hứng nói. Mấy năm qua tôi đã quen với loại kỳ vọng này rồi. Trước mặt bạn cũng chẳng cần giữ hồi hộp tới phút cuối cùng, Trương Khác vui vẻ nói. Hiện sản phẩm Cẩm Hồ có thể mang khoe được chỉ có e-player thôi, sẽ đưa ra mấy loại máy thu âm kỹ thuật số độc lập, và hai chiếc e-player có công năng thu âm, một cái dùng pin khô, một cái dùng pin ắc quy. Quay đầu sang bảo Địch Đan Thanh. Giám đốc Trương là bạn cũ của chúng ta nên có món quà gì chứ? Rồi lại nói với Trương Á Bình. Di động của chúng tôi thì không đáng nhắc tới rồi, không mang ra bêu xấu nữa. Địch Đan Thanh lấy ra chiếc e-player mới nhất của Cẩm Hồ, Trương Á Bình mở hộp nhìn vỏ máy đơn giản gọn gàng, cười nói. Sản phẩm của Ái Đạt luôn trang nhã tự nhiên, tôi sớm nghe nói năm ngoái các vị đã mua một công ty có kỹ thuật chip âm tần số của Nhật Bản, đang nghĩ khi nào có thể thấy sản phẩm mang kỹ thuật này. Ở phương diện này Philip quá bảo thủ. Mỗi bên có sở trường khác nhau, Cẩm Hồ mà có nền tảng kỹ thuật như Philip, thì cần gì khổ công vào những trò tiểu xảo. Lời này của Trương Khác không hoàn toàn thật lòng, có ý tâng bốc Philip trong đó, ở thị trường điện tử tiêu dùng Philip không có được thành tích kiệt xuất, chính là vì quá bảo thủ, trong khi tích lũy kỹ thuật thì Philip chưa bao giờ thiếu. Trương Á Bình quan sát thật kỹ chiếc e-player mang công năng ghi âm sắp mang ra triển lãm của Cẩm Hồ, cảm khái nói. Cẩm Hồ lúc nào cũng đi đầu sản phẩm cao cấp, tôi tin trong ngành điện tử toàn cầu tương lai, sẽ có địa vị của Cẩm Hồ. Đừng nói quá khứ, ngay cả hiện tại. Và trong cả tương lai khá dài, ở thị trường hải ngoại, sản phẩm mang dòng chữ Made in China là tiêu chí cho thứ sản phẩm thấp kém, chẳng ngại gì nói ra câu này, đó là hình tượng sản nghiệp dân tộc chúng ta mang lại cho người ngoài. Trương Khác thở dài. Muốn thay đổi được hình tượng này là điều cực kỳ khó khăn và lâu dài, tôi có một mộng tưởng, tôi nghĩ Lão Trần, Lão Tô, Lã Đinh và Giáo sư Đàm cũng có mộng tưởng này, chính là biến Ái Đạt thành thương hiệu dân tộc làm hoa kiêu ngạo và tự hào. Như thế mới có thể nói là thành công. Giám đốc Trương, mộng tưởng của anh là gì? Chương 945, tâm đầu ý hợp. Chị thích Trương Khác ở điểm nào? Mặc cho Địch Đan Thanh lão luyện đến đâu bị Đường Thanh bất ngờ hỏi câu này cũng sợ tới mất hồn mất vía, kinh hoàng nhìn Đường Thanh, không hiểu mình để lộ sở hở ở chỗ nào. Nhưng thấy ánh mắt Đường Thanh gắn chặt trên người Trương Khác không nhận ra mình luống cuống mới ý thức được đó chỉ là cách Đường Thanh nói chuyện với người khác thôi, nếu người ngồi bên cạnh là nam nhân. Cũng hỏi cầu này, hẳn là đang thắc mắc vì sao những người đi tới đâu cũng là nhân tài được săn đón lại cam tâm tình nguyện tụ tập dưới cờ của Cẩm Hồ. Tôi có thể thích gì ở cậu ta sao? Địch Đan Thanh che giấu gợn sóng trong lòng, khẽ cười nói.
Thời buổi này tìm được một ông chủ trả lương cao như vậy chẳng dễ dàng gì. Đường Thanh quay sang cười hì hì. Cái tên hư hỏng này béo tới chảy mỡ rồi, suốt ngày rảnh rỗi lang thang, chuyện gì mọi người cũng làm giúp cả, không thể để cậu ấy hưởng lợi một mình được. Địch Đan Thanh nhận ra tình cảm của Đường Thanh với Trương Khác còn mang chút nhân tố sùng bái, trong quan hệ hai người tự hạ thấp địa vị của bản thân, nhớ tới Tạ Vãn Tình, Hứa Tư đại khái đều không hy vọng xa vời có trọn vẹn tình cảm của y, cô đang nghĩ, chẳng biết Đường Thanh có biết sự tồn tại của Vãn Tình không? Nghĩ thế bản thân cũng hơi chột dạ. Phía bên kia Trương Á Bình bị những lời của Trương Khác nói làm cho nhiệt huyết sục sôi, nhất thời không biết nói gì trả lời Trương Khác, muốn làm nên một phen sự nghiệp cần có mộng tưởng, nếu không làm sao có đột phá trong cuộc đời được. Đối với người bạn cũ này, Trương Khác không cần vòng vo rồi mới đi vào chủ đề chính, nói thẳng luôn. Trong hơn một năm qua, có thể nói các phòng ban của Ái Đạt đều trưởng thành rất nhanh chóng, chúng tôi đã thực hiện được tự sản xuất hơn 80% ở sản phẩm e-player tầm trung thấp. Mục tiêu này sẽ nhanh chóng thực diện ở di động và các sản phẩm khác. Trung tinh vì tâm cũng chỉ cần chưa tới một năm đã đi vào sản xuất rồi, mọi người đều rất không hài lòng với tỷ lệ sản phẩm tốt, với tôi mới đi vào sản xuất có 27% sản phẩm tốt là rất hài lòng rồi. Tới đây dừng lại một chút để Trương Á Bình tập trung lại. Cơ sở trong nước rất yếu kém, cần cho trung tinh vì tâm một quá trình đề cao. Bên phía Ái Đạt, điều kiện cùng kỹ thuật sản xuất kém hơn một chút. Tuyển công nhân cũng cần thời gian để thuần thục, nhà máy chỉ có nghiêm ngặt khống chế chất lượng sản phẩm mới có thể giữ được hình tượng thương hiệu Ái Đạt. Bản thân tôi thì không có gì bất mãn, nhưng lão Trần lão Tô thường kiểm điểm với tôi cần bỏ công sức nhiều hơn tinh tế hóa sản xuất, giảm sự cố chất lượng tới mức thấp nhất, nâng cao hiệu suất sản xuất, đề ra kế hoạch, chế tạo tinh chuẩn, muốn tổ chức một đội ngũ thực thi kế hoạch này, tiến hành tiêu chuẩn hóa tất cả công đoạn của Ái Đạt. Bọn họ đều khen ngợi anh là người đứng đầu quản lý chế tạo điện tử ở Trung Quốc, nói anh là nhân tuyển thích hợp nhất cho đội ngũ này. Ngoài ra Ái Đạt còn có kế hoạch lập phòng linh kiện để tăng cường quản lý nghiệp vụ sản xuất, tiêu thụ linh kiện, tôi mong anh sang lãnh đạo nó. Hợp đồng của Trương Á Bình với Philip sắp hết hạn, Philip cũng hy vọng hắn ở lại, còn thăng lên làm phó tổng giám đốc cấp cao, dù sao Trương Á Bình lập công lớn cho sự phát triển của Philip ở khu vực Đại Trung Hoa, hơn nữa hắn đang ở độ tuổi thành tục sung mãn. Trong nước có rất nhiều xí nghiệp điện tử mời Trương Á Bình làm tổng giám đốc điều hành, nhưng mấy năm qua chỉ có Cẩm Hồ là khiến cho y kích động, cùng với thời gian dài tiếp xúc, Trương Á Bình có hiểu biết sâu sắc về Cẩm Hồ, hiểu ưu thế của Cẩm Hồ cùng những chỗ Cẩm Hồ cần cải tiến, từ giao với đám Trần Tín Sinh, Đinh Hòe, Tô Tân Đông cũng không tệ. Trong thâm tâm Trương Á Bình rất khát vọng gia nhập Cẩm Hồ, nhưng điều này cần Cẩm Hồ đề xuất ra, đồng thời phải an bài cho hắn một không gian để thi triển phát huy tài năng. Cuối năm 95 đầu năm 96, nghiệp vụ đầu đĩa trong nước bị hạn chế bởi lượng cung cấp mắt đọc, khi ấy Trương Á Bình nắm đại quyền nhà máy linh kiện Philip có thể nói là người quyết định phân ngạch thị trường đầu đĩa lúc bấy giờ, lúc đó chỗ dựa cho quyết định của hắn là xí nghiệp nào có quản lý hoàn thiện hơn, có tiềm lực phát triển hơn. Tô Tân Đông có trình độ quản lý sản xuất rất cao, khi đó Ái Đạt vì thế mà lọt vào mắt xanh của Trương Á Bình, được nửa lượng linh kiện Philip cung ứng. Mấy năm qua đám Tô Tân Đông, Lỗ Khánh Sinh luôn yêu cầu hà khắc với việc quản lý nhà máy, nổi bật với các đồng nghiệp trong nghề. Nhưng bản thân họ cũng có thiếu sót kinh nghiệm, một phương diện khác sản xuất của Ái Đạt mở rộng quá nhanh khiến trình độ quản lý sản xuất so với các cự đầu còn lại có chênh lệch lớn. Ái Đạt hiện đúng là rất cần công nhân lành nghề, kỹ thuật viên có kinh nghiệm, yêu cầu hà khắc về chất lượng sản phẩm khiến hiệu suất sản xuất thấp, vật liệu hao tổn cao, những hạn chế này làm sản lượng của Ái Đạt không thể nhanh chóng nâng cao. Chi phí sản xuất khá lớn làm triệt tiêu ưu thế tài nguyên nhân lực trong nước. May mắn là nghiệp vụ di động Ái Đạt chủ yếu triển khai trong nước ở vào thời kỳ lợi nhuận cao, e-player và USB là sản phẩm mới, khi xác định giá thị trường đã để lại không gian lợi nhuận đủ lớn, vì thế Cẩm Hồ hình thành được quy mô lợi nhuận cao, nhưng những điều đó cũng chỉ đủ tạm thời che đi thiếu sót của Ái Đạt. Có điều Trương Khác và tầng quản lý tỉnh táo nhận thức được thời kỳ lợi nhuận cao của di động sẽ qua đi. E-player và USB cũng không phải vĩnh viễn không có đối thủ cạnh tranh, những thiếu sót trước đó sẽ bộc lộ ra. Đương nhiên hiện vấn đề đau đầu nhất vẫn là không thể mau chóng nâng cao sản lượng. Một khi không còn thời kỳ lợi nhuận cao, thậm chí rơi vào nguy cơ kinh tế, xí nghiệp điện tử muốn tồn tại được trong cuộc cạnh tranh tàn khốc, chủ yếu phải dựa vào năng lực ở những phương diện này. Nhưng công tác phương diện này cần một nhà quản lý mạnh mẽ để lãnh đạo. Có thể nói Trương Á Bình luôn nằm trong tầm mắt của đám Trương Khác, Trần Tín Sinh. Bản thân năng lực, kinh nghiệm của Trương Á Bình là quá đủ rồi,
hơn nữa với mối quan hệ trong nghề của hắn, có thể mau chóng tổ chức lên một đội ngũ có kinh nghiệm triển khai công tác tương quan, lại có quan hệ mật thiết lâu dài với Cẩm Hồ, như thế nhậm chức phó tổng giám đốc tập đoàn sẽ không sinh ra va chạm lớn trong nội bộ tập đoàn. Quan trọng nhất là phải có sự thừa nhận Trương Khác là lãnh đạo tối cao của Cẩm Hồ. Đối với người không biết rõ về Trương Khác, về Cẩm Hồ, không có quá trình cùng trưởng thành, thì rất khó tận tâm tận lực làm việc dưới sự lãnh đạo của một thanh niên vừa mới qua tuổi 20. Với nhân tài tầng cấp như Trương Á Bình, lương bổng không phải là vấn đề chủ yếu bọn họ suy tính nữa, mà sự nghiệm cùng sức hút khí phách của lãnh đạo mới là nhân tố quan trọng. Cẩm Hồ và Trương Á Bình có thể nói là tình đầu ý hợp, nhưng thế nào cũng phải đợi nhiệm kỳ của Trương Á Bình ở Philip kết thúc. Hai bên trò chuyện hợp ý, bất chi bất giác đã tới rạng sáng, lúc tiễn Trương Á Bình ra cửa, chuyện hắn chuyển sang Cẩm Hồ xem như đã được quyết định. Đám Trần Tín Sinh, Tô Tân Đông cũng cáo từ ai về phòng nấy, Địch Đan Thanh thu dọn tài liệu xong mới đi, tới khi ra cửa mới nói một câu ý từ mơ hồ. Phải ngủ sớm nhé, cẩn thận sáng mai dậy mắt có quầng thâm bị người ta cười cho đấy. Á, chị nói lung tung gì vậy? Đường Thanh xấu hổ hết sức, cô nàng tức tốc chạy vào phòng ngủ, ôm y phục để thay trốn sau lưng Địch Đan Thanh nói với Trương Khác. Bạn cũng phải ngủ sớm đấy, mình sang phòng chị Địch ngủ. Chưa nói hết câu đã chạy trước rồi. Chương 946, mọi người đều có trận doanh. Nhà đầu này làm sao dễ mặc lừa thế chứ? Trương Khác giận dữ gầm giống trong lòng, nhưng cho y hai cái gan nữa cũng không dám để lộ ra trước mặt Địch Đan Thanh, giang tay nói. Mọi người cũng ngủ sớm đi nhé. Địch Đan Thanh đắc ý lườm Trương Khác một cái đầy quyến rũ, làm xương khớp Trương Khác bủn rủn. Nhưng về tới phòng Địch Đan Thanh hối hận, rốt cuộc mình vừa làm cái gì? Không phải quyết tâm không để tên nhóc đó chạm vào người nữa sao, còn vướng bận chuyện này làm gì? Trừ sáng mai đưa Đường Thanh đi tham quan triển lãm điện tử, Trương Khác chẳng có an bài nào khác, an tâm ở trong phòng đánh một giấc ngon lành, rèm cửa kéo kín mít, ngủ dậy vẫn thấy trong phòng tối om như ban đêm, chỉ có điều trong lòng có thêm một giai nhân ấm áp. Đưa tay ra mò mẫm, nắm lấy bầu vú săn chắc phút cao của thiếu nữ. Xác định được người nằm trong lòng là Đường Thanh, Địch Đan Thanh từ bầu vú căng đầy ra, cơ thể cũng nảy nở hơn Đường Thanh nhiều, da thịt có cảm giác êm êm như bông, còn da thịt Đường Thanh đàn hồi hơi, cảm giác trơn mềm cũng tới cực hạn. Trương Khác vừa mới tỉnh ngủ, tất nhiên tinh khí dư dật, hạ thân đã kiếm bạt cung dương rồi, Đường Thanh gập chân đè lên bụng Trương Khác, thấy cái thứ kia vướng víu, đưa tay gạt nó sang một bên, miệng chóp chép, người nhúc nhích muốn tìm tư thế thoải mái hơn. Trương Khác nào có thể để cô thoải mái như vậy được, đặt người cô nằm trên giường, nương theo ánh sáng yếu ớt trong phòng, ngắm nhìn khuôn mặt mê người của cô. Ngủ rồi, ngoan nào. Đường Thanh nũng nịu nói, lim dim mở mắt ra, thần thái ngái ngủ đó cực kỳ mê người, thấy Trương Khác nhìn mình tới ngây dại, xấu hổ đưa tay che mặt. Mình thích cảm giác nấp trong lòng bạn, bạn đừng có nghĩ tới việc khác, ngủ thêm một chút đi, lát nữa chúng ta còn đi triển lãm điện tử đấy. Bạn cứ ngủ đi. Mình chơi kệ mình. Trương Khác cười vô sỉ, tay vén áo cô lai, mân mê bầu vú mơn mởn, áp mặt lên mái tóc dày, ngửi mùi thơm thoang thoảng trên đó. Thơm quá, ngửi cả trăm năm cũng không chán. Đường Thanh ngẩng đầu lên, hồn nhiên nói. Không cho tên xấu xa bạn ngửi. Mái tóc trượt xuống lộ ra chiếc tai nhỏ sáng bóng, Trương Khác thè lưỡi ra liếm, làm Đường Thanh ngứa ngáy vặn vẹo như con rắn. Trương Khác ôm lấy khuôn mặt xinh xắn, không cho cô nàng né tránh. Hôn lên cánh môi mềm, tách hàm răng cô ra, mút lấy chiếc lưỡi đinh hương làm người ta cuồng si điên dại, cho tới khi cô nàng ngây thơ mềm nhũn người không kìm được phát ra tiếng rên rỉ say lòng mới đưa tay xuống dưới. Trên người Đường Thanh có hai chỗ thịt mềm nhất, một là chiếc lưỡi của cô, hai là mé trong đùi, Trương Khác rất thích hôn Đường Thanh, cũng thích lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve ra thịt chỗ gần riêng tư của cô, cảm thụ xúc cảm mê người tột độ đó. Sợ tới khi có chất lỏng dinh dính thấm qua chiếc quần lót, cơ thể thiếu nữ run lên từng chập như phát sốt. Lúc này Trương Khác mới cởi quần lót của cô đem hạ thân đã phồng tới mức khó chịu tiến vào, chỉ khẽ tách hai mép thịt ấm mềm đã dễ dàng trượt vào, cảm giác được hết sức ấm áp bao vây hạ thể, trước tiên mạnh mẽ tấn công từng phát đưa Đường Thanh lên 9 tầng mây, nghỉ một chút, để cơ thể mẫn cảm của cô dịu lại, mới ôm lấy khuôn mặt cô, thâm tình nhìn ngắm gò má ửng dáng hồng dụ hoặc, đôi mắt lim dim làm người ta yêu thương. Sao ngủ rồi lại còn qua đây? Chị Địch dậy làm việc từ rất sớm, mình còn chưa ngủ đủ, chạy qua chui vào lòng bạn ngủ bù. Đường Thanh đưa tay vuốt ve cái cằm ram giáp của Trương Khác, cơ thể còn mẫn cảm hết sức, phải kẹp chặt đùi lại mới làm tên xấu xa động tác chậm lại đôi chút.
không ngờ rơi vào ma trưởng của bạn, đúng là được không bằng mất. Lúc này nghe thấy cửa phòng ngoài bị mở ra, chỉ có Địch Đan Thanh là có chìa khóa căn phòng này, tiếng giày cao gót vang vang trên nền đá cẩm thạch, Địch Đan Thanh khẩn trương ôm chặt lấy lưng Trương Khác, nói nhỏ. Không được nhúc nhích. Trương Khác càng lo để Địch Đan Thanh nghe thấy hơn cả Đường Thanh, áp cơ thể mềm mại ướt át của Đường Thanh phía dưới, không cho cô cử động, nhưng cái thứ kia vẫn cắm sâu trong cơ thể cô nàng, lo lắng, khẩn trương, càng làm dục vọng kích thích cao độ, tim hai người đập thình thịch, hơi thở phả vào mặt nhau nóng như lửa hỏa diệm sơn. Bên ngoài có tiếng Địch Đan Thanh lật xem tài liệu chốc lát rồi đi, có điều nghe ra được tiếng giày cao gót có chút do dự. Sau một phen ân ái thỏa thuê, Trương Khác trần truồng xuống giường kéo rèm cửa lên, để ánh sáng chan hòa ùa vào phòng, nheo mắt nhìn mặt trời, ước chừng khoảng 9 giờ rồi. Đường Thanh kéo chăn che cơ thể, bị ánh sáng đột ngột làm chói mắt, một lúc sau mới thích ứng được, bên ngoài cửa là mặt biển xanh ngăn ngắt lấp lánh ánh sóng, hôm nay là một ngày đẹp. Trương Khác và Đường Thanh tắm rửa vội vàng, tùy tiện kiếm mấy thứ lót dạ, rồi xuống hội trường chính xem triển lãm điện tử. Triển lãm điện tử Hong Kong mùa thu là triển lãm điện tử quy mô lớn nhất châu Á, khi Trương Khác và Đường Thanh tay trong tay đi tới thì triển lãm đã đông nghịt người rồi. Có rất nhiều người Âu Mỹ ăn mặc cầu kỳ, vẻ mặt trang trọng, ở cửa là nhân viên triển lãm phát tờ rơi, có cả nhân viên tuyên truyền của Ái Đạt trong đó, sự vụ triển lãm giao hết cả cho bộ phận thị trường và công ty hải ngoại làm rồi, buổi sáng ngoại trừ đưa Đường Thanh đi chơi, Trương Khác chẳng có việc gì để làm. Trần Tín Sinh, Tô Tân Đông cũng chỉ bỏ thời gian tới xem qua loa sản phẩm kỹ thuật mới công ty khác đưa ra, còn chuyện cụ thể của công ty thì không hỏi tới, chuyện hợp tung liên hoành ẩn sau màn mới là sân khấu cho bọn họ thể hiện. Thời gian nhàn nhã của Trương Khác ở Hong Kong cũng không nhiều, lịch trình trước khi rời Hong Kong vào buổi chiều ngày mai an bài chặt chẽ, có điều một số hoạt động có thể đưa Đường Thanh đi cùng, không tới mức làm cô cảm thấy bị lạnh nhạt. Sáng tạo luôn là chủ đề vĩnh hằng của triển lãm điện tử, các doanh nghiệp lớn thường thích mang thành quả kỹ thuật của mình ra lấp đầy mắt của người tham quan và truyền thông. Đem so với khu triển lãm của các cự đầu hải ngoại, khu triển lãm của Ái Đạt mặc dù có vị trí cực tốt, trang trí bắt mắt, nhưng thứ có thể mang ra, khoe, lại hết sức có hạn. Những sản phẩm điện tử tiêu dùng Sony, Panasonic, Samsung mang tới triển lãm có thể nói là rực rỡ đủ loại, màu sắc rực rỡ. Sony cũng không phải không có chút cảnh giác nào với trận doanh DMP, trong lần triển lãm này đưa ra liền mấy loại máy nghe nhạc cầm tay, có cả máy MD mang công năng radio kỹ thuật số. Trương Khác hiểu rất rõ điểm yếu của doanh nghiệp điện tử Nhật Bản, Sony thà phát sản phẩm cũ, chứ không cúi đầu xưng thần trước kỹ thuật flash memory của Toshiba, thái độ bảo thủ ngạo mạn này không phải một vài nhân viên quản lý có tầm nhìn xa là có thể xoay chuyển được, kiều binh thất bại, cứ thế tương lai xí nghiệp Nhật không còn nhiều nữa. Ngược lại lúc này Samsung trông có vẻ chưa đủ hùng mạnh lại hết sức linh hoạt tích cực, càng làm người ta dè chừng sợ hãi hơn. Sắp mang tới triển lãm điện tử kỹ thuật tinh thể lỏng LCD Display, đời thứ tư của bọn họ, Panasonic trưng bày thành quả mới nhất của họ ở lĩnh vực ly tử thể Plasma Display, còn Toshiba và Sony thì tập trung lực lượng vào kỹ thuật xạ tần Radio Frequency Display. Trương Khác đương nhiên hiểu rõ thị trường kỹ thuật độ nét cao tương lai sẽ lựa chọn trận doanh nào. Đáng tiếc lúc này tất cả là thiên hạ của doanh nghiệp Nhật Hàn, mà người ta thì không thích cho cầm hồ chơi cùng. Trương Khác chỉ có thể hy vọng các doanh nghiệp Hàn có kỹ thuật LCD bị tổn hại trong cơn bão tài chính này nghiêm trọng thêm một chút. Chương 947, xuống dốc. Phòng thị trường sẽ chuyên môn phái người đi thu thập tình báo sản phẩm mới, kỹ thuật mới, còn Trương Khác và Đường Thanh chỉ chọn những thứ mình hứng thú để tham quan, trong khu triển lãm đủ mọi thứ đổ bắt mắt. Chẳng cảm thấy thời gian trôi đi, thoáng một cái đã tới trưa rồi. Trương Khác và Đường Thanh trở về khách sạn dùng cơm, Tiêu Tấn Thành cũng tới báo cáo tình hình tiếp xúc với các khách hàng Âu Mỹ. Lúc này ePlayer và USB của Cẩm Hồ có không gian giảm giá rất lớn, nhưng không vội giảm giá thúc đẩy doanh số, với thị trường hoàn toàn mới như châu Âu, Bắc Mỹ so với giảm giá, chẳng bằng để lại không gian lợi nhuận cho nhà phân phối. Toshiba đã có hệ thống tiêu thụ hoàn chỉnh. Tất nhiên không cần tới mánh vặt lấy lòng nhà phân phối, Cẩm Hồ lại là khuôn mặt mới lạ, cần phải có nhà phân phối giúp đỡ mở cảnh cửa thị trường, nhân tố quyết định là phải xem sản phẩm của Cẩm Hồ có thể đem lại cho bọn họ đủ không gian lợi nhuận không. Kỹ thuật DMP bắt nguồn từ Ái Đạt, chất lượng sản phẩm không hề kém hơn của Toshiba, CQ, nhà phân phối lại có được lợi nhuận cao gấp mấy lần so với hai công ty kia, nên bọn họ chọn lựa thế nào là điều dễ thấy. Ước hẹn với ngài Mặc chỉ có 3,5 tháng,
muốn trong thời gian này mở toang được cánh cửa vào thị trường châu Âu, Bắc Mỹ là rất khó khăn, nhưng dùng để lập nên hệ thống tiêu thụ thì không cấp bách lắm. Trong nhà ăn gặp được Cương Thôn Mộc, thái độ của ông ta gượng gạo hơn hôm qua, Trương Khắc thầm nghĩ các buổi sáng ông ta gặp Trần Tín Sinh đã được biết cái giá bên này đưa ra, phải trả 40 triệu đô la Mỹ cho 20% cổ phần mạng âm nhạc trực tuyến toàn cầu, cho nên trong lòng ít nhiều không thoải mái lắm. Buổi chiều được Diệp Kiến Bân và Mã Văn Cử giới thiệu, Trương Khắc gặp mặt Lý Diệu Hoa, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Cửa cảng Singapore. Cuộc đàm giữa Hải vận Nam Dương và Thương vụ Cẩm Hồ với Tập đoàn Cửa cảng Singapore đã được 3 tháng rồi. Trong 2 tháng vừa qua, tập đoàn này đã 3 lần phải người tới Tân Đình tiến hành khảo sát đo đạc, chứng thực đảo Đông Sơn có điều kiện tốt để xây cảng nước sâu. Chuyến này Lý Diệu Hoa tới Tân Đình là để ký kết hiệp nghị ý hướng hợp tác, từ Singapore không có chuyến bay trực tiếp tới Kim Sơn, đành trung chuyển ở Hong Kong, nhưng phải đợi tới sáng mai mới có chuyến bay đi Kim Sơn. Trương Khắc chiều mai bay về kiến nghiệp, cũng không có ý định tới Kim Sơn tham dự nghi thức ký kết, tất cả còn phải đợi công văn phê duyệt của Quốc vụ Viện, khả năng sẽ mất 1-2 tháng. Bữa tiệc tối do Diệp Kiến Bân, Mã Văn Cử tiếp đãi Lý Diệu Hoa, Trương Khắc về khách sạn Vạn Lệ, y còn phải ăn cơm với Delphessi. Tới khách sạn, thấy thời gian còn sớm liền cùng Đường Thanh đi dạo quanh khu triển lãm thêm một vòng nữa. Năm 98, xí nghiệp trong nước cũng tổ chức phái đoàn tham gia triển lãm điện tử Hong Kong, có điều vị trí ban quản lý dành cho xí nghiệp trong nước là gara ô tô cải tạo tạm thời, vị trí khá xa. Trương Khắc và Đường Thanh đặc biệt rẽ qua xem, rất nhiều người tới triển lãm không chú ý tới lối rẽ nhỏ hẹp này, vì nó ở góc gần nhà xí, lại tối om om, nếu không có Địch Đan Thanh dẫn đường, Trương Khắc mò ra được mới gọi là giỏi. Xí nghiệp trong nước kêu ca rất nhiều. Địch Đan Thanh kể tình hình xí nghiệp trong nước tham gia triển lãm. Còn định liên hiệp lại tới nói chuyện với ban quản lý. Ánh sáng ở khu triển lãm cũng không tốt, lưu lượng người cực ít, bị ném vào cái góc thế này, đúng là bất công, tuy Hong Kong trở về đã được hơn một năm, nhưng vẫn còn rất nhiều thành kiến giữa hai bên. Trương Khắc bảo Địch Đan Thanh. Chị gọi điện cho người phụ trách triển lãm của Cẩm Hồ, cố gắng hỗ trợ cho họ. Cát Ấm Quân từ phía trước đi tới. Hắn nhìn thấy đám Trương Khắc trước, quay đầu đi, ngay dũng khí nhìn vào mặt Trương Khắc cũng không có. Triển lãm điện tử giống triển lãm mậu dịch, Cát Ấm Quân xuất hiện ở đây không có gì là lạ, hắn né tránh bên này càng không lạ. Địch Đan Thanh quay đầu lại, thấy Cát Ấm Quân đang rảo bước cùng nhân viên đi theo nhanh chóng rời khỏi chỗ này, hỏi Trương Khắc. Ủy ban chứng khoán Hong Kong chính thức điều tra điện tử ra tín được vài ngày rồi, cậu đoán sẽ có kết quả gì? Nộp tiền phạt ký hiệp nghị hòa giải ngừng điều tra tập đoàn Gia Tín. Trương Khắc cười nhạt. Lựa chọn cho bọn chúng không nhiều. Năm ngoái bọn chúng đem nghiệp vụ thua lỗ 200 triệu của City Hải Ngoại Khoa Vương chuyển vào công ty chứng khoán. Năm nay tiếp tục lỗ hơn 100 triệu. Cha con chúng phải nộp phạt ít nhất gấp đôi số này. Không biết gia sản cha con chúng còn dư giả được như thế không? Chưa nói thời huy hoàng của Cát gia, tài sản riêng cha con Cát Minh Tín vào thời đỉnh cao phải hơn 15 tỷ. Ngay cả hiện tại tài sản cũng hơn 4 tỷ, nhưng số tiền này tồn tại dưới hình thức cổ phần. Trương Khắc tin rằng tài sản trong tay cha con Cát Minh Tín đã cực kỳ hữu hạn rồi, Trương Khắc cũng là người có tiền, trong nước phú hào giàu ngầm hơn y chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng tài sản của y cũng chủ yếu là cổ phần ở Cẩm Hồ. Cho dù y rất thích xe, vì tránh thuế cùng tiện quản lý, mỗi năm mua xe cho mình đều lấy danh nghĩa công ty, tài sản cá nhân ngoài Cẩm Hồ cộng lại khả năng chỉ có 10, 20 triệu mà thôi. Trương Khắc thường đùa với Đỗ Phi đừng vay y tiền, bởi vì nhiều khi trong ví của y chẳng có lấy một xu. City Hải Ngoại Khoa Vương là công ty tư nhân do Cát Ấm Quân đăng ký, nếu nộp phạt chỉ có thể do cha con chúng móc túi ra nộp, khoản tiền lớn như thế, phải bán cổ phiếu tập đoàn Gia Tín đi mới có đủ. Cổ phần hai công ty trên thị trường chứng khoán chủ yếu nhất của tập đoàn Gia Tín đều đang lay lắt, cha con bọn chúng muốn bán được cái giá tốt khó hơn lên trời. Trương Khắc gõ tay lên trán, nói với Địch Đan Thanh. Ở Hong Kong hẳn không ít người nhắm vào tập đoàn Gia Tín, tiếp theo chắc là đến lúc bọn họ biểu diễn rồi. Chắc vậy. Địch Đan Thanh cười, nghĩ đúng là tưởng đổ mọi người đua nhau đẩy, Cát gia coi như hoàn toàn xuống dốc rồi, lúc này tài sản trong tay Tôn Thượng Nghĩa cả trong tối lẫn ngoài sáng cũng tới 3, 4 tỷ. Bữa tối với Delphessi có Liễu Chí Thanh từ kiến nghiệp bay sang tham gia, cùng Trần Tín Sinh, Chu Chính Thánh Tổng Giám Đốc Ty Trung Quốc, trong phòng bao yên tĩnh trang nhã chỉ có 5 người. Thích hợp chuyện trò. Đường Thanh cùng Địch Đan Thanh, Thịnh Hạ đi dạo phố đêm rồi. Ly đầu tiên vì thành công của Trung Tinh Vi Tâm. Delphessi quen Trần Tín Sinh hơn 10 năm,
biết Liễu Chí Thành từ lâu, chẳng lạ gì Trương Khác, không có người ngoài, hắn không giữ vẻ mặt nghiêm túc như bình thường. Tiếng Trung của Delphi rất xuất sắc, trên bàn ăn mọi người đều dùng tiếng Trung nói chuyện. Chế tạo thành công chip 0.35 micron với sản nghiệp điện tử trong nước mà nói là sự kiện trọng đại mang tính cột mốc, xứng đáng nâng ly đầu tiên vì nó. Trương Khác nhìn Liễu Chí Thành, Cẩm Hồ và Ti đều là cổ đông chủ yếu của Trung Tinh Vi Tâm, chỉ có điều Cẩm Hồ không trực tiếp nắm cổ phần, lời này của Delphi cần Liễu Chí Thành đáp. Tôi vừa tới Hong Kong thì được nghe trên triển lãm lần này, Ti đưa ra sản phẩm hoàn thiện dùng chip 0.13 micron. Liễu Tấn Thành hỏi. Ti chắc sẽ mau chóng đưa công nghệ này đi vào sản xuất. Tính theo Tết Trung Quốc thì an bài vào năm sau. Ngày mai sẽ có phóng viên hỏi câu này trên cuộc họp báo, Delphi chẳng giấu giếm. Tôi không nghe nói Ti có kế hoạch tăng thêm nhà máy mới, tăng thêm đơn đặt hàng sản phẩm kỹ thuật mới, nếu không mở rộng quy mô nhà máy, vậy Ti có theo thông lệ cũ đem kỹ thuật thấp hơn giao cho doanh nghiệp khác làm thay không? Liễu Chí Thành tha thiết hỏi, kỹ thuật thấp của Ti là kỹ thuật tiên tiến của Trung Tinh Vi Tâm. Câu này thật khó trả lời, dù sao hiện giả sản phẩm dùng công nghệ mới chưa nhiều. Delphi đáp qua loa. Chương 948, một người không ngờ tới. Trần Tín Sinh làm Tổng Giám đốc Ti Trung Quốc thời gian dài, cho nên rất rõ truyền thống của Ti. Tiếp theo đây Ti sẽ dần dần chuyển giao sản phẩm 0.25 micron cho nhà máy khác làm thay. Trung Tinh Vi Tâm cũng có khả năng được tiếp nhận công nghệ này. Trung Tinh Vi Tâm vừa thí nghiệm sản xuất chip 0.35 micron thành công lại nhắm ngay vào kỹ thuật tiên tiến hơn, trong mắt người khác có lẽ hơi nóng vội, nhưng trong lòng Liễu Chí Thành không quên sự thực, các công ty khác cho bọn họ thời gian từ từ phát triển sao. Trừ Ti ra, Liễu Chí Thành còn đặt hy vọng lên điện tử thế tân Singapore. Delphi lại cảm thấy vừa rồi trả lời quá trực tiếp, đổi đề tài khác nói với Trương Khác. Nhân viên nghiên cứu Cẩm Hồ chỉ dùng thời gian chưa tới nửa năm đã hấp thụ được kỹ thuật flash memory của Toshiba, đúng là làm người ta bất ngờ, không giấu mọi người, trước đó tôi cho rằng Cẩm Hồ còn tốn rất nhiều thời gian mới nắm hết được kỹ thuật này. Điều này đã là gì, không có kỹ thuật chế tạo tinh viên tiên tiến hơn, chúng tôi muốn tiến bộ ở kỹ thuật flash memory sẽ còn rất nhiều chông gai. Trương Khác mỉm cười nói, giữa xí nghiệp với xí nghiệp không có tình hữu nghị. Chẳng qua là hợp tác quen rồi thành một đà quán tính, mọi người đều liên quan tới nhau. Huống chi Ti có lợi ích nhất định ở Trung Tinh Vi Tâm. Trước kia đưa Ti vào làm đối tác chiến lược của Trung Tinh Vi Tâm chính là vì nhìn chúng thực lực kỹ thuật của Ti ở phương diện chế tạo tinh viên. Thế còn chưa là gì. Giám đốc Chu còn kêu ca với tôi, nói các sinh viên đại học tốt nghiệp ở Trung Quốc bị Cẩm Hồ chiêu mộ hết mất rồi, đặc biệt là các thạc sĩ. Delphi hỏi. Nghe nói các vị còn vươn tay tới các trường đại học Hong Kong. Làm gì tới mức đấy? Trần Tín Sinh lắc đầu. So với các xí nghiệp ngoại thì Cẩm Hồ chúng tôi chẳng có ưu thế tuyển mộ nhân viên, tuyển người ở Hong Kong chỉ là được nhờ khảo sát năng lực vài tiến sĩ thôi, tôi tới Hong Kong cũng là để tham gia khảo sát này. Delphi cười, có thể để Trần Tín Sinh đích thân ra mặt phỏng vấn, mấy tiến sĩ này xem ra rất được coi trọng, nói. Về việc phía các vị hứng thú với kỹ thuật chế tạo chip 0.25 micron, tôi sẽ nghiêm túc tiến cử với ngài Inzibus. Tối hôm nay chỉ đợi mỗi câu này của Delphi thôi. Trương Khác trở về kiến nghiệp, ngày 12 tháng 11 chính là ngày kiến nghiệp tổ chức lễ hội tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp trường cao đẳng đại học với quy mô lớn. Trừ các sinh viên chuyên ngành hữu hạn sư phạm, nông, lâm, mục gia thì tuyệt đại đa số sinh viên tốt nghiệp bị đá ra chợ người tự tìm công tác. Lễ hội tuyển dụng lớn thế này kiến nghiệp mới tổ chức lần đầu, không náo nhiệt bằng 10 năm sau tới 2-30 vạn sinh viên tốt nghiệp chen đổ cả cổng sắt nơi tổ chức. Năm 98, sinh viên đại học, đặc biệt là sinh viên trường xung quanh Yến Quy Hồ đều rất có giá, cho dù đại đa số bị đẩy ra ngoài tự do chọn việc, nhưng trên những khuôn mặt trẻ trung chẳng hề có sự sợ hãi bất an, Trương Khác thì nghĩ chỉ tới nửa năm nữa sẽ có rất nhiều cô gái xinh đẹp không còn ở trường nữa, thật là đáng tiếc. Trương Khác cũng đặc biệt tới góp vui, trưa ngày 13 vừa từ phòng đọc sách của thư viện ra, Trương Khác bất ngờ gặp một người y không nghĩ tới cũng tham gia lễ hội tuyển dụng của Đại học Đông Hải. Đường Trung mặc một bộ đồ tây chất liệu rất kém, tay cầm bộ hồ sơ từ nhà thể dục đi ra, thần sắc có chút chán trường, Trương Khác thấy thế cười thầm, làm nhị thế mười mấy năm, hiện giờ được nếm thử cuộc sống dân thường, chắc chắn khổ sở lắm. Tháng 6, tập đoàn tội phạm do anh em Đường Anh Bồi, Đường Anh Dục cầm đầu bị bắt trọn ổ, trong đó bao gồm cả bí thư, thị trường, bí thư kỷ ủy của Trương Châu cũng bị bắt, có thể nói là vụ án chấn động toàn quốc hiếm có trong những năm gần đây.
Nhân viên của Mitsui liên quan tới vụ án 515 đều đã bị đuổi về nước, nhưng đám tham quan ô lại cùng gian thương trong nước thì không có được hưởng thụ dễ chịu đó. Khi Thượng Học Nghĩa còn tại chức, vụ án đã được Tòa án Nhân dân khu Nam Hồ thành phố Kim Sơn thẩm lý xong, can phạm chủ yếu đều bị phán tử hình hoãn thi hành, anh em Đường Anh Bồi không phục phán quyết nộp đơn kháng cáo, nhưng bọn chúng không ngờ đợi mình là Từ Học Bình càng quyết tâm dùng bàn tay sắt chỉnh đốn lề thói. Trong luật pháp Trung Quốc có hình phạt tử hình hoãn thi hành 2 năm, trong 2 năm đó sẽ cưỡng bức lao động và xem xét lại có tử hình không. Đương nhiên, mặc dù Từ Học Bình quyết tâm giết mấy tên tham quan ô lại lập uy, có điều lúc này áp lực các phương diện tràn tới. Các quan viên ngã ngựa ở Trương Châu được xử sau khi Từ Học Bình nhậm chức, nhưng ông vừa tới Giang Nam, không thể gây ảnh hưởng tới hệ thống chính pháp tương đối độc lập, đặc biệt hệ thống chính pháp phía dưới lập nên một mạng lưới chẳng chịt, trong thời gian ngắn không thể xé rách được. Trong lần xử đầu tiên, Bí thư Thành ủy Trương Châu bị phán hình phạt cao nhất tử hình hoãn thi hành, đám quan viên ngã ngựa đều phục tùng phán quyết không kháng án nữa, chuyện đành cho qua như thế. Anh em Đường Anh Bồi lúc này nhất định sẽ rất hối hận vì nộp đơn kháng cáo, vì những kẻ bọn chúng cắn được đã bị dính vào vụ án hết rồi. Lần xét xử thứ hai do Tòa án Kim Sơn tiến hành vào hạ tuần tháng 11, chờ đợi bọn chúng không phải là vận mệnh lạc quan như chúng nghĩ. Tập đoàn phạm tội Đường Thị đã tan rã, thành viên chủ yếu đều bị xử nặng trong lần xét xử thứ nhất. Anh em Đường Anh Bồi ngông cuồng quen rồi, trước khi vào tù chẳng có ý nghĩ chuyển tài sản đi, tài sản kiếm được do phạm tội bị tịch thu sạch sẽ. Đường đại thiếu gia trước kia không tiếc ngàn vàn lấy lòng Hà Huyền tất nhiên cũng rơi từ trên mây cao xuống đất phải đi tìm việc kiếm sống. Trương Khắc cứ tưởng Đường Trung rời đời ít sư phạm rồi, không ngờ lúc này hắn lại mang hồ sơ tới lễ hội tuyển dụng kiếm việc làm. Đường Trung cũng nhìn thấy Trương Khắc, mắt lóe lên tia thù hận, quay mặt đi, cùng bạn học vào nơi tuyển dụng theo lối khác. Trương Khắc nhìn thấy ánh mắt độc địa, sắc mặt âm u của hắn, thầm nghĩ, chẳng lẽ thằng khốn này còn chưa dứt ảo tưởng với Hà Huyền. Xem ra phải nhắc cô ấy cẩn thận một chút, lại thấy vẫn có mấy sinh viên theo đuôi hắn, không ngờ trong nhà xảy ra biến cố lớn như vậy mà hắn có thể che giấu được bạn học, không phải là kẻ đơn giản. Buổi chiều Trương Khắc theo thông lệ tới thư viện ôn bài, hoàng hôn đến 1978, nhắc tới Đường Trung với Hà Huyền đằng sau quầy ba. Hắn à! Ấn tượng của Hà Huyền về Đường Trung có hơi mơ hồ rồi. Từ sau lần bạn lừa hắn đập đồng hồ thì tôi không thấy hắn nữa, cũng lâu lắm rồi mà. Cũng khoảng hơn nửa năm rồi. Trương Khắc suy nghĩ nói, đợi ít sư phạm nói lớn cũng không lớn, nhưng trong trường gần 2 vạn giáo viên sinh viên, nếu không phải cố ý chờ đợi, muốn ngẫu nhiên gặp một lần cũng khó, nếu đã thế Trương Khắc không nói thêm gì, để Hà Huyền khỏi lo. Trương Khắc thích không khí trong thư viện, có lẽ do thích cảm giác êm đềm ngồi cạnh Trần Phi Dung, chỉ cần không có chuyện gì thì quá nửa là y sẽ giúp vào thư viện, gần đây tài liệu cần đọc cũng nhiều, nên mấy ngày liên đều ở trong thư viện. Thư viện The S Đông Hải là thư viện đóng cửa muộn nhất trong các trường xung quanh, nhưng cũng dọn dẹp trước 9 giờ 30 tôi, Trương Khắc và Trần Phi Dung luôn đợi tới giả đóng cửa mới rời thư viện. Trương Khắc kẹp tài liệu vào nách đưa Trần Phi Dung về ký túc xá trước, đường về vòng qua núi Hợp Hoan, mặc dù tiết trời dần chuyển lạnh, trong bụi cây vẫn còn rất nhiều côn trùng kêu râm ran, không thiếu đôi tình lữ lên núi âu yếm. Chương 949, biến cố đột ngột. Nhìn thấy một đôi nam nữ nắm tay nhau lên núi. Nhìn bóng lưng giống Tịch Nhược Lâm và Mông Nhạc, Trương Khắc không muốn quấy rầy hai bọn họ, Trần Phi Dung cũng thế. Đột nhiên Trương Khắc cười nói. Cẩm Hồ tài trợ cho trường làm công trình chiếu sáng núi Hợp Hoan, Mông Nhạc miệng không nói gì, nhưng trong bụng nhất định chửi Cẩm Hồ lắm chuyện. Trần Phi Dung cũng biết cái tên núi Hợp Hoan do đâu mà có, đôi lứa rơi vào biển tình chỉ muốn trốn vào những chỗ càng tối càng tốt, ngọn núi này có thêm ánh đèn rực rỡ sẽ làm cảnh sắc ban đêm trong trường càng thêm mê người. Nhưng chắc chắn không được đôi nam nữ yêu nhau thích gì. Trần Phi Dung mặt đỏ hồng, vờ như không hiểu ý Trương Khắc, chẳng đáp lời y. Trương Khắc cười tủm tỉm, y chỉ không muốn trên núi Hợp Hoan có chuyện cưỡng bức gì đó xảy ra, cũng không muốn hội sinh viên ban đêm rảnh rỗi tới rình mò phá đám những đôi uyên ương, thôi thì cứ để những đôi tình lữ đó oán hận vậy. Trần Phi Dung ăn mặc có hơi phong phanh, cảm thấy lành lạnh, nhưng cô tuyệt đối không muốn Trương Khắc cởi áo khoác ra khoác lên cho mình. Giống như có một giới tuyến rõ ràng vạch ra giữa hai người, những ngày Trương Khắc ở kiến nghiệp, có thể cùng y đọc sách trong thư viện, buổi tối để y đưa về ký túc xá là đủ rồi, cô không cho mình có suy nghĩ xa hơn, tuyệt đối không, dù chỉ là trong ý nghĩ. Đi tới sân tennis trước ký túc xá, còn có rất nhiều người đang chơi, Trần Phi Dung vừa mới xuất hiện,
tức thì có anh chàng ngơ ngẩn bị bóng tennis đập vào mặt. Đúng lúc có hai cô bạn cùng phòng trở về, Trần Phi Dung vẫy tay tạm biệt Trương Khác, định cùng hai cô bạn vào ký túc xá, nhưng Trương Khác vừa quay đi, hai cô bạn một trái một phải kẹp tay Trần Phi Dung quay lại, ngây ngất nhìn bóng lưng cao gầy của Trương Khác. Anh ấy ngày nào cũng đưa bạn về, sao cả hai chẳng có tiến triển gì vậy? Nhìn bóng lưng anh ấy thôi cũng thật đẹp, suốt ngày hai người quấn lấy nhau, bạn không thấy thèm à? Nói lung tung, bọn mình là bạn, không có chuyện bậy ba như các bạn nghĩ đâu, bọn mình chỉ cùng đọc sách trong thư viện thôi. Trần Phi Dung kéo hai cô bạn đi, nếu để Trương Khác nhìn thấy bộ dạng mê trai của họ thì thật xấu hổ. Bạn cho rằng trên thế giới này có quan hệ bạn bè khác giới thuần khiết sao? Một cô bạn nói rất nghiêm túc, còn bẹo má Trần Phi Dung. Bạn xinh đẹp thế này đến mình còn muốn cắn một cái. Còn chưa thôi à, đầu óc các bạn đều xấu xa cho nên mới thế. Trần Phi Dung phản bác, nhìn bóng lưng Trương Khác dần rời xa, phải thừa nhận y rất thu hút các cô gái. Nếu bọn mình hẹn bạn ngày mai đi dạo phố, không cho bạn tới thư viện đọc sách nữa, liệu bạn phải miễn cưỡng đồng ý không? Cô bạn khác nhìn vào mắt Trần Phi Dung chằm chằm, muốn nhìn ra sơ hở gì trong đó. Được thôi, ngày mai mình cũng muốn đi mua sắm. Trần Phi Dung cười tính quái. Các bạn muốn thăm dò gì hả, có muốn mình giới thiệu Trương Khác cho mới cam tâm à? Ôi, mình và anh ấy gặp nhau 3 lần rồi, ánh mắt anh ấy dừng trên mặt mình chưa bao giờ quá 0.3 giây. Bạn nghĩ trái tim tuyệt vọng của mình còn có hy vọng gì sao? Cô bạn đó u oán nói. Đừng làm như oán phụ đói khát ấy, tối qua mình thấy bạn cùng Trần Hiểu Toàn trên núi Hợp Hoan, đèn sáng như thế, hai người kiềm chế một chút có được không hả? Cô bạn còn lại bóc mẽ không thương tiếc, cô bạn kia tức thì hùng hồ nhảy tới làm bộ muốn xé miệng, hai cô gái quấy lấy nhau cười đùa. Trần Phi Dung mới nhớ lại lời Trương Khác, chính vì thế công trình chiếu sáng núi Hợp Hoan của Cẩm Hồ làm không ít người căm hận. Đợi tới khi bóng lưng y hoàn toàn biến mất mới quay về ký túc xá. Trương Khác không hề hay biết bị ba cô gái thì thầm sau lưng hồi lâu, y lững thững đi ra ngoài cổng trường, mặc dù mấy trăm mét ngoài ngõ học phủ đang chìm vào cuộc sống ăn chơi về đêm sôi động, nhưng sắp tới giờ ký túc xá tắt đèn, trên đường gần cổng đã không còn ai đi lại nữa. Mấy ngọn đèn đường phía trước đều đã tắt, cả tòa nhà phía bắc chung cư thanh niên còn trống nên không có ánh đèn, cây cối lại tùm, nên đường tối om om. Trương Khác ban đầu chẳng nghĩ, định bụng qua phòng bảo vệ nhắc họ một tiếng, đi tới gần thấy dưới cột đèn có mảnh vỡ, Trương Khác nhíu mày ngẩng đầu lên, đèn bị người ta ném vỡ, còn chưa kịp nghĩ gì thì đột nhiên cảm giác có người từ sau lưng xông tới. Trương Khác vừa mới lấy di động trong túi ra bấm số thì nghe thấy đằng sau có người quát. Muốn chết, cổ tay liền bị kẻ đằng sau đá trúng, di động rơi sang một bên, Trương Khác quay đầu nhìn, có hai tên thanh niên mặt mày hung dữ. Đang định co cẳng chạy thì trong bụi cây phía trước lại có hai người nữa xông ra, tay cầm dao bấm, chặn đường lui của y. Bọn chúng chọn đoạn đường này, từ phòng bảo vệ không nhìn thấy được gì, Trương Khác bị dồn vào góc chết đường chung mới đi ra, nhặt di động lên, kiểm tra số, ném cho một tên thanh niên. Không sao, nó chưa kịp bấm số, chỉ mới ấn một phím. Trương Khác suýt không nhìn được muốn nhắc đường chung một câu, cái di động này của y chỉ cần bấm một nút là có người tới. Tao không muốn làm kẻ địch của mày, cũng không muốn làm gì mày. Đường Trung ánh mắt dữ tợn, giọng khô khốc, còn hơi run run. Nhưng tao nói cho mày biết, nếu ba tao chú tao chết rồi, tao không còn gì nữa, chắc mày biết người mất tất cả thì cái gì cũng có thể làm ra được. Hai tên thanh niên cầm dao bấm ép Trương Khác vào một góc, hai tên khác đứng xa xa, để phòng có người đi qua phá hỏng hành động của bọn chúng. Trương Khác thực sự muốn hỏi Đường Trung là học câu này từ đâu ra, trong phim sao? Y bình tĩnh nhìn khuôn mặt Đường Trung, thắc mắc vì sao hắn biết tất cả chuyện xảy ra sau lưng, đáng lý ra không ai đem nội tình Cẩm Hồ ra nói cho hắn biết. Đường Trung chỉ là con chó nhà tang mà thôi, lại không có khí phách của kẻ vong mạng, không có chút giá trị lợi dụng nào, chẳng lẽ hắn nghĩ lấy dao ép mình ở đây là có thể cứu mạng cho Đường Anh Bồi, Đường Anh Dục. Nếu thế thì quá ngây thơ rồi. Trương Khác chẳng thèm phí nước bọt với hắn, nhưng đoán được hắn lấy dũng khí từ đâu ra. Có lẽ mấy ngày qua tham gia tuyển dụng bị cái gì đó kích thích. Anh em Đường Anh Bồi trong lần xét xử thứ hai này nếu như từ phán tử hình hoãn thi hành sang tử hình lập tức, với Đường Trung mà nói là khác nhau hoàn toàn. Nếu là tử hình hoãn thi hành thì đám thế lực tàn dư của Đường gia Trương Châu còn có thể che chở cho hắn một chút. Trương Khác dùng khóe mắt liếc nhìn bốn tên thanh niên, có vẻ không chuyên nghiệp lắm, trước khi đám Phó Tuấn tới, y cũng không ngu xuẩn tới mức có hành động gì gây hấn.
chỉ cần kéo dài 5-3 phút là đủ rồi, bình tĩnh nói. Tôi thì làm được cái gì, nếu như làm thế này có hiệu quả thì các người đi tìm thẩm phán ấy. Y vừa nói vừa thầm tính thời gian, nghĩ xem nếu quá 3 phút không ai tới có nên đuổi việc hết đám vệ sĩ không, còn cổ phần Khích Lệ Phó Tuấn và Mã Hải Long năm nay cũng bỏ hết. Cái gì tao cũng làm được, mày đừng ép tao. Đường Trung tiến lên một bước tóm lấy cổ áo Trương Khác, miệng nồng nặc mùi rượu. Trương Khác quay đầu đi. Mày muốn tao làm cái gì? Để lại cho ba tao chú tao một mạng, coi như chuyện hôm nay chưa bao giờ xảy ra. Đường Trung ngây thơ nói. Nếu không làm ma tao cũng không tha cho mày. Có người tới đấy. Một tên canh gác ở xa áp giọng xuống cảnh báo bên này. Trương Khác vừa định nhìn thì cầm bị tên bên trái bóp lấy, không bị mũi dao lạnh lẽo dí vào. Không được hô, hô lên tao đâm chết mày. Tên bên phải lạnh lùng uy hiếp. Nghe thấy tiếng giày cao gót quen thuộc từ hướng cổng trường truyền tới, Trương Khác biết ngay là Địch Đan Thanh, chắc cô vừa từ trung tâm nghiên cứu kinh tế Cẩm Hồ về. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 950, có những điều chẳng thể dự phòng được. Từ trường đi qua đây về chung cư thanh niên chỉ cần hơn 10 phút, Địch Đan Thanh thích không khí sân trường ban đêm, cũng có lẽ vì trong tiềm thức mong đợi đi qua sân trường có thể vô tình gặp Trương Khác. Nhưng thường ngày lại tìm mọi cách tránh giáp mặt y, hết sức mâu thuẫn. Trương Khác nghĩ Địch Đan Thanh hẳn là phải biết xử trí cục diện này ra sao, nhưng Trương Khác không thấy Địch Đan Thanh vừa nhìn thấy con dao dí vào hông y thì đã hoảng loạn rồi. Địch Đan Thanh vừa dừng chân lại, Đường Trung đã hung hăng đi tới rít lên. Đừng rước chuyện vào thân, xéo đi. Tôi bị trẹo chân, cậu bảo tôi đi làm sao được. Địch Đan Thanh cố ép mình không nhìn Trương Khác, tập tà tập tính đi qua bên đường. Nhíu mày như nhịn đau, đặt mông lên vỉa hè, hoàn toàn không chú ý tới dáng vẻ thục nữ, cúi người xoa cổ chân tựa hồ đau thật, tim đập như trống trận, nhưng cố chân áp sợ hãi trào dâng trong lòng, liếc nhìn Đường Trung một cái tựa hờn tựa trách, kéo ống quần lên, lộ ra bàn chân sáng bóng. Cậu nói xem tôi đi thế nào đây? Lại quay đầu nhìn đám Trương Khác, ra vẻ ngây thơ hỏi. Các cậu làm gì đấy, đánh nhau à? Có gì mà không xem được? Tên thanh niên khống chế Trương Khác nghe tuyệt sắc mỹ nữ hỏi thế, bất giác định thu dao lại, có điều hắn chưa ngốc đến thế, chỉ hơi thu lại một chút, lấy người che đi, không để Địch Đan Thanh nhìn thấy con dao mà thôi. Tên còn lại chưa nhận ra được tình thế, từ góc độ của hắn vừa vặn nhìn thấy khe vú Địch Đan Thanh khu cúi xuống bóp chân, nhưng trời tối, nhìn không rõ lắm, không nhịn được muốn đi tới một bước nhìn kỹ hơn. Đường Trung thì chẳng có tâm tình nào thưởng thức mỹ sắc, giơ chân đá Địch Đan Thanh một cái, hăm dọa. Con điếm, xéo đi, tao nói rồi, đừng chuốc họa vào thân. Mẹ thằng chó đẻ, mày dám đá bà à? Mày dám đá bà cho mày biết thế nào là hối hận chui từ bụng con điếm mẹ mày ra. Địch Đan Thanh đột nhiên phun ra những câu chửi thô tục làm người ta há hốc mồm, như mụ điên ôm lấy chân Đường Trung, húc đầu vào bụng hắn, tay cào lên mặt, còn há miệng ra muốn cắn vào mặt hắn. Hành động của cô hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Đường Trung, mặt hắn tức thì bị ào mấy đường máu. Vùng vẫy thế nào cũng không thoát được Địch Đan Thanh lao vào cắn xe như con thú dữ. Tên thanh niên đi tới nhìn trộm ngực cô tất nhiên ra tay giải vây cho Địch Đan Thanh, tóm lấy tóc cô kéo ngược lại đằng sau. Trương Khác cũng không ngờ Địch Đan Thanh có phản ứng này, khi cô bị túm tóc kéo sềnh sệch về đằng sau, đột nhiên vùng mạnh ra xoay người ôm lấy người tên thanh niên cầm dao khống chế Trương Khác, ra sức hét lên. Cậu mày chạy đi. Trương Khác lúc này mới hiểu cô liều mạng đổi cho mình một cơ hội chạy thoát. Lòng rung động, cái cô ngốc này. Y làm sao cũng không thể bỏ cô ở lại chạy thoát được, theo bản năng đạp vào hạ bộ Đường Trung đang định nhào bổ vào người Địch Đan Thanh, đá hắn ngã xuống đường, đưa tay tóm tóc tên thanh niên bị Địch Đan Thanh giữ lấy giật mạnh, ấn đầu hắn vào hàng giáo sắt. Hai bảo vệ đã từ tiểu khu đi tới, nhìn thấy bên này có động tĩnh, cũng chẳng để ý che giấu mục đích cứu người, quát lớn. Dừng tay, lập tức chạy thục mạng tới. Tên thanh niên ở gần bọn họ nhất địch giang tay ngăn lại bị một người tung chân đá lăn ra đất. Đường Trung dù sao cũng không có dũng khí liều mạng, thấy có người phát hiện, ý nghĩ đầu tiên có hắn là bỏ chạy, nhưng Trương Khác làm sao cho hắn chạy được, xông tới tóm lấy cổ áo đằng sau hắn, đấm thẳng vào gáy, bất chấp đau tay, tiếp tục đấm liền hai phát nữa, Đường Trung nổ đom đóm mắt không còn sức phản kích. Đột nhiên nghe thấy tiếng thét chói tai của Địch Đan Thanh đằng sau, quay đầu lại thấy tên nhìn trộm ngực Địch Đan Thanh vung dao đâm mình. Địch Đan Thanh lao người tới chắn trước mặt Trương Khác. Nhìn mũi dao nhọn hoắt đâm vào ngực Địch Đan Thanh, như có luồng hơi lạnh làm người y đông cứng,
theo bản năng ôm lấy người địch đan thanh ngã xuống, thấy kẻ kia rút dao ra đâm tiếp, đưa tay ra chặn, mũi dao đâm xuyên qua tay. Tên kia lại định đâm tiếp thì bị bảo vệ xông tới đầu tiên đá mạnh vào thắt lưng, cả người và dao va mạnh vào lan can sắt, đầu ngoẹo sang một bên, không rõ sống chết. Toàn thân Trương Khác run rẩy, chẳng hề cảm thấy bàn tay bị đấm trúng đau đớn, chỉ thấy máu tươi nong nóng từ ngực địch đan thanh tuôn ra ồng ộc, đưa tay bịt vào cũng không ngăn lại được, đầu óc trống rỗng, chỉ biết ôm lấy cô vào lòng, tay ấn lên vết thương, miệng lẩm bẩm liên hồi. Không, không, đừng, đừng. Phó Tuấn và hai bảo vệ khác mau chóng tới nơi, xe cấp cứu 5 phút sau hú còi chạy tới, Trương Khác cảm thấy như mấy tiếng trôi qua rồi, nhìn địch đan thanh mặt ngày một nhợt nhạt, đau đớn vừa sợ hãi, lái xe cấp cứu vừa xuống, chửi xối xả. Con mẹ lũ vô dụng làm ăn kiểu gì thế? Còn định giơ chân đá, may đám Phó Tuấn giữ lại, có người tới định băng bó vết thương cho y bị đẩy văng ra, chỉ tự tay ấn vết thương bàn tay, theo cáng lên xe cấp cứu, thầm cầu nguyện cho địch đan thanh, không để ý tới việc gì khác. Tới bệnh viện, chân chân nhìn theo địch đan thanh không rõ sống chết đẩy vào phòng cấp cứu, đầu óc Trương Khác mới khôi phục một chút, ngồi ngoài phòng cấp cứu, mắt lạnh lùng nhìn Phó Tuấn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Bác sĩ ở bên cạnh lấy kim khâu lòng bay gần như bị đâm xuyên qua của y, chẳng cảm thấy đau chút nào. Phó Tuấn rất đau đầu, Trương Khác đang trong cơn thịnh nộ, hắn chẳng thể giải thích cho mình. Sau khi Trương Khác truyền tín hiệu, bên phía bọn họ lập tức hành động, hai bảo vệ ở phòng bảo vệ tới hiện trường trước tiên, nhưng Trương Khác đã bị khống chế, thậm chí không thể tới gần làm kinh động đám đường chung. Phó Tuấn cách hiện trường hơi xa, hắn và hai vệ sĩ dùng tốc độ nhanh nhất tới nơi. Vốn có kế hoạch khống chế cục diện, nhưng không ai tính được phản ứng của địch đan thanh, vì giúp Trương Khác thoát hiểm mà liều mạng, khiến đám Phó Tuấn loạn thế trận. Hai bảo vệ tới trước tiên một người ở lại trông chừng Trương Khác, địch đan thanh và gọi xe cứu hộ, một người đuổi theo đám hành hung, Phó Tuấn tới muộn hơn một phút, cuối cùng chỉ bắt được bốn tên, một tên chạy thoát. Bị ánh mắt lạnh buốt của Trương Khác nhìn vào, làm Phó Tuấn cảm thấy mình phạm sai lầm lớn, gian nan báo cáo. Bắt được bốn tên. Một trong đó bị phế, một tên bỏ chạy, hiện đã giao cho cảnh sát. Trương Khác cố áp lửa giận trong lòng xuống, liên tục bảo bản thân phải bình tĩnh, không được chút giận lên người khác, quay đầu sang một bên, chẳng đáp lời Phó Tuấn. Đám Đỗ Phi, Tôn Tĩnh Mông cũng tới rất nhanh, Trương Khác cứ ngồi im không nói không rằng, mắt nhìn phòng cấp cứu không chớp. Chương 951, ngực to không phải là vô dụng. Đao đâm vào ngực không sâu lắm. Xuyên qua xương ngực thiếu chút nữa tổn thương tới tim, chảy máu hơi nhiều nhưng không phải đặc biệt nghiêm trọng, một lúc nữa sẽ tỉnh. Mọi người hiện có thể vào thăm, lát sau sẽ có y tá tới giúp chuyển sang phòng bệnh. Nghe bác sĩ nói như thế, thần kinh căng như dây đàn của Trương Khác mới nới lỏng ra, tức thì cảm thấy tay đau dữ dội, vừa rồi lúc khâu vết thương chỉ dùng lượng nhỏ chất gây tê, vốn hết tác dụng từ lâu, chẳng qua trước đó lo cho thương tích của địch đan thanh, đầu óc không còn nghĩ tới việc gì khác nên không thấy đau. Lúc này cảm giác được rồi, nhưng vẫn có thể chịu được. Tay phải đeo trước ngực, Trương Khác dùng tay trái vỗ vai Vệ Lan, nói. Không sao rồi, chúng ta vào thăm chị ấy đi. Vệ Lan khóc ngất đi tới mấy lần rồi, người ngoài không biết quá khứ của cô, không sao hiểu được tình cảm của Vệ Lan với địch đan thanh, ở mức độ nhất định có thể nói địch đan thanh là cột trụ tinh thần cho Vệ Lan. Lúc này người hay tin kéo tới bệnh viện rất đông, Trương Khác không muốn quấy nhiễu địch đan thanh đang hôn mê. Chỉ để Vệ Lan và Tôn Tĩnh Mông theo vào phòng cấp cứu. Thuốc mê chưa tan, địch đan thanh mắt nhắm nghiền, khuôn mặt mỹ lệ vì mất máu quá nhiều mà trắng bệch, nhưng thần sắc tĩnh mịch, không có vẻ đau đớn. Trương Khác nắm lấy bàn tay địch đan thanh, cảm thấy vẫn ấm áp mới yên tâm hơn một chút, hôn lên tay cô, đặt xuống dưới chăn, thì thầm. Ngốc lắm, tôi sao xứng để chị đỡ hộ nhát dao đó. Một lúc sau y tá tới chuyển địch đan thanh sang phòng bệnh đặc biệt, Trương Khác ở lại phòng bệnh. Địch đan thanh mặc dù vẫn chưa tỉnh lại, nhưng sắc mặt đã khiến người ta yên tâm hơn nhiều, lúc này Phó Tuấn vào nói Lục Văn Phu đã đợi ở bên ngoài rất lâu rồi. Trừ Lục Văn Phu ra còn có Liễu Chí Quân, Vương Duy Quân, Diêu Văn Thịnh cũng tới bệnh viện, kỳ thực Lý Viễn Hồ và La Quân lúc mới nghe tin liền chuẩn bị tới bệnh viện ngay, nhưng khi biết thêm tình hình chi tiết, Trương Khác chỉ bị thương ở tay, không nguy hiểm lắm nên không đích thân tới nữa, bảo Lục Văn Phu và Vương Duy Quân đại diện tới thăm. Tuy Trương Khác không sao, nhưng địch đan thanh còn chưa biết có vượt qua được hay không, bọn họ không tiện quấy rầy, kiên nhẫn đợi ở khu nghỉ ngơi của bệnh viện. Lúc này xác định được địch đan thanh không còn nguy hiểm tính mạng nữa, Phó Tuấn tất nhiên phải nhắc Trương Khác một tiếng, trừ những người đích thân tới bệnh viện,
còn có vô số điện thoại gọi tới, có cái Phó Tuấn có thể trả lời hộ, nói rõ tình huống là được, có cái cần Trương Khác đích thân gọi lại. Trương Khác gọi điện cho mẹ trước tiên, mới biết cha mẹ y đã trên đường tới kiến nghiệp rồi, nghe tiếng mẹ nghẹn ngào, chắc là lo lắm, có điều trên đường đi đã biết chi tiết sự việc, đã yên tâm hơn phần nào. Lúc này cũng đã phái xe đi đón cha mẹ Địch Đan Thanh. Tiếp đó là gọi điện cho Tạ Vãn Tình, Hứa Tư cũng ở đấy, nhưng cô nén lo lắng, không tới. Địch Đan Thanh không sao nữa, thái độ của Trương Khác liền hòa hoãn lại, không còn lạnh lùng như vừa rồi, bảo vệ Lan và Tôn Tĩnh Mông. Cả hai ở lại đây trông nhé, Đan Thanh tỉnh lại thì gọi em. Cùng Phó Tuấn đi ra phòng bệnh, qua chỗ dễ nghe thấy hai y tá trực đêm đang tán gẫu với nhau. Cô gái đó đẹp thật đấy, ngực lại to nữa, mà cũng may là ngực to, dao đâm qua có nó đỡ cho nên mới chỉ xuyên qua xương ngực một chút. Thấy Trương Khác và Phó Tuấn đi tới, hai cô y tá trẻ trốn trong góc nghị luận giật mình, thè lưới ra, tự biết lắm mồm gây họa vội vàng bỏ đi. Nghe thấy những lời này đúng là làm người ta dở khóc dở cười, nhưng chỉ cần Địch Đan Thanh không sao, Trương Khác cũng chỉ cười cho qua, tuy nghị luận thế này rất không tôn trọng người bệnh, có điều y so đo với họ mấy chuyện nhỏ này làm gì. Trương Khác đi tới khu nghỉ ngơi nói với đám Vương Duy Quân, Lục Văn Phu. Đêm hôm khuya khoắt thế này để mọi người phải lo lắng. Người không sao là được rồi. Lục Văn Phu chỉ cánh tay đeo trước ngực Trương Khác. Sao không vào phòng bệnh, cậu cũng không thể tùy tiện đi lung tung như thế, phải ở bệnh viện dưỡng thương cho khỏe hẳn tính. Trương Khác cũng biết hình tượng lúc này của mình trông rất thê thảm, ống tay áo của áo khoác lẫn áo sơ mi đều bị cắt đi, tay quấn băng đeo lủng lẳng trước ngực, quần áo vẫn còn dính máu, cười cho qua, hỏi. Bốn tên bị bắt kia giao cho cục công an thành phố hay chi cục khu? Vương Duy Quân biết Trương Khác hận đám người này thấu xương, đáp. Bí thư La sau khi biết tin đã hạ lệnh cho cục, yêu cầu ngay trong đêm điều động tất cả mọi lực lượng có thể truy bắt kẻ hiểm nghi trốn thoát kia. Nghe nói sở công an tỉnh cũng đã phái chuyên gia phối hợp truy bắt. Vậy tôi tới cục công an đợi tin. Trương Khác giọng nói bình tĩnh, vẻ mặt không có gì nghiêm trọng. Nửa đêm rồi còn kinh động tới mọi người thật áy náy quá, giờ không còn chuyện gì nữa, để hôm khác tôi tả tội với mọi người. Lục Văn Phu cũng hiểu cả đám bọn họ cùng Trương Khác kéo tới cục công an đợi tin sẽ khiến các đầu não cục công an chịu áp lực thế nào, tâm tình ra sao, nhưng Trương Khác kiên trì muốn tới đợi tin, ông ta và Vương Duy Quân cũng chẳng thể về nhà ngủ được, đành theo Trương Khác tới cục công an. Tâm tình Trương Khác lúc này bọn họ cũng hiểu, ai bị uy hiếm tới tính mạng, còn để cấp dưới bất chấp nguy hiểm đỡ cho một đao thì nổi giận là khó tránh, y càng bình tĩnh thì mới càng đáng sợ. Cao tầng Cẩm Hồ ở kiến nghiệp nghe tin cũng tới bệnh viện. Trương Khác bảo bọn họ về nghỉ ngơi hết. Đám Đỗ Phi, Mông Nhạc đều ở lại bệnh viện, đám Liễu Chí Thành, Thiệu Tâm Văn biết Trương Khác không sao, Địch Đan Thanh chưa tỉnh lại ngay được liền trở về, Thôi Quốc Hằng, Thôi Úc Mạn cũng tới bệnh viện hỏi thăm, giờ cũng đã về. Trương Khác ngồi ở cục công an đợi tin, bí thư chính pháp ủy thành phố Dư Khánh Lâm cũng chẳng thể nằm nhà đợi, nhận được điện thoại thông báo vội vã lên xe chạy tới cục. Tuy sở trưởng sở công an tỉnh Kim Quốc Hải không tới, nhưng Phó Bí Thư Chính Pháp ủy thành phố, Cục trưởng Cục Công an Trần Đức Bình lòng như có lửa đốt, Lục Văn Phu là đại biểu Lý Viễn Hồ, Vương Duy Quân bản thân là thường ủy thành ủy, đại biểu cho La Quân, Kim Quốc Hải còn trực tiếp phái chuyên gia phối hợp. Mấy vị tôn thần ngồi ở đây theo dõi nếu thời gian phá án kéo dài quá lâu, Trần Đức Bình biết mình chắc chắn không thoát được cái đánh giá, vô dụng, như thế sĩ đổ coi như xong. Trừ ra sức phái lực lượng bắt kẻ bỏ trốn, Cục Công an tích cực thẩm vấn ba tên bị bắt ngay trong đêm. Phải làm rõ xem đằng sau chuyện bọn chúng uy hiếp Trương Khác có âm mưu nào khác lớn hơn không. Còn một tên nữa, chính là tên dùng dao đâm Trương Khác và Địch Đan Thanh bị bảo vệ đá một phát trúng chỗ hiểm đang được cấp cứu ở bệnh viện khác, hy vọng sống không nhiều. Cục Công an cũng ngay trong đêm báo cho cảnh sát Giang Nam, bốn tên hành hung bị bắt đều là người Trương Châu Giang Nam, trừ Đường Trung là sinh viên năm thứ tư đỡ S sư phạm, ba tên còn lại đều từ Trương Châu tới hai ngày trước có một tên giữ vé xe trong ví. Những kẻ này hẳn là thế lực tàn dư của Đường gia, dù điều tra nghiêm tới đâu cũng khó mà bắt hết được phạm nhân, nhưng để xảy ra chuyện này là phải truy cứu trách nhiệm, phía cảnh sát Giang Nam không thể đùn đẩy sạch sẽ được. Đám Trương Khác tới cục công an không lâu, phía Giang Nam do phó sở trưởng thường vụ sở công an dẫn tiểu tổ phối hợp mang hồ sơ vụ án Trương Châu tới kiến nghiệp, hy vọng giúp đỡ được công tác điều tra truy bắt. Trừ bắt kẻ trốn thoát ra, Trương Khác còn quan tâm Đường Trung làm sao biết được Cẩm Hồ chủ đạo công tác thanh tra đất hiếm Trương Châu, cùng thân phận thực sự của mình. Phải biết kẻ địch của mình là ai,
y không muốn bị bắn lén sau lưng như thế, lần này địch đan thanh tốt số không sao, nhưng lần sau thì thế nào? Trương Khác thầm than, cô ngốc ơi, em có mệnh hệ gì, kiếp này sao tôi có thể sống yên được? Chương 952, thăm hỏi và báo cáo. Kẻ hành hung lợi dụng bóng đêm tẩu thoát, muốn bắt ngay được về quy án là rất khó, hắn rúc vào một góc nào đó trốn, chẳng thể lục tung mọi ngóc ngách, phong tỏa tất cả nẻo đường để tìm kiếm được. Nên có thể hoàn thành truy bắt trong thời gian ngắn không, cục công an không chắc chút nào. Vợ chồng Trương Chi Hành, Lương Cách Chân tới kiến nghiệp rồi, nhưng không đến cục công an mà tới thẳng bệnh viện, tới đó mới gọi điện cho con trai. Trương Khác cũng không thể ở lì mãi không đi, đứng dậy hỏi bí thư chính pháp ủy Dư Khánh Lâm ngồi đợi tin tức cùng mình. Tôi muốn gặp mặt tên Đường Trung kia, có gì bất tiện không? Cho dù có chỗ cấm kỵ, nhưng lúc này Dư Khánh Lâm không thể từ chối yêu cầu của Trương Khác, gọi cục trưởng công an Trần Bình Đức tới an bài để Trương Khác nói chuyện với Đường Trung trong phòng thẩm vấn. Lúc uy hiếp Trương Khác thì hùng hổ lắm, còn lúc này Đường Trung mặt tái mét như chết cha chết mẹ, toàn thân suy sụp ngồi thẫn thờ, nhìn Trương Khác và Phó Tuấn đi vào, ánh mắt lạnh như băng không có chút tình cảm nào, hắn sợ toàn thân run lên như cầy sấy. Đường Trung không biết địch đan thanh lúc này đã chuyển nguy thành an, hắn có ngốc tới đâu cũng biết cô gái đó có quan hệ không tầm thường với Trương Khác, nếu không có ai lại liều mạng đỡ cho người khác một dao. Tao muốn biết từ đâu mày biết tao muốn dồn cha và chú mày vào chỗ chết. Tao và bọn chúng không thù không oán, vì sao tao làm thế? Trương Khác lạnh lùng ngồi xuống trước mặt Đường Trung, lật hồ sơ vụ án Trương Châu dày cộm ra, nói. Làm bọn chúng chết là tội tác bọn chúng gây ra trong hơn 10 năm qua, còn về phần viện kiểm sát trong lần xét xử thứ hai có bổ sung thêm tội mới không, thì phải xem tạo hóa của bọn chúng. Còn mày, tao nói rõ cho mày biết, từ nay tao và mày đã có thù oán. Ta không phải là kẻ khoan dung. Giờ tao muốn biết, tất cả là do ai nói cho mày. Đường Trung cúi cằm mặt xuống, không dám nhìn Trương Khác, hai chân không khống chế được run lên bần bật, nhưng cắn chặt răng không nói. Trương Khác không có thời gian hao tốn với hắn, công tác thẩm vấn tự có cảnh sát phụ trách, thấy bộ dạng Đường Trung như thế, Trương Khác chỉ đợi một lúc, không thấy hắn trả lời liền đứng dậy cùng Phó Tuấn đi ra. Ra ngoài phòng thẩm vấn rồi Trương Khác mới nói. Thằng này không phải kẻ có ý chí kiên định, chuyện này cũng không thể do hắn lập kế hoạch được, anh liên hệ với cảnh sát Kim Sơn, điều tra xem có kẻ nào ngầm truyền tin cho anh em Đường Anh Bồi không. Rồi hừ một tiếng, diệt ác phải tận gốc. Anh em họ Đường không có nhiều giá trị lợi dụng, Đường Trung trông cái bộ dạng cũng chẳng phải kẻ làm nổi trò trống gì, có khả năng có kẻ đứng sau suối bẩy, không thể đổ hết tội lên đầu hắn, mà làm thế cũng không khôn ngoan. Có khi do anh em họ Đường dẫy chết làm ra. Thời buổi này có tiền thì làm được không ít việc, tuy anh em chúng đã bị phán tử hình hoãn thi hành, nhưng vẫn có kẻ sẵn sàng ầm truyền tin cho anh em chúng. Rời khỏi cục công an thì phía đông đã hửng sáng, Lục Văn Phu, Vương Duy Quân cũng nối nhau rời đi. Lên xe Trương Khác bảo Phó Tuấn gọi điện kiếm chiếc xe lăn lén đưa tới bãi đỗ xe đợi y, Phó Tuấn không hiểu ý Trương Khác nhưng vẫn làm theo. Trương Khác ngồi xe lăn để nhân viên công tác đẩy vào bệnh viện. Lương Cách Chân mặt bừng bừng lửa giận từ hành lang đi ra, thấy con trai ngồi trên xe lăn, tưởng ngoài tay ra còn chỗ nào bị thương nữa, lửa giận tắt ngúm hết cả, lo lắng hỏi gấp. Không phải bảo chỉ mỗi tay bị đâm trúng sao, sao các người đều không nói thật với tôi. Nước mắt ào ào chảy ra, chạy bổ tới xem xét chân con trai bị làm sao. Chỉ tay bị thương thôi ạ, nhưng mất máu quá nhiều, nên đầu óc quay cuồng, con đành bảo bọn họ lấy xe lăn đẩy đi, không nghiêm trọng như mẹ nghĩ đâu. Trương Khác giải thích, chị Đan Thanh tỉnh chưa ạ? Vừa rồi con ở cục công an theo dõi bắt hung thủ. Không sao là chết rồi, mẹ sợ đứng tim, mất máu nhiều quá thì đừng đi lung tung. Lương Cách Chân lau nước mắt, cũng không có ý trách móc lắm. Đan Thanh vừa tỉnh lại, cha mẹ nó đang trên đường, một lúc nữa mới tới. Phó Tuấn giờ mới hiểu ý đồ của Trương Khác, nếu để Lương Cách Chân nhìn thấy y đeo tay bị thương chạy lung tung thế nào cũng bị mắng cho một trận. Cố nhịn cười, tới trước mặt vợ chồng Trương Chi Hành kiểm điểm. Để xảy ra chuyện này là do chúng tôi làm việc thất trách. Lương Cách Chân mím môi không nói gì, nhưng trong lòng có chút oán giận, mẹ thương con mà, cũng là chuyện thường tình, nhưng bà cũng biết đúng sai, nên nhịn không nói ra. Trương Chi Hành đi tới vỗ vai Phó Tuấn. Không thể ngăn chặn hết tất cả chuyện bất ngờ, cậu không cần quá tự trách bản thân. Không thể có hệ thống bảo vệ nào là an toàn tuyệt đối. Nhưng nếu nói tới có sai sót thì cũng có,
đó là đèn từ chung cư thanh niên tới cổng trường bị người ta ném vỡ mà không đủ cảnh giác chú ý. Trương Khắc lúc này đã bình tĩnh lại rồi, không vô lý chút giận lên người khác, hỏi Phó Tuấn. Trợ lý đó họ Dịch à? Vâng. Phó Tuấn biết Trương Khắc hỏi tới bảo vệ đá một cái lấy nửa mạng tên hung thủ cầm dao. Bình thường cậu ta làm việc rất chăm chỉ thành thực, khi Khắc thiếu gia truyền tín hiệu tới, cậu ta là người có phản ứng đầu tiên. Cuối năm anh nhớ nhắc tôi một tiếng. Phó Tuấn gật đầu, biết Trương Khắc nói tới chuyện thưởng cuối năm. Mọi người đi về phía phòng bệnh của Địch Đan Thanh, tới trước cửa phòng, Trương Khắc đứng dậy. Con bị mất máu nhiều quá làm chóng mặt cơ mà, Mầu ngồi xuống. Lương Cách Chân ấn vai con trai ngồi xuống xe lăn. Không sao đâu mẹ, đừng để người bên trong nhìn thấy lại hoảng lên. Địch Đan Thanh mới thực sự là mất máu quá nhiều, nằm nghiêng trên giường bệnh, mặt nhợt nhạt, ánh mắt mất đi vẻ sắc sảo thường ngày, thấy Trương Khắc tay đeo lửng lẳng trước ngực, ánh mắt hai người nhìn nhau đúng 2 giây, mới hơi quay sang yếu ớt trách Vệ Lan không nên đem tin tức nói cho cha mẹ cô, làm họ sợ hãi. Không sao, dì dặn thành phố đặc biệt phái xe đón, còn có xe cảnh sát mở đường. Trong điện thoại cũng nói rõ tình hình với cha mẹ cháu rồi, để bọn họ yên tâm rồi mới đón tới đây. Lương Cách Chân lấy đi động ra, đi tới bên giường bệnh hết sức thân thiết nói. Có cần gì gọi điện hộ để cháu nói chuyện với cha mẹ cháu một chút để họ yên tâm hơn không? Chắc một tiếng nữa thôi là họ tới kiến nghiệp rồi. Vệ Lan và Tôn Tĩnh Mông đứng dậy nhường chỗ cho Lương Cách Chân, Địch Đan Thanh cựa mình muốn ngồi dậy, nhưng đụng vào vết thương khẽ kêu một tiếng đau đớn, Lương Cách Chân vội từ từ đỡ vai cô nắm xuống. Cháu đừng động đậy, dì bấm số cho cháu nói vài câu để cha mẹ cháu đỡ lo là được. Đều tại cái thằng nhóc hay gây họa kia, còn hại cháu đỡ một dao cho nó. Nói tới đấy giọng nghẹn lại, trong lòng cảm kích Địch Đan Thanh vô cùng, chút thiên kiến với cô trước kia tự nhiên cũng tiêu tan hết, chỉ là ngại không lên tiếng, nếu không đã nhận Địch Đan Thanh làm con nuôi ngay tại chỗ rồi. Mọi người đều chen lấn trong phòng bệnh, Trương Khắc cũng không tiện nói gì với Địch Đan Thanh, lo lắng căng thẳng vất vả suốt cả đêm. Tay y bị đâm xuyên qua, mất máu không ít, hiện thực sự cảm thấy chóng mặt hoa mắt rồi, còn đau nhức không chịu nổi. Lương Cách Chân bắt y về phòng bệnh nghỉ ngơi, Trương Khắc đành sang phòng bệnh bên cạnh, vốn định đợi cha mẹ Địch Đan Thanh tới mới nghỉ ngơi, nhưng ở trong phòng nói chuyện với cha rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh lại thấy Đường Thanh ngồi ở trước giường, tay chống mép giường xem sách, chẳng biết ai báo tin cho cô nàng, Trương Khắc mỉm cười đưa tay ra khẽ vuốt gò má trơn mịn của cô. Bạn tỉnh rồi. Đường Thanh vui mừng ngồi thẳng dậy, tay tì lâu quá tê điếng la lên oai oái, vừa xoa tay vừa ghé mặt tới, kẹp tay Trương Khắc giữa má và vai. Không sao đâu, còn không muốn gọi điện làm bạn phải lo. Trương Khắc ngủ một giấc say, cảm thấy khỏe hơn nhiều, vết thương cũng không đau nữa, khẽ béo tai Đường Thanh. Mình ngủ bao lâu rồi? Rèm cửa kéo kín, trong phòng đèn nhu hòa, chẳng biết hiện là mấy giờ. Mặt trời sắp xuống núi rồi. Đường Thanh đứng dậy kéo rèm cửa lên, để ánh sáng tràn vào, căn phòng trắng tinh đột nhiên nhuốm một màu đỏ au. Người ở gian ngoài nghe thấy bên trong có tiếng nói chuyện, ai đó mở cửa ra, Tôn Tĩnh Mông nắm tay cha thò đầu vào trong, mặt đầy quan tâm, ngữ khí cố ý tỏ ra lãnh đạm. Tỉnh rồi à, ba tôi và Đường Thanh buổi trưa ngồi máy bay tới kiến nghiệp. Rồi đi vào. Trương Khắc nhìn thấy bên ngoài còn có người ngồi trên ghế sofa mà y không quen, tuổi chừng 60. Nếp nhăn trên mặt rất sâu, chiếc áo trung sơn giặt tới bạc màu, nhưng phẳng phiu, lúc này cũng đứng dậy, không biết có nên vào hay không. Bác Địch phải không ạ? Trương Khắc vén chăn ngồi dậy. Chị Đan Thanh đã đỡ chưa bác? Cha Địch Đan Thanh là quân nhân xuất ngũ, tuy văn hóa chỉ tốt nghiệp tiểu học, nhưng sau khi xuất ngũ làm giáo viên ngữ văn trong thôn, rất tận chức, là người cá tính, rất cứng rắn. Có điều hôm nay thấy bao nhiêu quan lớn doanh nhân giàu có đều dùng thái độ khiêm tốn ôn hòa nói chuyện với mình, trong lòng ít nhiều có chút hoảng sợ bất an. Trương Chi Hành đứng dậy, nắm tay cha Địch Đan Thanh, nói. Lão ca, vào một chút. Rồi nói với Trương Khắc. Bí thư Đào Tấn vừa mới đi, không cho gọi con dậy, con đã khỏe chưa? Con khỏe nhiều rồi. Trương Khắc không biết trong lúc mình ngủ có bao nhiêu người đến thăm, song chẳng để trong lòng. Đứng dậy nắm bàn tay gầy khô ráp như vỏ cây của cha Địch Đan Thanh. Bá mẫu ở phòng chị Đan Thanh ạ, chúng ta cùng qua đó xem. Đi tới phòng bên cạnh, thấy mọi người đều đứng đợi bên ngoài, thì ra mẹ Địch Đan Than và Vệ Lan đang giúp cô lau người, lúc này Phó Tuấn đi tới báo cho Trương Khắc. Cục công an gọi điện tới, tên trốn thoát hôm qua vừa ra đầu thú.
Sau khi sự việc xảy ra, Hà Kỳ Vân không chút do dự điều động toàn bộ lực lượng cảnh sát đi truy bắt tên bỏ trốn, kịp thời phong tỏa các con đường rời khỏi Yến Quy Hồ, giữa đêm khuya cảnh sát xuất động kiểm tra gắt gao. Hắn chỉ sợ một bên này xảy ra án mạng lại để phạm nhân chạy thoát thì khó ăn nói được, sau khi La Quân ra chỉ thị, Cục Công an thành phố cũng tham gia, phạm vi tra xét càng mở rộng, từ bến cảng tới sân bay đều tăng cường lực độ tra xét, bảo vệ các trường cao đẳng đại học xung quanh cũng được huy động, lùng sục những ngóc ngách dễ ẩn trốn. Tên bỏ chạy nấp trong góc kín 20 tiếng, thấy không còn hy vọng thoát khỏi kiến nghiệp, dưới áp lực truy bắt, chủ động đầu thú với cảnh sát, vậy là 5 tên bị tóm cả. Trương Khắc nghe báo cáo xong chỉ gật đầu, nếu người đã bắt được cả rồi thì việc tiếp theo không cần nhúng tay vào nữa, thể nào cũng phải giữ chút thể diện cho các phía, cảnh sát kiến nghiệp không phải không tận lực. Trước khi Trương Khắc ngủ dậy, tên hung thủ dùng dao đâm Địch Đan Thanh và Trương Khắc cũng không giữ được mạng, chút hơi thở cuối cùng trong bệnh viện nhân dân số 1 dưới sự giám sát chặt chẽ của cảnh sát, không được chút thương xót nào. Phó Tuấn cảm thấy không nên nói chuyện ấy vào lúc này nên thôi. Địch Đan Thanh lau mình xong vẫn chỉ có thể nằm trên giường bệnh, đắp chiếc chăn mỏng mang mùi thuốc sát trùng, đường cong lung linh trên cơ thể vẫn hết sức nổi bật, hai đôi tay trắng trẻo đặt trên chăn, đôi mắt cũng khôi phục chút thần thái, chỉ là cứ như vô ý né tránh ánh mắt Trương Khắc, y chẳng có cách nào, nói vài câu an ủi mẹ cô. Mẹ Địch Đan Thanh là người phụ nữ nông thôn điển hình, khuôn mặt đoan chính, có điều từ khuôn mặt bị tháng năm hủy hoại không nhìn ra được nét nào giống cô con gái nguyệt thẹn hoa nhường. Ngồi trong phòng bệnh trò chuyện một lúc thì Phó Tuấn vào nói. Hải Long gọi điện tới, nói Bí Thư Dư, Cục trưởng Trần lát nữa sẽ tới bệnh viện tìm hiểu vụ án. Anh Mã cũng tới à? Hỏi xong câu này Trương Khắc mới thấy thừa, nơi này xảy ra chuyện lớn như thế, Mã Hải Long làm sao ngồi yên ở Hải Châu được? Anh ấy thấy công tác bảo an bên này không được yên tâm lắm, tới giả soát một lượt, rồi đến Cục Công an. Phó Tuấn giải thích. Dư Khánh Lâm, Trần Bình Đức tới bệnh viện nghiên cứu vụ án, nói thế cho đỡ mất mặt, kỳ thực là tới báo cáo tiến triển vụ án. Không muốn quấy nhiễu Địch Đan Thanh, Trương Khắc và cha về phòng mình đợi. Tuy nói là đầu thú, nhưng ít nhất thì cũng đã không chế được can phạm rồi, áp lực trên người Trần Bình Đức giảm đi một nửa, công tác thẩm vấn thì đơn giản, hẳn còn liên quan tới vụ án của anh em Đường Anh Dục, có điều đấy là chuyện của bên phía cảnh sát Giang Nam rồi, ông ta chỉ hận không thể đá ngay vụ án này đi. Nhưng La Quân còn chưa lên tiếng nên ông ta đành tạm gánh vác trách nhiệm này, thầm nghĩ áp lực trên người Trần Phước Kiệt chắc cũng chẳng nhẹ hơn mình, tuy Lương Vĩ Pháp trực tiếp chỉ thị cho Sở Công an, nhưng ai cũng biết người thực sự theo dõi là Từ Học Bình. Trần Bình Đức cũng chẳng tiếp xúc mấy với Trương Khắc, chỉ trong mấy hoạt động trọng đại mà ông ta phụ trách an ninh có gặp qua vài lần, nhưng không có cơ hội nói chuyện. Tới bệnh viện, thấy anh vợ Ngụy Quan Hoa mặc áo blue trắng đi tới đón, liền giới thiệu hai bên. Vị này là phó viện trưởng Ngụy, chuyên gia uy tín của khoa tim não. Không giới thiệu quan hệ tư. Chúng tôi tới đây là vì hai bệnh nhân nhập viện đêm qua, tôi cùng Bí Thư Dư và Sở trưởng Trần tìm họ có chút việc, viện trưởng Ngụy biết họ ở đâu xin dẫn chúng tôi tới đó. Mã Hải Long quan sát Ngụy Quan Hoa, tuổi không nhiều lắm, chừng trên 50, không hiểu Trần Bình Đức tìm ông ta tới dẫn đường làm cái gì. Còn nói là chuyên gia tim não gì nữa, lúc hắn tới bệnh viện. Làm gì thấy bóng dáng của vị gọi là chuyên gia này, không biết Trần Bình Đức có tâm tư gì. Ngụy Quan Hoa đương nhiên biết đôi nam nữ bị thương đêm qua nằm ở đâu, hôm nay còn tìm cơ hội tiếp xúc, hôm qua ông ta không biết thân phận của Trương Khắc, cả bệnh viện chỉ có viện trưởng Cát Dân Tuấn biết, Cát Dân Tuấn còn từ ngoại khoa do ông ta quản lý điều hai chuyên gia thêm vào phó chủ nhiệm phòng bệnh thành lập tiểu tổ chữa trị, do đích thân Cát Dân Tuấn làm tổ trưởng, nói là muốn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người bệnh, không cho ông ta nhúng tay vào. Nếu chẳng phải gia đình bệnh nhân phản đối, Cát Dân Tuấn dám đuổi hết bệnh nhân tầng trên cùng ra để lại cho người ta. Ngụy Quan Hoa không phải không sành đời, nhưng không làm tới mức ấy. Dư Khánh Lâm lăn lộn quan trường hiểu ngay đột nhiên nhảy ra một người thế này, Trần Bình Đức có ý thừa cơ tiến cử, hỏi. Phó viện trưởng Ngụy đêm qua cũng vất vả rồi phải không? Ngụy Quan Hoa ngớ ra một lúc mới nói. Chiều qua tôi làm liền hai ca phẫu thuật, cho nên không giúp gì được bên này. Hôm qua hai nam nữ bị thương đưa vào cấp cứu do đích thân Lục Văn Phu đánh tiếng, Ngụy Quan Hoa tuy là chuyên gia ưu tú nhất trong lĩnh vực ngoại khoa tim não của bệnh viện, chỉ có điều buổi chiều liên tục phẫu thuật hai ca lớn, tới 9 giờ tối mới về nhà, nhận được điện thoại thì đã sức cùng lực kiệt, và lại nghe bệnh viện báo cáo là không nguy hiểm lắm, dù biết người bị thương thân phận trọng yếu, cũng không quay lại. Ông ta thậm chí chẳng đặc biệt thông báo cho bác sĩ nào tới bệnh viện,
cứ để bác sĩ trực ca phụ trách công tác cứu chữa, bỏ lỡ cơ hội gặp Trương Khác, sáng sớm đến bệnh viện mới biết viện trưởng Cát đích thân tiếp nhận công tác chữa trị. Chương 953, gần nhau nhưng không hay biết. Ồ, ra thế. Dư Khánh Lâm cố ý nói cho Trần Bình Đức biết lòng ông ta sáng lắm. Phiền phó viện trưởng Ngụy dẫn đường. Trần Phước Kiệt không lên tiếng, Hà Kỳ Vân nhìn thấy hết, thầm nghĩ quan hệ giữa Trần Bình Đức và Ngụy Quan Hoa hẳn rất gần, hắn ở trong hệ thống công an, tất nhiên phải nhìn mặt Trần Bình Đức làm việc, nhưng nghe nói Ngụy Quan Hoa không tham gia việc cứu chữa hôm qua, nhìn dáng vẻ chắc chưa tiếp xúc với Trương Khác, không muốn lắm chuyện nữa. Ngụy Quan Hoa vừa dẫn bọn họ đi, vừa lấy di động ra gọi điện. Tiểu Vương, tôi hẹn một bệnh nhân chừng nửa tiếng nữa tới bệnh viện, nếu bọn họ tới trước, cậu tiếp giúp tôi. Đúng là cái bệnh đặc thù trước đó tôi cổ chức mọi người phân tích. Cúp điện thoại cười xin lỗi. Đi lên tầng thượng, cửa thang máy vừa mở ra thì thấy Vệ Lan cầm di động đứng đợi, thấy bọn họ liền nói. Chú Mã dẫn người tới đấy ạ. Rồi cười nhẹ với đám Dư Khánh Lâm coi như chào hỏi. Trương Khác ở phòng 1218 đợi mọi người đấy, cháu xuống đón người. Không đưa mọi người tới. Cô đang xuống đón vợ chồng Trương Chi Phi. Vệ Lan xuống thang máy đứng ở đại sảnh đợi, thấy một nam một nữ từ cổng đi vào, do ngược hướng mặt trời cho nên không nhìn rõ tướng mạo. Cậu con trai cầm một tờ giấy hỏi đường cô. Chị y tá, cho tôi hỏi văn phòng của viện trưởng Ngụy Quan Hoa đi thế nào. Vệ Lan chỉ cảm thấy cậu con trai này mặt quen quen, nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu, cô gái thì quay đầu ngắm nhìn ánh chiều tà, cả người bị ánh mặt trời đỏ bao phủ. Cho dù không rõ mặt, cũng biết là một cô gái rất xinh đẹp. Vệ Lan mỉm cười nói. Y phục của tôi bị bẩn nên mượn tạm cái này để mặc, cậu muốn tìm người phải vào đại sảnh tìm y tá thật ấy. Cậu con trai gật đầu cùng cô gái đi vào, một lúc sau vợ chồng Trương Chi Phi cùng bà nội Trương Khác đi tới, Vệ Lan vội ra đón, đưa bọn họ tới phòng bệnh. Ngụy Quan Hoa hôm nay mới biết hai người nhập viện đêm qua trọng yếu tới mức nào. Hệ thống vệ sinh tỉnh có một thể chế nghiêm ngặt. Đừng thấy Ngụy Quan Hoa và Cát Dân Tuân một phó viện trưởng một viện trưởng, khác nhau chỉ một chữ, Ngụy Quan Hoa gần như không có cơ hội tiếp xúc với sở trưởng vệ sinh Đinh Tiểu Vĩ, khiến cho khi Đinh Tiểu Vĩ còn nhậm chức, Ngụy Quan Hoa chỉ đành trơ mắt nhìn Cát Dân Tuân trà đạp bệnh viện như nhà riêng, chuyện thành lập phòng thực nghiệm ngoại khoa tim não chẳng biết bao giờ mới thấy hy vọng. Địa vị sở vệ sinh trong tỉnh không cao, Đinh Tiểu Vĩ chẳng có mấy cơ hội tiếp xúc với tỉnh trưởng và bí thư tỉnh ủy. Đừng thấy Kim Quốc Hải cũng chỉ là một sở trưởng, nhưng hắn kiêm thường ủy tỉnh ủy, Kim Quốc Hải vừa sáng sớm đã tới thăm Trương Khác, Đinh Tiểu Vĩ nghe tin khúm núm tới bồi tiếp. Tin tức Kim Quốc Hải và Đinh Tiểu Vĩ tới thăm người bệnh lập tức kinh động bệnh viện từ trên xuống dưới, Cát Dân Tuấn liền quyết định thành lập tiểu tổ chữa trị, tuy lúc này thương thế người bệnh đã ổn định, gạt Ngụy Quan Hoa ra ngoài, không để ông ta có cơ hội lộ mặt trước Đinh Tiểu Vĩ. Lý Viễn Hồ tới trước tiên nghe Đinh Tiểu Vĩ báo cáo tình hình Trương Khác và Địch Đan Thanh, lại gọi bác sĩ phụ trách tới hỏi thăm. Bác sĩ trực hôm qua khâu tay cho Trương Khác, sau khi thành lập tiểu tổ chữa trị, vẫn để ông ta chăm sóc Trương Khác. Cát Dân Tuân đâu phải ngốc, nếu lúc này đổi người, há chẳng phải nói hôm qua bệnh viện không phái chuyên gia xuất sắc ra. Nghe đồn Lý Viễn Hồ khi nghe báo cáo lấy sổ tay ra viết ba chữ, đương nhiên không ai dám ghé đầu tới ngó xem tỉnh trưởng đại nhân viết cái gì, nhưng đoán rất có thể là tên bác sĩ trực đó. Bệnh viện nhỏ tẹo như thế, có chuyện gì giấu dược, tin tức lan khắp nơi. Ai cũng hâm mộ vị bác sĩ vừa mới được thăng lên phó chủ nhiệm đó. Ngụy Quan Hoa cũng chẳng phải là người đạm bạc danh lợi, hối hận vì sao đêm qua không cắn răng tới bệnh viện, ở trong nước muốn làm việc gì cũng không thể thiếu sự ủng hộ của quyền quý. Thậm chí còn lo hôm qua từ chối tới bệnh viện truyền tới tai người bệnh sẽ có ảnh hưởng xấu gì đó, nghe nói người bệnh bị hung đồ dùng vật nhọn đâm bị thương, ông ta liền gọi điện cho em rể hỏi thăm tình hình, lúc đó Trần Bình Đức đang chịu áp lực bắt người. Không dám tưởng tượng nếu không bắt được hung phạm sẽ có chuyện gì, đương chẳng có tâm tình để ý tới anh vợ, ngữ khí còn rất bất thiện. Trần Bình Đức cùng đám Dư Khánh Lâm tới bệnh viện tìm Trương Khác báo cáo, lúc này mới nhớ ra phải tìm anh vợ, cảm thấy hôm qua giọng điệu của mình không ổn lắm. Trương Khác không biết trong lúc mình ngủ nội bộ bệnh viện xảy ra lắm chuyện như thế, chỉ biết y tá mới thay trong phòng bệnh của mình là những cô gái rất dễ làm người ta sinh khuynh hướng đồng phục dụ hoặc. Đám Trần Bình Đức tới nơi. Giới thiệu Ngụy Quan Hoa cho Trương Khác, y cũng đoán ra được ít nhiều những không thèm để ý, nếu chẳng phải hai cô y tá xinh xắn ngọt ngào kia thì y đã về chung cư dưỡng thương rồi, tự do tự tại hơn nhiều. Chỉ có điều mẹ y kiên chỉ bắt Địch Đan Thanh ở lại bệnh viện quan sát vài ngày, y thì đi ở tùy tiện,
còn địch Đan Thanh có xuất viện hay không không phải do y có thể quyết định. Trương Khác chẳng buồn đóng kịch với Ngụy Quan Hoa, hơn nữa y đang đợi báo cáo tình hình vụ án, Trần Bình Đức thấy vẻ lười nhác của Trương Khác thì hối hận làm việc dư thừa, đánh mắt với anh vợ, nói. Viện trưởng Ngụy, chúng tôi không phiền anh nữa, ở đây chúng tôi còn có chuyện muốn bàn bạc. Đợi anh vợ đi rồi mới nói giúp một câu. Viện trưởng Ngụy là chuyên gia tim não, trước kia du học làm việc tại Mỹ, mấy năm trước bệnh viện công khai tuyển mộ phó viện trưởng, anh ấy dựa vào chân tài thực học về nước ứng tuyển, còn oanh động kiến nghiệp một hồi. Nghe Trần Bình Đức nói thế ấn tượng của Trương Khác với Ngụy Quan Hoa tốt lên nhiều, nhìn theo hướng ông ta đi, nhớ ra trước kia Hứa Duy phẫu thuật tim ở đây, không biết có phải do ông ta phẫu thuật không. Ngụy Quan Hoa không biết tâm tư biến hóa của Trương Khác, thấy không được người ta thích có chút thất vọng đi ra ngoài, vừa vặn có điện thoại gọi tới nói người ông ta hẹn đã đợi trong văn phòng, liền vứt chuyện bên này ra đằng sau chạy ra cầu thang máy, đúng lúc Vệ Lan đưa bà nội và chú thím của Trương Khác lên. Phòng bệnh có cao cấp tới đâu cũng không thể so sánh với phòng tổng thống của khách sạn 5 sao, Hà Kỳ Vân thấy ghế sofa có hạn, biết phận theo Phó Tuấn, Mã Hải Long đi lấy thêm ghế. Trần Bình Đức và Trương Chi Hành cấp bậc ngang nhau, nhưng Tân Vu là thành phố nhỏ, ảnh hưởng quá thấp, theo lẽ bình thường thì Trương Chi Hành thân phận thấp nhất, đáng tiếc ở đây không thể cái gì cũng làm theo lẽ thường, Trương Chi Hành mới Dư Khánh Lâm ngồi, Dư Khánh Lâm thì nhất quyết mời ông ngồi trước mới chịu, mất một lúc mới ổn định được chỗ ngồi. Buổi sáng chúng tôi kiến nghị cả cơ cấu kiểm sát tỉnh gia nhập điều tra toàn diện nơi giam giữ, tạm thời chưa có chứng cứ xác thực, có điều phía giam giữ đúng là có sơ hở, thậm chí nghi phạm còn được sử dụng thiết bị thông tin di động tại nơi giam giữ dưới tình huống không ai giám sát. Trần Phước Kiệt giới thiệu tình hình điều tra, hôm nay bọn họ còn điều tra ra một số chuyện nghiêm trọng hơn nữa, nhưng không liên quan tới vụ án đêm qua, nên không muốn bêu xấu trước mặt đồng nghiệp. Vấn đề điều tra ra. Bí thư Từ Thị Thị phải triệt để tra xét hệ thống giám ngục, viện kiểm sát cũng kiến nghị phía Trương Châu phải nghiêm túc điều tra những hành vi vi phạm có thể tồn tại trong quá trình tra án. Chương 954, là kẻ nào? Đám thế lực tàn dư nhất định tìm trăm phương ngàn kế để anh em Đường Anh Bồi được giảm nhẹ hình phạt, làm như thế an ủi anh em chúng, đa phần là tránh bọn chúng dẫy chết làm liên lụy thêm nhiều người. Viện kiểm sát thực sự điều tra thì tìm ra manh mối không khó, chỉ cần có tội mới là có thể đẩy anh em chúng ra pháp trường. Đạo lý này ai cũng biết, chỉ là không ai nói ra, nếu không thành như nhất định đẩy anh em chúng vào chỗ chết vậy. Tới Trần Bình Đức báo cáo công tác thẩm vấn. Căn cứ vào lời khai của ba tên nghi phạm, bọn chúng do Lão Miêu gọi tới, nghe mệnh lệnh Lão Miêu, cũng chính là tên đã chết trong Bệnh viện Nhân dân số 1. Trương Khác còn chưa nghe Phó Tuấn nói tới chuyện này, kẻ này chết y cũng không quan tâm, loại người như vậy để lại trên đời chỉ gây họa. Tất cả đều do Lão Miêu và Đường Trung sai phái, ba tên nghi phạm đó thậm chí không biết đến kiến nghiệp làm gì, cũng không hiểu tình hình Cẩm Hồ và Lão Miêu đã chết, lời khai bọn chúng đáng tin. Duy nhất làm người ta nghi ngờ là Đường Trung chủ động gánh hết trách nhiệm, chúng tôi phán đoán tác dụng kẻ đã chết kia quan trọng hơn, Đường Trung khai báo như thế, nói không chừng muốn bảo vệ kẻ sắp đặt thực sự đằng sau. Nhìn bộ dạng của Đường Trung trong phòng thẩm vấn hôm qua là biết hắn chẳng phải người ý chí kiên định. Dưới tình huống này vẫn cắn răng nhận hết tội, chỉ có thể là bảo vệ anh em Đường Anh Bồi. Người khác đã đành, anh em họ Đường liên quan vào thì đợi chúng chỉ còn đường chết, Đường Trung dù là hạng nhị thế vô dụng thì vẫn hiểu đạo lý này. Như thế vấn đề quay trở lại trên người anh em Đường Anh Bồi rồi. Có điều từ đầu tới cuối anh em bọn chúng không thể biết tác dụng đằng sau của Cẩm Hồ, vậy là kẻ nào đã nói cho anh em bọn chúng biết sau khi bị bắt giam. Cho dù tới bây giờ người ngoài cũng chỉ biết Cẩm Hồ hưởng lợi trong việc chỉnh đốn nghiệp vụ đất hiếm trong nước, còn nguyên nhân thì không thể biết. Trong ba người ngồi đây trừ Trần Phước Kiệt vì tham gia toàn diện quá trình điều tra cho nên biết chi tiết, thậm chí đến cả Dư Khánh Lâm và Trần Bình Đức đều không rõ, vậy kẻ nào nói cho anh em Đường ra để bọn chúng dẫy chết muốn bắt Trương Khác làm cọng cỏ cứu mạng cuối cùng.